Chương 3160, Quyền Hoàng oai. Ầm ầm, quyền hoàng trong con ngươi, nháy mắt bắn ra như lưỡi đao sắc bén như vậy sát cơ, toàn bộ người đều bao phủ một loại điên cuồng khí tức. Hắn vào lúc này mới phát hiện, hướng về hắn bắn ra hoàng kim thần tiễn chính là Phong Phàm. Mà bốn bóng người kia, chính là Ứng Nhất Long cùng với ba đại long quân, bốn người đều là ra tay toàn lực, triển khai vô thượng đế thuật, trước bận bịu phảng phất có thể xuyên thủng tất cả, nhắm thẳng vào quyền hoàng chỗ hiểm quanh người mà tới. Các ngươi đều đáng chết. Quyền hoàng thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, ẩn chứa một tia sát ý nồng nặc. Hắn liên tiếp đánh ra bốn quyền, mỗi một quyền đều cương mãnh bá đạo tới cực điểm, phảng phất có thể yên diệt tất cả, không có chút nào né tránh, trong nháy mắt tự cùng Ứng Nhất Long đám người va chạm vào nhau. Cong, 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 đốm lửa bắn tứ tung, Ứng Nhất Long bốn người đều là không do được cả người rung mạnh, trong tay màu đen chiến thương chiến minh không ngớt, một luồng không thể địch nổi thần lực từ chiến thương bên trên truyền đến. Bốn người bọn họ đều là không hẹn mà cùng bay ngang ra ngoài. Oanh, quyền hoàng dưới chân giẫm một cái, toàn bộ người như thiểm điện một loại bắn lên, lăng không một quyền hướng về Phong Phàm đánh tới. Vèo, 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 Phong Phàm ánh mắt lạnh lẽo, trong tay hoàng kim cung đem quyền hoàng khóa chặt lên, ngón tay động tác như tàn ảnh giống như vậy, từng đạo hoàng kim thần tiễn, như chùm sáng rực rỡ, trong nháy mắt liền đem quyền hoàng bao phủ lại. Ầm ầm ầm, quyền hoàng quyền ấn cương mãnh bá đạo, quyết chí tiến lên. Phảng phất căn bản không biết cái gì là sợ sệt, đối mặt với hoàng kim thần tiễn, trái lại càng thêm kích phát rồi quyền hoàng trong lòng khí tức bạo ngược. Từng đạo hoàng kim thần tiễn trực tiếp bị quyền hoàng đánh nổ ra, thế nhưng mũi tên mang ác liệt vô cùng, tương tự là xuyên thủng quyền hoàng cánh tay, thân thể, để hắn toàn bộ người biến đến huyết nhục bắt đầu mơ hồ. Răng rác, lấy tổn thương đổi tổn thương bên dưới, quyền hoàng trong nháy mắt liền giết đến rồi Phong Phàm trước mặt, lăng không một quyền trấn áp xuống, hư không đều phát sinh tiếng nổ đùng đoàng. Phong Phàm biến sắc mặt, giơ lên hoàng kim cung ninh địch. Hoàng kim cung bên trên phun trào khỏi cường đại đế uy, như kết giới giống như vậy, đem Phong Phàm bảo vệ. Nhưng quyền hoàng cú đấm kia, bá đạo vô cùng, vẫn là nháy mắt tự phá tan rồi kết giới, đánh vào hoàng kim cung bên trên, để hoàng kim cung kịch liệt rung động, Phong Phàm toàn bộ người cũng là trực tiếp bay ngang ra ngoài. Vèo, 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 Ứng Nhất Long đám người đánh tới, cùng Phong Phàm sẽ hợp lại cùng nhau, đồng thời đem quyền hoàng vây vòng. Giết hắn đi. Phong Phàm cùng Ứng Nhất Long nhìn nhau nhất nhãn, trong con người sát cơ lộ, đồng thời hướng về quyền hoàng lướt đi. Bọn họ đều là cảm thấy quyền hoàng cường đại uy hiếp, càng là như vậy, bọn họ sát quyền hoàng tâm tự càng mãnh liệt. Nếu không thì, có quyền hoàng ở, bọn họ nghĩ muốn cướp giật thiên đạo ấn, căn bản là chuyện không thể nào. Ầm ầm ầm, quyền hoàng lấy một địch năm, quanh thân chiến ý cuồn cuộn ngất trời, tuy rằng đẫm máu phấn khởi chiến đấu, nhưng không chút nào đều không rơi xuống hạ phong. Mà Phong Phàm cùng Ứng Nhất Long đám người phối hợp, cũng là bạo phát ra cực kỳ cường lực sát thương lớn. Phong Phàm hoàng kim thần tiễn, ác liệt vô cùng, có thể xuyên thủng tất cả, ở hoàng kim cung cái này cực đạo đế binh phối hợp bên dưới, có thể đối với quyền hoàng tạo thành rất mạnh uy hiếp. Lại thêm Ứng Nhất Long bốn người trong đó phối hợp 10 phần xảo diệu, viễn trình cùng cận chiến kết hợp lại, dĩ nhiên đem quyền hoàng nhốt lại, trong thời gian ngắn nghĩ muốn phân ra thắng bại, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mà những người thí luyện kia thiên kiêu tương tự là từng người mang ý xấu riêng. Bọn họ nhìn thấy quyền hoàng, Phong Phàm, Ứng Nhất Long đám người lục đục, từng cái cũng là lên kế vặt, không ngừng hướng về tế đàn đánh tới, chém giết trúc long tộc cường giả, nghĩ muốn tùy thời cướp giật thiên đạo ấn. Ầm ầm ầm, cửu sắc tế đàn lượn lờ thần bí ánh sáng, xem ra cổ xưa uy nghiêm, đồng thời xung quanh có sương mù sương tràn ngập, đan sen minh mông thiên uy. Trên cùng thiên đạo ấn, là tất cả mọi người mục tiêu. Nhưng giờ khắc này nhưng căn bản không ai có thể tới gần thiên đạo ấn. Cửu sắc tế đàn có cực kỳ cường đại phòng ngự, người bình thường trong thời gian ngắn căn bản không cách nào phá mở phòng ngự, tiến vào cửu sắc trên tế đàn, lại thêm xung quanh đông đảo người thí luyện thiên kiêu, đem tất cả mọi người kiềm chế. Nhưng ngay lúc này, một bóng người lặng yên mà tới. Đó là một người mặc quần dài trắng, lụa mỏng che mặt nữ tử, tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng cũng tự có một loại phong hoa tuyệt đại khí chất lan ra. Ầm ầm, nàng đưa ra một con mảnh khảnh bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vào cửu sắc tế đàn kết giới bên trên. Trong phút chốc, thiên địa rung động, nóng rực thần quang bộc phát ra, cửu sắc tế đàn kết giới ầm ầm phá nát ra. Cô gái mặc áo trắng trực tiếp xuyên qua tầng tầng ánh sáng, tiến vào cửu sắc trên tế đàn, hướng về thiên đạo ấn chộp tới. Muốn chết, nhưng vào lúc này, Phong Phàm dư quang liếc về cô gái mặc áo trắng, trong con người sát cơ bùng lên, trong tay hoàng kim thần tiễn hướng về cô gái mặc áo trắng vọt tới. Thả xuống thiên đạo ấn, nghĩ muốn hái quả đào, muốn chết, giết nàng, đông đảo người thí luyện, cũng đều là đã bị kinh động, từng cái phẫn nộ không thể xá,
trong con ngươi tràn đầy sát ý cùng phẫn nộ, dồn dập bỏ qua công kích lẫn nhau, mà là đồng thời hướng về cô gái mặc áo trắng lướt đi. Bù, cô gái mặc áo trắng ống tay áo vung lên, nhất thời ống tay áo của nàng bên trong có một cổ thần bí huyền hoàng khí bốc lên, hóa thành một đạo cực kỳ cường đại huyền hoàng kết giới, đưa nàng bao phủ ở trong đó. Nàng phảng phất không nghe thấy mọi người quát lớn giống như vậy, vẫn là lấy tay hướng về thiên đạo ấn chộp tới. Oanh, thiên đạo ấn bỗng nhiên phun trào khỏi rừng rực hào quang chói mắt, từng đạo phù văn thần bí mịt mờ mà ra, mênh mông mà kinh khủng thiên uy bộc phát ra, dường như muốn đem bốn phía hết thảy đều yên diệt ra. Nhưng cô gái mặc áo trắng tay áo bay bay, sợi tóc tung bay, toàn bộ người vẫn không nhúc nhích, bàn tay trong suốt như ngọc, tràn ngập bất hủ màu sắc, cực kỳ chính xác bắt được thiên đạo ấn. Thiên đạo ấn kịch liệt rung động, phảng phất tùy thời có thể từ cô gái mặc áo trắng trong tay bay ra. Cô gái mặc áo trắng hai tay kết ấn, hóa ra đạo đạo tàn ảnh, từng nét bùa chú bay ra, không ngừng đánh vào thiên đạo ấn bên trên. Bù, một phương thần bí cổ kính trôi lơ lửng ở cô gái mặc áo trắng trên đỉnh đầu, cổ kính một mặt màu đen, một mặt màu trắng, đan xen sinh tử khí tức, mạnh mẽ vô cùng. Theo cổ kính nổi lên, càng là có một đóa thần bí thanh liên tỏa sáng, để cô gái mặc áo trắng xung quanh, đều bao phủ thần bí hỗn độn khí. Cái kia một đạo huyền hoàng kết giới, cũng là biến đến kiên cố mà bất hủ. Oanh, hoàng kim thần tiễn bắn vào kết giới bên trên, để kết giới kịch liệt rung động, nhưng cũng căn bản không cách nào xuyên thủng huyền hoàng kết giới. Mọi người công kích dồn dập rơi ở huyền hoàng kết giới bên trên, chỉ là để kết giới nổi lên đạo vệt sóng gợn, sau đó nháy mắt tự tiêu diệt ra. Thiên đạo ấn sao, ta ngược lại muốn xem, thiên đạo đến cùng ở không ở nơi này. Kỳ ảo mà mờ mịt âm thanh vang lên, cô gái mặc áo trắng phảng phất căn bản không thèm để ý mọi người chung quanh công kích, dĩ nhiên là trực tiếp ở cửu sắc trên tế đàn ngồi xếp bằng xuống. Mi tâm của nàng phát sáng, có phù văn thần bí lấp lóe, trong mơ hồ phảng phất chiếu rọi ra một đạo thần bí bóng người. Thiên đạo ấn như là bị áp chế giống như vậy, chậm rãi lơ lửng, bay đến mi tâm của nàng trước, cùng mi tâm của nàng ánh sáng bắt đầu đan vào. Chương 3161, nữ đế bệ hạ. Ầm ầm ầm, đông đảo người thí luyện đều là hoàn toàn phẫn nộ. Bọn họ điên cuồng công kích cô gái mặc áo trắng chung quanh kết giới, từng cái sử dụng tới mạnh mẽ vô cùng đế thuật, sử dụng chí cường cực đạo đế binh, nghĩ muốn hoàn toàn yên diệt cô gái mặc áo trắng. Bọn họ quyết đấu sinh tử, mắt thấy liền muốn cướp được thiên đạo ấn, không nghĩ tới lại bị cái này đột nhiên nhô ra cô gái mặc áo trắng đoạt trước tiên. Hơn nữa, cô gái mặc áo trắng loại thái độ đó, nhất định chính là trần trụi không nhìn. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết nàng, nghĩ muốn luyện hóa thiên đạo ấn, căn bản không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Giết nàng, cướp giật thiên đạo ấn, dĩ nhiên như vậy không đem chúng ta để ở trong mắt, thật cho rằng có thể gánh vác mọi người chúng ta công kích sao. Tất cả mọi người là vô cùng phẫn nộ, từng cái căm phẫn sục sôi hét lớn. Tự liền quyền hoàng, phong phàm cùng ứng nhất long đám người, giờ khắc này đều là cực kỳ ăn ý bỏ qua chém giết, từng cái ánh mắt lạnh lẽo, dồn dập hướng về cửu sắc trên tế đàn đánh tới. Oanh, 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 quyền hoàng vô cùng quyền ấn, như thái cổ núi thần giống như vậy, không ngừng từ vòm trời bên trên chấn áp xuống, phảng phất có thể phá nát tất cả, để huyền hoàng kết giới kịch liệt rung động. Phong phàm hoàng kim thần tiễn, không ngừng bắn ra, như là màu vàng thiểm điện, ẩn chứa xuyên thủng huyết thảy sức mạnh, rơi ở huyền hoàng kết giới bên trên, vỡ nát từng đường phù văn. Đáp lại nhất phàm chờ bốn đại long quân, trong tay màu đen chiến thương, như diệt thế hắc long giống như vậy, gầm thét lên tấn công tới, để huyền hoàng kết giới ánh sáng không ngừng âm u. Cô gái mặc áo trắng bày ra huyền hoàng kết giới tuy rằng rất mạnh, hơn nữa có cái kia một viên cổ kính cùng với thần bí thanh liên gia trì, nhưng rất nhiều người thí luyện không ngừng công kích bên dưới, vẫn là rất sắp bị suy yếu, kịch liệt rung động, phảng phất tùy thời có thể phá nát. Vèo, 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 nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng xé gió mà đến, bá đao, kinh hồng tiên tử đám người chạy tới. Thiên đạo ấn bị người cướp đoạt đi rồi. Bá đao trong con người phong mang lóe lên, ánh mắt rơi ở cửu sắc trên tế đàn, lộ ra một tia mạnh mẽ vô cùng chiến ý. Quả thật bị người đoạt đi rồi. Người kia, là nữ đế bệ hạ. Kinh hồng tiên tử gật gật đầu, thế nhưng khi nàng nhìn thấy cửu sắc trên tế đàn bạch y bóng người thời gian, không do được cả người rung mạnh, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ khiếp sợ. Đúng là nữ đế bệ hạ. Bích Lạc lâu chủ cũng là cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kích động vẻ mặt. Không sai, chính là nữ đế điện hạ, này chút người đáng chết. Lại dám vây công nữ đế bệ hạ, kinh hồng tiên tử gật đầu một cái nói, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt vẻ sùng bái, cuối cùng ánh mắt đảo qua những người thí luyện kia thiên kiêu, trong đôi mắt đẹp mọc lên một tia sát ý nồng nặc. Là đáng chết, kinh hồng, nữ đế bệ hạ bày kết giới, e sợ không bao lâu nữa liền muốn phá nát.
chúng ta mau chóng đi vào, bảo vệ nữ đế bệ hạ. Bích Lạc lâu chủ liền vội vàng nói. Tốt, Tinh Hồng tiên tử gật đầu một cái nói, phía sau nàng đông đảo vũ tộc thiên kiêu, cũng đều là vô cùng cuồng nhiệt, giờ khắc này chiến ý ngút trời. Nữ đế bệ hạ, bá đao trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, ca ca, Kinh Hồng tỷ tỷ trong miệng vị này nữ đế bệ hạ, rất mạnh. Bất quá nếu là người một nhà, chúng ta hay là trước ra tay bảo vệ nàng đi. Đồng Đồng ánh mắt có chút nghiêm nghị, chậm rãi nói ra. Bá đao tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, có thể để Đồng Đồng đều xưng chi là rất mạnh người, nhất định không giống như vậy, nhưng hắn cũng biết giờ khắc này tình huống khẩn cấp, sở dĩ cũng không có hỏi nhiều. Kinh Hồng tiên tử cùng Bích Lạc lâu chủ xông lên trước, bá đao theo sát phía sau, hướng về cửu sắc tế đàn đánh tới. Ầm ầm ầm, bọn họ ra tay vô cùng ác liệt, ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa, phảng phất có thể phá nát tất cả. Những người thí luyện kia thiên kiêu đều cho rằng Kinh Hồng tiên tử đám người cũng là đến cướp giật thiên đạo ấn, công kích huyền hoàng kết giới, sở dĩ cũng không hề để ý. Nhưng bọn họ rất nhanh tựu tao ương, bá đao cuối cùng là đã được kiến thức, tức giận nữ nhân là lợi hại bực nào. Cơ hồ là nháy mắt, tựu có mười mấy người thí luyện, bị Kinh Hồng tiên tử cùng Bích Lạc lâu chủ đánh tan nát thân thể, sau đó nguyên thần biến thành cho tàn. Kinh Hồng tiên tử cùng Bích Lạc lâu chủ giống như là hoàn toàn cuồng bạo giống như vậy, bạo phát ra cực kỳ kinh người lực sát thương. Kinh Hồng tiên tử hai cánh triển khai, tốc độ nhanh tới cực điểm, cầm trong tay một thanh cổ kiếm, kiếm khí cuồn cuộn ngất trời, không ngừng có người chết ở kiếm của nàng hạ, hồn phi phách tán. Bích Lạc lâu chủ quanh thân, phảng phất lượn lờ một cái hoàng tuyền hà, nước sông cuồn cuộn mà đến, phàm là bị hoàng tuyền hà cuốn trúng người, dồn dập bị hủ thực thân thể, tự liền nguyên thần cũng bất quá chống đỡ chốc lát, nháy mắt tự vô ảnh vô tung biến mất. Trong miệng các nàng cái vị kia nữ đế điện hạ, phảng phất vì các nàng cung cấp vô cùng vô tận động lực, làm cho các nàng bạo phát ra cực kỳ khủng bố sức chiến đấu, trong phút chốc tự xé rách một vết thương. Cong, bá đao ra tay cũng là không chậm chút nào. Một đạo bén nhọn ánh đao chém rơi xuống, như ngân hà rơi cửu thiên, tuyết trắng óng ánh, chém giết mấy tôn người thí luyện, sau đó đám đông trực tiếp bước lui ra. Bọn họ nhún người nhảy lên, bay đến huyền hoàng kết giới trước, đem cô gái mặc áo trắng bảo vệ. Các ngươi là ai? Là vũ tộc Kinh Hồng tiên tử. Đáng chết, các nàng cùng cô gái mặc áo trắng kia là một phe. Kinh Hồng tiên tử thì lại làm sao? Thiên đạo ấn là của ta, ai cản ta thì phải chết. Đông đảo người thí luyện thiên kiêu đều là vừa giận vừa sợ, từng cái lớn tiếng mắng, trong con ngươi tràn đầy cực kỳ sát ý lạnh như băng. Bọn họ dĩ nhiên sống sót đi ra. Phong Phàm cùng Ứng Nhất Long cũng là nhìn nhau nhất nhãn, trong con ngươi lộ ra một tia kinh nghi bất định vẻ mặt. Bọn họ đều còn sống, cái kia Lăng Tiêu sẽ không cũng không có chết chứ. Trấn thủ sứ đại nhân chết, chẳng lẽ cùng Lăng Tiêu có quan hệ gì? Ứng Nhất Long trong ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi. Không thể, coi như là cái kia Lăng Tiêu không chết, lại tại sao có thể là trấn thủ sứ đối thủ của đại nhân? Trấn thủ sứ đại nhân chết, hẳn là Táng Thiên Kiến Chúa tạo thành. Không nên suy đoán lung tung, việc cấp bách hay là trước đem thiên đạo ấn đoạt vào tay. Phong Phàm lắc đầu nói, không sai, chỉ cần cướp được thiên đạo ấn, đến thời điểm coi như là cái kia Lăng Tiêu còn sống, chỉ cần hắn dám vào Trúc Long Đế Thành, tự để hắn chết không có chỗ chôn. Ứng Nhất Long cắn răng nói, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ oán độc vẻ mặt. Cút đi, Quyền Hoàng giống lớn một tiếng đạo, trong con người sát ý sôi trào, một quyền nổ nát đánh tới chậm lỗi ánh đao, ánh mắt rơi ở bá đao trên người. Hắn từ bá đao trên người cảm thấy cường đại uy hiếp, để quanh người hắn chiến ý càng phát hừng hực lên. Ngươi rất mạnh, bá đao trong con người tinh mang lóe lên, tương tự là thấy được Quyền Hoàng. Ngươi cũng không kém, đến, nếu ngươi có thể tiếp hạ ta ba quyền, ta tha cho ngươi không chết. Quyền Hoàng cười lạnh một tiếng nói, quanh thân mình mông quyền ý bốc lên, không có chút nào do dự, bay thẳng đến bá đao nhào tới. Chương 3162, gặp lại Cơ Phi Huyên. Kinh Hồng tiên tử cùng Bích Lạc lâu chủ đều là cao cấp đế quân, chiến lực cường đại, vừa ra tay tựu chém giết rất nhiều người thí luyện, nhưng các nàng rất nhanh đã bị Ứng Nhất Long cùng Phong Phàm đám người quấn lấy. Giờ khắc này, hội tụ ở trấn thủ sứ phủ đệ người thí luyện, đâu chỉ hơn ngàn người. Các nàng thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao người ít không đánh lại đông, sau một quãng thời gian, từ từ tựu rơi vào hạ phong. Đây là bởi vì đông đảo người thí luyện, chủ yếu mục tiêu đều đặt ở thiên đạo ấn bên trên, giờ khắc này đều muốn đánh vỡ huyền hoàng kết giới, cướp giật thiên đạo ấn. Nếu không thì, nếu như chuyên tâm đối phó Kinh Hồng tiên tử đám người, các nàng cũng sớm đã bị thua. Ở đây loại kịch liệt đại chiến bên dưới, huyền hoàng kết giới càng ngày càng ảm đạm, phù văn đổ nát, phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ phá diệt ra. Nhưng ngồi xếp bằng ở trong đó cô gái mặc áo trắng, vẫn là hồn nhiên không hay, mi tâm phóng ra hào quang óng ánh, cùng thiên đạo ấn đan xen vào nhau,
như là ở luyện hóa thiên đạo ấn. Làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản không cách nào chống đỡ. Kinh Hồng tiên tử có chút nóng nảy, truyền âm cho Bích Lạc Lâu chủ đạo. Không có cách nào, nhất định muốn chống đỡ xuống, nữ đế bệ hạ giờ khắc này đang ở luyện hóa thiên đạo ấn, không thể để bất luận người nào quấy rối đến nàng. Đợi đến huyền hoàng kết giới phá diệt một khắc đó, ta cản bọn họ lại, ngươi trực tiếp mang nữ đế bệ hạ rời đi nơi này. Bích Lạc Lâu chủ nói như đinh chém sắt, những này khốn nạn đều điên rồi, vì thiên đạo ấn, mệnh cũng không cần. Kinh Hồng tiên tử cắn răng nói, giờ khắc này, trấn thủ sứ phủ đệ như tu la địa ngục giống như vậy, chết đi người thí luyện e sợ đều đã vượt qua hơn ngàn người. Trong hư không tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh, bốn phía sức mạnh kinh khủng bốc lên, như không phải Trúc Long đế thành vô cùng kiên cố, e sợ loại trình độ này hỗn chiến, có thể đem toàn bộ Trúc Long đế thành đánh nát. Nhưng vì thiên đạo ấn, bọn họ đều điên rồi. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu đã rời đi Táng Thiên sa mạc. Khi Lăng Tiêu trở về Trúc Long đế thành thời điểm, cũng là đã nhận ra trấn thủ sứ phủ đệ chính đang phát sinh đại hỗn chiến. Hắn tóm lấy một cái đang ở cướp bóc người thí luyện, từ chỗ của hắn biết được Trúc Long đế thành bên trong hỗn loạn tình hình. Trúc Cửu Âm chết đi phía sau, Trúc Long đế thành tựu thành vô chủ thành sao? Bọn họ cũng đang cướp đoạt thiên đạo ấn. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Hắn này mới phát hiện, nguyên lai Trúc Long đế thành chi sở dĩ như vậy hỗn loạn, tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu dĩ nhiên là hắn. Thiên đạo ấn sao, ta ngược lại muốn xem, là ai như vậy không biết lợi hại, dám cướp đồ vật của ta. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, nhún người hướng về trấn thủ sứ phủ đệ mà đi. Trúc Cửu Âm là hắn chém giết, cái kia Trúc Cửu Âm thiên đạo ấn tự nhiên chắc cũng là hắn. Chốc lát phía sau, Lăng Tiêu liền thấy tòa kia cửu sắc tế đàn. Bá Đao, Đồng Đồng, Kinh Hồng tiên tử, Bích Lạc Lâu chủ bọn họ đều bình yên vô sự trở về rồi sao? Lăng Tiêu thấy được Bá Đao đám người, trong lòng cũng là yên tâm. Lúc đó, Táng Thiên sa mạc tình huống như vậy hỗn loạn, hắn cũng hết sức lo lắng Bá Đao đám người, nhìn thấy bọn họ bình yên vô sự, Lăng Tiêu cũng là yên tâm không ít. Bất quá, Lăng Tiêu cũng nhìn thấy Phong Phàm cùng Ứng Nhất Long đám người, trong con ngươi lộ ra một tia ý lạnh. Hai người này dĩ nhiên như vậy mạng lớn, dĩ nhiên sống sót rời đi Táng Thiên sa mạc. Bất quá bọn hắn vẫn là lòng quá tham, lại dám mơ ước thiên đạo ấn. Lăng Tiêu đang muốn dự định thời điểm xuất thủ, ánh mắt rơi ở cửu sắc trên tế đàn, thấy được cái kia một đạo bạch y bóng người. Nàng là, Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Tuy rằng cái kia một đạo bạch y bóng người, có lụa mỏng che mặt, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng Lăng Tiêu vẫn là nháy mắt tự nhận ra thân phận của nàng. Cơ Phi Huyên, Lăng Tiêu căn bản không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải Cơ Phi Huyên. Cô gái mặc áo trắng xem ra thánh khiết mà cao quý, phong hoa tuyệt đại, cả người trên dưới đều tản ra một loại uy nghiêm mà khí chất thần bí, khác nào tuyệt đại nữ đế giống như vậy, để người không dám nhìn gần. Nàng giờ khắc này phảng phất quên mất tất cả, toàn bộ người đều đắm chìm trong cùng thiên đạo ấn cộng hưởng bên trong. Mà nàng quanh thân cái kia một đạo huyền hoàng kết giới, đã đến phá toái biên giới. Ầm ầm, quyền hoàng ngạnh kháng bá đao một đao phía sau, vô cùng quyền ấn đánh vào huyền hoàng kết giới bên trên. Huyền hoàng kết giới kịch liệt run rẩy, sau đó nháy mắt sụp đổ rồi ra. Lăng Tiêu đang định thời điểm xuất thủ, chợt dừng lại, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Oanh, Cơ Phi Huyên quanh thân, phun trào khỏi một luồng cực kỳ kinh khủng khí tức. Hai mắt của nàng mở ra, đó là một đôi cực kỳ cặp mắt xinh đẹp, ánh mắt trong suốt mà thâm thúy, phảng phất ẩn chứa chư thiên tinh thần, lưu động hỗn độn âm dương, để người không tự chủ tựu hãm sâu trong đó. Trong nháy mắt, thiên địa thất sắc. Cơ Phi Huyên ống tay áo vung lên, nhất thời minh mông hỗn độn ánh sáng bốc lên, âm dương nhị khí lưu động, như một luồng cực kỳ hào quang rừng rực, trong phút chốc bao phủ tứ phương, khủng bố tới cực điểm. Xung quanh nghĩ muốn nhân cơ hội hướng về nàng đánh tới người thí luyện, đều là cả người rung mạnh, trong miệng phun máu tươi tung tóe, từng cái trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, đồng thời bay ngược ra. Tự liền quyền hoàng, Phong Phàm cùng Ứng Nhất Long đám người, cũng đều là cả người chấn động, liên tiếp lui về phía sau hết mấy bước. Này thân hình vừa đứng vững. Các ngươi, nghĩ muốn thiên đạo ấn. Cơ Phi Huyên đứng lên, âm thanh lành lạnh cực kỳ. Trong thanh âm của nàng, ẩn chứa một luồng huy hoàng thiên uy, để tất cả mọi người là không tự chủ được cả người chấn động, khiếp đảm không ngớt. Ánh mắt của nàng đảo qua chỗ, không có bất kỳ người nào dám cùng nàng đối diện, đều là không tự chủ được cúi đầu xuống. Tuyệt thế đế quân, quyền hoàng chậm rãi nói ra, trong con ngươi hiện ra cực kỳ cường đại chiến ý. Phong Phàm cùng Ứng Nhất Long đám người cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Vừa rồi, bọn họ cũng không có nhìn rõ ràng Cơ Phi Huyên chân chính tu vi, mãi đến tận Cơ Phi Huyên ra tay, bọn họ mới phát hiện,
Cơ Phi Huyên thậm chí có tuyệt thế đế quân tu vi. Hơn nữa, Cơ Phi Huyên trên người tản mát ra cái kia cỗ hơi thở, phảng phất có thể quét ngang cửu thiên thập địa, trấn áp ngàn tỷ sinh linh, đó là một loại vô địch ý vị. Trong truyền thuyết, chỉ có đại đế mới có thể dưỡng thành vô địch khí thế. Nữ đế bệ hạ, Kinh Hồng tiên tử trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động vẻ mặt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt nữ đế bệ hạ đúng lúc đã tỉnh, bằng không nàng căn bản không biết nên làm sao bảo vệ nữ đế bệ hạ. Mình tu vi, vẫn là quá yếu. Kinh Hồng, khổ cực ngươi. Cơ Phi Huyên nhìn Kinh Hồng tiên tử nhất nhãn, nhàn nhạt gật đầu một cái nói. Là nữ đế bệ hạ hộ pháp, là Kinh Hồng vinh hạnh. Chỉ là Kinh Hồng tu vi quá yếu. Kinh Hồng tiên tử trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ xấu hổ. Cơ Phi Huyên ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt như nước. Nhưng tất cả mọi người từ trên người nàng, cảm thấy một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm. Thiên đạo ấn rơi ở vị này tuyệt thế đế quân trong tay, còn ai dám cướp giật. Trong lòng của mọi người đều là âm thầm thấp thỏm, chỉ lo Cơ Phi Huyên hàng hạ lôi đình cơn giận, mỗi một người đều là sinh ra chạy trốn tâm tư. Nhưng ngay lúc này, Cơ Phi Huyên mắt sáng lên, thấy được xa xa Lăng Tiêu. Hai mắt va chạm, Cơ Phi Huyên trong lòng không do được run lên. Dĩ nhiên, là hắn, PS, ngày hôm qua, ta tiểu mộ vũ ra đời, một khắc đó, cảm giác tâm đều phải hóa, đưa cái này mừng tin tức chia sẻ cho ta các độc giả, cảm giác nhân sinh viên mãn, sau đó phải càng thêm nỗ lực. Qua một thời gian ngắn chờ mộ vũ không có như vậy thời điểm bận rộn sẽ có biện pháp, cảm ơn mọi người trước sau như một chống đỡ. Chương 3163, đại cục đã định. Lăng Tiêu, Cơ Phi Huyên không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp được Lăng Tiêu. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ đi đến một bước này, bước lên đỉnh cao, chinh phạt vĩnh hằng đế lộ. Ngươi vẫn là ngươi, nhưng tiếc là, ta đã không phải là ta. Cơ Phi Huyên nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt, lộ ra một tia phức tạp. Từ chiến thần giới cùng nhau đi tới, nàng cùng Lăng Tiêu trong đó ngọn nguồn thâm hậu, mấy lần được Lăng Tiêu giúp đỡ, mới có thể đi tới hôm nay. Có thể nói, Lăng Tiêu đã trong lòng của nàng để lại sâu sắc không gì sánh được dấu ấn. Đã lâu không gặp, Lăng Tiêu quay về Cơ Phi Huyên khẽ mỉm cười nói, ánh mắt trong suốt mà sáng sủa. Cơ Phi Huyên có chút hoảng hốt, trước mắt Lăng Tiêu, phảng phất cùng trong ký ức thiếu niên mặc áo trắng kia trùng hợp, tất cả tâm tư nổi lên trong lòng. Đã lâu không gặp, Cơ Phi Huyên tuy rằng cảm xúc phun trào, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ lành lạnh, quay về Lăng Tiêu gật đầu một cái nói. Là, Lăng Tiêu, Ứng Nhất Long cùng Phong Phàm giờ khắc này cũng là phát hiện Lăng Tiêu thân ảnh, không do được cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Lăng Tiêu dĩ nhiên sống sót từ Táng Thiên Sa Mạc bên trong đi ra. Bọn họ ly khai Táng Thiên Sa Mạc trước, đã từng từ trúc thần cái kia bên trong biết được, trấn thủ sứ đại nhân sẽ đích thân ra tay chém giết Lăng Tiêu. Hơn nữa Táng Thiên Kiến Chúa bạo động, cùng Lăng Tiêu cũng có sâu sắc không gì sánh được liên hệ. Bây giờ, Trúc Cửu Âm chết rồi, Lăng Tiêu còn sống. Chẳng lẽ, Trúc Cửu Âm chết thật sự cùng Lăng Tiêu có quan hệ? Nghĩ đến đây, Ứng Nhất Long cùng Phong Phàm cũng cảm giác được khiếp đảm không ngớt. Đặc biệt là nhìn thấy, Lăng Tiêu dĩ nhiên cùng Cơ Phi Huyên nhận thức, bọn họ từng cái càng là như gặp đại địch, trong ánh mắt nổi lên cực kỳ hoảng sợ vẻ mặt. Đi, Ứng Nhất Long cùng Phong Phàm nhìn nhau nhất nhãn. Đều là khẽ quát một tiếng đạo, sau đó cực kỳ quá đoạn xoay người, hướng về xa xa Na Di mà đi. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một đạo trắng như tuyết giải lụa ánh đao ngang trời rơi xuống, bá đạo mà ác liệt, phảng phất đem thiên địa đều chia làm hai nửa. Ứng Nhất Long cùng Phong Phàm đều là cảm giác được tê cả da đầu, cứng rắn sinh sinh dừng lại thân hình, sau đó lăng không đấm ra một quyền, cùng cái kia một đạo ánh đao va chạm vào nhau. Oanh, hư không rung mạnh, hai người bọn họ bay ngược mà về. Muốn đi. Không chê quá muộn sao? Bá đao từ trên trời giáng xuống, mặt mũi lãnh khốc cực kỳ, trong con ngươi tràn đầy nóng rực sát ý. Bá đao, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ở đây có hàng ngàn hàng vạn người thí luyện, chẳng lẽ ngươi muốn cùng tất cả mọi người là địch sao? Ứng Nhất Long ngoài mạnh trong yếu giống lớn một tiếng nói. Đông đảo người thí luyện đều là không do được biến sắc mặt, nhìn về phía bá đao trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Cùng tất cả mọi người là địch, Ứng Nhất Long, chỉ sợ ngươi quá đề cao chính ngươi. Các ngươi nghe, Trúc Cửu Âm là ta giết, trừ Phong Phàm cùng Ứng Nhất Long hai nhóm người ở ngoài, hiện tại ly khai, ta có thể tha các ngươi không chết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, sau đó trong lòng bàn tay ánh sáng lấp lóe, xuất hiện một cái đầu lâu. Cái đầu kia râu tóc đều dựng, khuôn mặt dữ tợn, chết không nhắm mắt, chính là Trúc Cửu Âm đầu lâu. Cái gì, tất cả mọi người là cả người rung mạnh, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh hãi. Đúng là hắn giết trấn thủ sứ đại nhân. Trấn thủ sứ đại nhân chính là tuyệt thế đế quân, hắn lại có thể chém tuyệt thế đế quân. T, cái này Lăng Tiêu chính là thiên tuyển chi tử,
thực lực của hắn như vậy khủng bố, chúng ta tại sao có thể là đối thủ của hắn? Đi mau, người này không thể là địch. Đông đảo người thí luyện thiên kiêu, khi nhìn đến Trúc Cửu Âm đầu lâu phía sau, nháy mắt cả người chiến ý tiêu tan, trong ánh mắt chỉ còn lại có sâu sắc kính nể. Không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng, nhất thời đông đảo người thí luyện dồn dập nhún người nhảy lên, hướng về trấn thủ sứ phủ đệ ở ngoài lao đi. Tốc độ của bọn họ nhanh tới cực điểm, quả thực giống như là đang lẩn trốn mệnh. Giờ khắc này, bọn họ nơi nào còn nhớ được thiên đạo ấn. Chỉ lo tốc độ không đủ nhanh, nếu như Lăng Tiêu đổi ý, nghĩ muốn đưa bọn họ toàn bộ lưu lại, ai sẽ là Lăng Tiêu đối thủ? Hắn thật sự giết trấn thủ sứ đại nhân. Ứng Nhất Long cùng Phong Phàm sắc mặt đều là nháy mắt thảm trắng cực kỳ, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn chính là Lăng Tiêu, đế quân cảnh 4 tầng, có thể giết được tuyệt thế đế quân. Người này mới xứng khi đối thủ của ta. Quyền Hoàng ánh mắt rơi ở Lăng Tiêu trên người, tràn đầy nhao nhao muốn thử vẻ mặt, tràn ngập ra cường đại chiến ý. Hả, Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang lóe lên, tương tự là chú ý tới Quyền Hoàng. Hắn từ Quyền Hoàng trên người, cảm thấy một luồng cực kỳ cường đại quyền ý, cuồn cuộn mà tinh khiết, để hắn đều là sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Người này là ai? Đại ca, người này tên Quyền Hoàng, có cực đạo quyền ý, sức chiến đấu cực mạnh. Bá Đao truyền âm cho Lăng Tiêu giải thích, Quyền Hoàng sao? Lăng Tiêu gật gật đầu, cũng không hề để ý. Chuôi này đao cho ngươi, Ứng Nhất Long cùng Phong Phàm giao cho ngươi, không có vấn đề chứ? Lăng Tiêu quay về Bá Đao cười nhạt một cái nói, sau đó trong lòng bàn tay ánh sáng lóe lên, Trúc Long đao hiện ra. Đây là Trúc Cửu Âm là Trúc Long đao. Đại ca yên tâm, hai người bọn họ mệnh là của ta. Bá Đao trong con ngươi hàn mang lóe lên, lúc này liền đem Trúc Long đao nhận lấy. Vù, Trúc Long đao ông tiếng kêu vang vọng, phóng ra hào quang óng ánh, đao ý tung hoành, để tứ phương hư không đều đang kịch liệt rung động. Ứng Nhất Long cùng Phong Phàm, ở Táng Thiên Sa Mạc bên trong tính toán bọn họ, để Bá Đao trong lòng đã sớm bực bội. Tuy rằng kẻ cầm đầu Trúc Thần đã chết, nhưng Ứng Nhất Long cùng Phong Phàm còn sống, Bá Đao cũng sớm đã không nhẫn nại được. Nhìn thấy Bá Đao trong tay Trúc Long đao, Ứng Nhất Long cùng Phong Phàm cũng là không do được biến sắc mặt. Ầm ầm, Bá Đao quanh thân nóng rực ánh đao bốc lên, Bá Đao cầm trong tay Trúc Long đao, quanh thân nóng rực ánh đao bốc lên, nghênh gió một đao chém về phía Ứng Nhất Long cùng Phong Phàm. Nóng rực ánh đao bao phủ tứ phương hư không, khủng bố vô cùng, rừng rực như thiên hà đổi chiều, đám đông bao phủ lại. Muốn chết, Phong Phàm cùng Ứng Nhất Long đều là vừa giận vừa sợ, không nghĩ tới Bá Đao dĩ nhiên trực tiếp như vậy tự giết tới, hơn nữa Bá Đao trong tay Trúc Long đao, càng là để cho bọn họ khiếp đảm không ngớt. Đó là Trúc Cửu Âm Trúc Long đao, Trúc Long tộc cực đạo đế binh. Trúc Cửu Âm chết ở Lăng Tiêu trong tay, lại cũng không có chút nào nghi vấn. Vèo, vèo, vèo. Phong Phàm cùng Ứng Nhất Long nghĩ muốn chạy trốn, dù sao ngoại trừ Bá Đao ở ngoài, xung quanh còn có Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên này hai cái cực kỳ kinh khủng cường giả. Không dùng Lăng Tiêu nhiều lời, Kinh Hồng Tiên Tử cùng với đông đảo vũ tộc cường giả tự xông tới. Vũ tộc người nắm giữ cực tốc, hơn nữa nắm giữ cực mạnh thiên phú kiếm đạo, mỗi tốc độ của một người đều rất nhanh, ở vòm trời bên trên để lại từng đạo tàn ảnh. Ứng Nhất Long cùng Phong Phàm đám người gào thét liên tục, nhưng cũng căn bản không cách nào đột phá mọi người vòng vây. Chứ đừng nói chi là ly khai trấn thủ sứ phủ đệ. Bọn họ mười phần bị động lâm vào đại chiến bên trong, Bá Đao trong tay Trúc Long đao óng ánh lóa mắt, trong phút chốc tự cho bọn họ mang đến uy hiếp to lớn. Chương 3164, Cơ Phi Huyên thân phận thực sự. Phong Phàm, Ứng Nhất Long chờ người đã chết, Thần Tiễn tộc 8 người, Ứng Long tộc 4 đại long quân, tất cả đều chết ở Bá Đao trong tay. Khi Bá Đao lấy Trúc Long đao thôi thúc cấm kỵ chi đao một khắc đó, cũng đã quyết định bọn họ vận mệnh. A Tỳ Địa Ngục Táng Ma Đao, chém diệt thân thể, phá diệt tất cả, cùng cảnh giới bên trong không ai có thể ngăn cản. Cơ thể bọn họ bị chém, nguyên thần phá diệt, tự liền đạo quả cũng bị Bá Đao lấy ra. Kinh Hồng Tiên Tử cùng với đông đảo vũ tộc cường giả, ở đồng đồng thấy rõ hết thảy thiên đạo chi nhãn hạ, bày ra thiên la địa võng, để cho bọn họ căn bản không có thể chạy thoát. Đại ca, may mắn không có nhục mệnh, Bá Đao bước lớn hướng về Lăng Tiêu đi tới, quanh thân sát khí tràn ngập, khí huyết mãnh liệt. Trong con người sát ý còn chưa rút đi. Nhuốm máu Hoàng Kim Cung, Hoàng Kim Thần Tiễn, cùng với 12 viên ánh sáng sáng chói đạo quả, trôi lơ lửng ở Lăng Tiêu trước mặt. Bá Đao mặc dù coi như có chút suy yếu, bị cấm kỵ chi đao phản phệ, nhưng là khí thế nhưng bốc lên tới cực điểm, ánh mắt rừng rực mà óng ánh, quanh thân đều tản ra để người không dám nhìn gần ánh sáng. Rất tốt, cực khổ rồi, Lăng Tiêu gật đầu một cái nói. Trải qua trận chiến này, Bá Đao khí thế kéo lên, tu vi lại có tinh tiến. Hơn nữa tâm kết mở ra, từ đây càng là một ngày thiên lý, tương lai không thể đo lường. Lăng Tiêu đem Hoàng Kim Cung cùng Hoàng Kim Thần Tiễn cất vào đến,
này hai cái cực đạo đế binh ông tiếng kêu vang vọng, lập lòe u ánh sáng, phảng phất là ở vì chủ nhân từ trần mà rên rỉ. Mà cái kia 12 viên đạo quả, bị Lăng Tiêu thu vào nguyên trong biển thần thức, lẫn nhau dung hợp, từ từ tạo thành hai viên cực kỳ hoàn mỹ đạo quả. Một viên mũi tên đạo quả, một viên ứng long đạo quả. Lăng Tiêu ca ca, ta trước tiên mang ca ca ta đi chữa bệnh. Đồng Đồng mắt nháy mắt nha nháy mắt, ánh mắt ở Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên trên người quan sát chốc lát, cười hì hì nói. Chúng ta cũng đi thu thập chiến cuộc, Kinh Hồng Tiên Tử cùng Bích Lạc Lâu Chủ cũng là gật đầu một cái nói. Các nàng tuy rằng trong lòng vô cùng kích động, nghĩ muốn bái kiến nữ đế bệ hạ, nhưng nhìn ra Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên trong đó có rất nhiều lời muốn nói, sở dĩ đều là lui xuống. Trấn thủ sứ phủ đệ, Trúc Long tộc đông đảo cường giả, ngoại trừ thiếu bộ phận người chạy trốn ở ngoài, đại bộ phận đều chết ở nơi này. Bốn phía đều là chân tay cụt, huyết nhục tràn trề, ngoại trừ trước mắt tòa này cửu sắc tế đàn như cũ thánh khiết mà tinh khiết ở ngoài, cái khác địa vực đều là hóa thành một mảnh tu la địa ngục. Bù, Cơ Phi Huyên ống tay áo vung lên, nhất thời một mảnh trong suốt kết giới tràn ngập ra, đem Lăng Tiêu cùng nàng đều bao phủ lại. Đồng thời, một phương cổ kính trôi nổi mà lên, ra chỉ ở kết giới bên trên, để kết giới phảng phất diễn hóa ra tầng tầng hư không, thần bí khó lường. Cái kia một phương cổ kính, chính là Cơ Phi Huyên đã từng chiếm được Chu Thiên Sinh Tử Kính. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, một mảnh kia kết giới vô cùng mạnh mẽ, đối với Cơ Phi Huyên như vậy thận trọng, Lăng Tiêu cũng là rất tò mò. Được rồi, bây giờ có thể nói rồi. Cơ Phi Huyên quay về Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói. Nàng nụ cười này, như băng tuyết hòa tan giống như vậy, để thiên địa thất sắc, Lăng Tiêu đều là có chốc lát thất thần. Nhiều năm không gặp, Cơ Phi Huyên càng phát phong hoa tuyệt đại, cái kia loại khí chất siêu phàm thoát tục, đặc biệt là uy nghiêm càng mạnh mẽ, như một vị tuyệt đại nữ đế. Người đây là ở phòng bị cái gì? Lăng Tiêu có chút hiếu kỳ hỏi. Cơ Phi Huyên cười nhạt, không nói gì, đưa ra một căn như ngọc óng ánh ngón tay, hướng về vòm trời bên trên chỉ. Lăng Tiêu không do được chấn động trong lòng, gật gật đầu. Thiên đạo, Cơ Phi Huyên phòng bị dĩ nhiên sẽ là cái kia mịt mờ thiên đạo. Lăng Tiêu, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp được ngươi, thần giới từ biệt, chúng ta đã có mấy trăm năm không thấy chứ? Cơ Phi Huyên khẽ mỉm cười nói. Không sai, ngày đó Đại Chu thần quốc từ biệt, sau đó tự lại cũng chưa từng nhìn thấy ngươi. Chỉ là sau đó nghe nói, ngươi tiến vào một chỗ cấm địa bên trong, ngươi này chút năm đều là ở đâu bên trong? Lăng Tiêu gật gật đầu, có chút hiếu kỳ hỏi. Này chút năm, đó chính là nói rất dài dòng. Ngày đó ta nắm Chu Thiên Sinh Tử Kính, tiến vào Táng Ma Uyên bên trong, sau đó trong lúc vô tình tựu đi nhầm vào đến rồi vũ giới, cùng vũ giới có quan hệ. Cơ Phi Huyên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, bắt đầu giảng giải nàng những năm gần đây trải qua. Nguyên lai, Cơ Phi Huyên thông qua Táng Ma Uyên tiến vào vũ giới, đồng thời đi nhầm vào đến rồi vũ tộc bên trong. Ở vũ tộc cấm địa bên trong, Cơ Phi Huyên tu vi tiến nhanh, đồng thời thức tỉnh rồi trong cơ thể lực lượng nào đó, làm cho nàng có thể chấp trưởng sinh tử chi lực. Vũ tộc cấm địa, chính là cung phụng sinh mệnh nữ đế nơi. Trong truyền thuyết, sinh mệnh nữ đế mặc dù là nhân tộc, nhưng cũng cùng vũ tộc có sâu đậm ngọn nguồn. Cơ Phi Huyên chấp trưởng sinh tử chi lực, chiếm được sinh mệnh nữ đế truyền thừa, do đó bị vũ tộc cho rằng là sinh mệnh nữ đế chuyển thế thân, được tôn xưng là nữ đế bệ hạ. Vũ giới ẩn thế mà ở, độc lập với chư thiên vạn giới ở ngoài, vì phòng ngừa kỷ nguyên đại kiếp lan đến, sở dĩ cùng ngoại giới giao lưu cực nhỏ. Này chút năm, Cơ Phi Huyên có thể nói đều là ở khổ tu bên trong. Mãi cho đến Vĩnh Hằng Đế Lộ mở ra, nàng mới tiến vào Vĩnh Hằng Đế Lộ. Ngươi là sinh mệnh nữ đế chuyển thế thân. Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Nhân tộc chín đế, sinh mệnh nữ đế vô cùng thần bí, truyền thuyết sinh mệnh nữ đế chính là nhân tộc chín đế bên trong duy nhất nữ tử. Cũng có nói, Thanh Liên đại đế cũng là nữ tử, thế nhưng thời gian quá xa xưa, đã không thể kiểm tra chứng. Sinh mệnh nữ đế chấp trưởng sinh mệnh đại đạo, ở nhân tộc chống đỡ vạn tộc xâm lấn, thậm chí chinh phạt vạn giới thời điểm, sinh mệnh nữ đế không biết cứu bao nhiêu người, bị vô số người nhớ. Lăng Tiêu không nghĩ tới, Cơ Phi Huyên lại bị vũ tộc cho rằng là sinh mệnh nữ đế chuyển thế thân. Ngươi tin không? Cơ Phi Huyên cười nhạt một tiếng nói, trong ánh mắt có một tia vẻ tịch liêu. Ta không biết, Lăng Tiêu lắc lắc đầu, lão lão thật thật nói. Hắn cùng Cơ Phi Huyên trong đó, nói đến có một loại cùng chí hướng, hồng nhan chi kỷ mùi vị, một lần này xa cách từ lâu gặp lại tự nhiên là cực kỳ vui sướng. Nhưng chẳng biết vì sao, Lăng Tiêu nhưng từ Cơ Phi Huyên trên người cảm thấy một luồng xa lạ khí tức, có chút cao cao không thể với tới. Có chút từ chối người ở bên ngoài ngàn dặm. Không sai, ta cũng không biết, ta không biết ta có phải hay không sinh mệnh nữ đế chuyển thế thân, nhưng ta xác thực chiếm được sinh mệnh nữ đế truyền thừa. Cơ Phi Huyên cười nhạt một cái nói,
chỉ là nụ cười xem ra có chút cay đắng, làm cho đau lòng người. Chỉ có Cơ Phi Huyên biết, trong biển ý thức của nàng cái kia một bóng người, như là đang ngủ say, nhưng cũng có một loại bất cứ lúc nào đều sẽ thức tỉnh cảm giác. Nếu như cái kia một bóng người thức tỉnh, nàng kia vẫn là nàng sao? Không quản ngươi có đúng hay không sinh mệnh nữ đế chuyển thế thân, ngươi đều là ngươi, ngươi là Cơ Phi Huyên, ta từ chiến thần giới tự nhận thức chính là cái kia Cơ Phi Huyên. Lăng Tiêu chăm chú nhìn Cơ Phi Huyên nói. Nhìn thấy Lăng Tiêu như vậy vẻ chăm chú, Cơ Phi Huyên có chút hoảng hốt, bất chi bất giác phảng phất buông lỏng rất nhiều, quay về Lăng Tiêu nở nụ cười xinh đẹp. Chương 3165, Thiên đạo không tồn. Tuy rằng lời của ngươi có chút lừa mình dối người, nhưng ta vẫn là quyết định tin. Cơ Phi Huyên nụ cười có chút nghịch ngợm, nhưng cũng hiện ra được buông lỏng rất nhiều. Được rồi, không nói ta, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thành vì thiên tuyển chi tử, chúc cửu âm thiên đạo khí vận cũng bị ngươi dung hợp chứ. Này phương thiên đạo ấn bên trong, cũng không thiếu thiên đạo khí vận, hòa vào trong cơ thể ngươi, có lẽ còn không cách nào để cho ngươi ngưng tụ ra thiên đạo châu, nhưng nói vậy cũng sắp rồi. Cơ Phi Huyên khẽ mỉm cười nói, đem vật cầm trong tay thiên đạo ấn đưa cho Lăng Tiêu. Ngươi không có luyện hóa thiên đạo ấn? Lăng Tiêu có chút kinh ngạc hỏi. Đương nhiên không có, luyện hóa thiên đạo ấn, đối với ta mà nói lại không có ích lợi gì, ta có thể không muốn bị thiên đạo ràng buộc, huống chi này cái gọi là thiên đạo là cái gì, còn chưa biết được. Cơ Phi Huyên chậm rãi nói ra, thiên đạo là cái gì? Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang lóe lên, hắn cảm thấy Cơ Phi Huyên lời nói mang thâm ý. Không sai, Lăng Tiêu, ngươi biết ta mới vừa từ thiên đạo ấn bên trong nhìn thấy gì sao? Cơ Phi Huyên nói ra, nhìn thấy gì, ta vừa rồi lấy được thiên đạo ấn, tự là muốn thông qua thiên đạo khí vận, nghĩ muốn tra xét đến thiên đạo nơi, nhưng ta phát hiện, thiên đạo căn bản không ở vĩnh hằng đế lộ bên trên. Cơ Phi Huyên, để Lăng Tiêu không do được cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Người có lẽ sẽ nói, thiên đạo nếu như không ở vĩnh hằng đế lộ bên trên, cái kia thiên đạo khí vận đến từ đâu? Chấn thủ sứ quyền bính lại là ai thụ dư? Đây cũng chính là ta muốn biết sự tình. Cơ Phi Huyên thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái nói, thiên đạo không ở vĩnh hằng đế lộ bên trên, có lẽ, thiên đạo thật sự lâm vào ngủ say. Lăng Tiêu nhẹ giọng tự nói, trong con người thần mang lấp lóe, bỗng nhiên nghĩ tới ở thiên tuyển đại hội bên trong, hắn gặp phải cái kia thần bí thiên đạo lão nhân. Nếu như căn cứ thiên đạo lão nhân nói, hắn là thiên đạo hóa thân, mà thiên đạo bởi vì nguyên nhân nào đó bị thương nặng, cái kia vĩnh hằng đế lộ bên trên thiên đạo khí vận lại là chuyện gì xảy ra? Thiên đạo có lẽ cũng không phải là cái này kỷ nguyên không ở vĩnh hằng đế lộ bên trên, mà là vô số kỷ nguyên trước, cũng đã ngủ say. Lăng Tiêu nhìn Cơ Phi Huyên nói, sau đó đưa hắn gặp thiên đạo lão nhân sự tình nói một lần. Thiên đạo hóa thân, thiên đạo lão nhân, thiên đạo ở vô số kỷ nguyên trước tự nhân trọng thương ngủ say, như vậy là ai ăn cắp thiên đạo quyền bính? Cơ Phi Huyên trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia suy nghĩ sâu sắc. Xem ra, này vĩnh hằng đế lộ không hề giống là mặt ngoài đơn giản như vậy. Mặc dù chỉ là mới vừa tiến vào đến rồi trúc long đế thành bên trong, nhưng thiên đạo khí vận, chấn thủ sứ cùng với trong truyền thuyết kiếp đạo giả, không có chỗ nào mà không phải là cùng thiên đạo có liên quan, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, cái kia hắc thủ sau màn đến tột cùng muốn làm gì. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, nếu là có người ăn cắp thiên đạo quyền bính, hoặc là tự trực tiếp biến thành vĩnh hằng đế lộ bên trên thiên đạo. Cái kia hắc thủ sau màn hàng hạ thiên đạo khí vận, bố trí hạ 108 tòa đế thành chấn thủ sứ. Thậm chí còn có trong truyền thuyết kiếp đạo giả, cái kia nhất định có mục đích gì. Tuy rằng cái mục đích này đến nay còn chưa biết được, nhưng Lăng Tiêu tin tưởng, tổng có một ngày sẽ lộ ra đuôi cáo. Ngươi là thiên tuyển chi tử, hiện tại lại dung hợp thiên đạo khí vận, có lẽ sớm đã bị ngụy thiên đạo theo dõi. Cơ Phi Huyên có chút lo lắng nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Không sao, vào cuộc mới có thể tốt hơn phá cuộc. Ta chẳng những là thiên tuyển chi tử, càng phải thành là thiên đạo chi tử, cuối cùng dẫn cái kia ngụy thiên đạo đi ra. Mới có thể nhìn rõ ràng mục đích thực sự. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Hắn cũng không có lo lắng, nếu bị theo dõi, cái kia đơn giản tự náo hắn long trời lở đất. Lăng Tiêu tin tưởng, hắn chém trúc cửu âm, nhất định để cái kia ngụy thiên đạo đột nhiên không kịp chuẩn bị, hoặc đối với ngụy thiên đạo đã tạo thành ảnh hưởng gì. Như vậy xem ra, này thiên đạo ấn căn bản cũng không phải là vật gì tốt, buồn cười những người thí luyện kia còn ở ngươi chết ta sống tranh cướp, thậm chí không tiếc trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Lăng Tiêu trong óc thiên đạo khí vận mịt mờ, thần bí khó lường, tản ra cổ sự uy nghiêm khí tức, đã cùng Lăng Tiêu nguyên thần hợp thành một thể. Lăng Tiêu thiên đạo khí vận còn chưa đủ mạnh, trong truyền thuyết nếu như thiên đạo khí vận đủ mạnh, ngưng tụ thành thiên đạo châu, tự có thể có được thiên đạo che chở, vạn pháp bất xâm. Sở dĩ, Lăng Tiêu thật sự dự định thử xem, ngưng tụ ra thiên đạo châu phía sau, đến tột cùng sẽ xuất hiện dạng gì sự tình.
Ngươi phải chú ý an toàn, có thể lấy thiên đạo mà thay thế, nhất định chính là mới nghe lần đầu, e là cho dù là vô thượng đại đế cũng rất khó làm được. Cơ Phi Huyên có chút lo lắng nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Yên tâm đi, ta sẽ không khinh cử vọng động. Nếu như cái kia Ngụy Thiên Đạo thật sự mạnh như vậy, đối với lúc nào tới nói, ta hiện tại chỉ sợ sẽ là con kiến hôi, còn chưa đủ lấy để cho đối phó ta. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói, đúng là vô cùng hào hiệp. Bất quá, Cơ Phi Huyên nếu đem Thiên Đạo ấn cho Lăng Tiêu cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp nhận lấy Thiên Đạo ấn, sau đó triển khai thôn thiên bí thuật, bắt đầu thôn phệ Thiên Đạo ấn bên trong Thiên Đạo khí vận. Thiên Đạo ấn bên trong Thiên Đạo khí vận chính là ở Trúc Long Đế Thành bên trong tích xúc vô số năm kết quả, giờ khắc này toàn bộ đều tiện nghi Lăng Tiêu. Bàng bạc thiên đạo khí vận tiến vào Lăng Tiêu trong óc, cùng hắn nguyên thần hợp thành một thể, để hắn bất diệt nguyên thần uy áp càng ngày càng hừng hực. Nguyên bản, thiên đạo khí vận còn như sương mù một loại mịt mờ, giờ khắc này dĩ nhiên đã biến thành màu tím hào quang, như một đạo tử quang trường bào, khoác ở Lăng Tiêu bất diệt nguyên thần bên trên. Lăng Tiêu có một loại cảm giác, giống như là cá vào biển rộng giống như vậy. Để hắn ở vĩnh hằng đế lộ bên trên càng phát thích ứng. Vậy này một phương thiên đạo ấn, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Cơ Phi Huyên có chút hiếu kỳ hỏi. Tuy rằng này thiên đạo ấn xem ra không là vật gì tốt, nhưng cũng không thể rơi ở không liên hệ trong tay người. Bích Lạc lâu chủ không phải là muốn thành là trấn thủ sứ sao? Vừa vặn có thể cho nàng. Lăng Tiêu vuốt vuốt trong tay thiên đạo ấn, khẽ mỉm cười nói. Giờ khắc này, thiên đạo ấn bên trong chỉ còn lại có một tia thiên đạo khí vận. Những thứ khác cũng đã bị Lăng Tiêu cắn nuốt mất rồi, nghĩ muốn một lần nữa tích lũy ra bàng bạc thiên đạo khí vận, còn không biết muốn bao nhiêu năm. Bất quá một tia thiên đạo khí vận, cũng đủ để cho người nắm giữ câu thông thiên đạo, thành là Trúc Long Đế Thành trấn thủ sứ. Bích Lạc sao, nàng đã vào vĩnh hằng đế lộ, đế đạo đoạn tuyệt, thành là trấn thủ sứ đối với nàng mà nói đúng là một cái lựa chọn tốt. Cơ Phi Huyên gật đầu một cái nói, nàng xem Lăng Tiêu nhất nhãn, chậm rãi nói, bất quá. Còn có một việc tình ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Trúc Cửu Âm chết ở trong tay ngươi, đón lấy vĩnh hằng đế lộ hành trình, ngươi chỉ sợ là rất khó tiến vào những đế thành kia chi trong đó rồi. Này, Lăng Tiêu sắc mặt hơi ngưng lại, cũng là cảm thấy được có chút khổ não. Cơ Phi Huyên nói không sai, này chỉ sợ là hắn giết Trúc Cửu Âm phía sau lớn nhất chỗ hỏng. Lăng Tiêu chém giết Trúc Cửu Âm tin tức, e sợ không bao lâu nữa tựu sẽ truyền khắp 108 tòa đế thành. Chương 3166, ly khai Trúc Long Đế Thành. Những đế thành kia trấn thủ sứ sẽ để hắn tiến vào đế thành bên trong mới là lạ, hơn nữa có thiên đạo ấn ở tay, Lăng Tiêu đối với bọn họ tới nói có thể nói là không chỗ độn hình, coi như là nghĩ muốn ngụy trang cũng rất khó. Vĩnh hằng đế lộ, xuyên qua chư thiên vạn giới, mênh mông vô biên, tràn đầy rất nhiều hiểm cảnh, cấm địa, còn có thật nhiều hồng hoang dị thú sinh tồn ở trong đó, vô cùng nguy hiểm. 108 tòa đế thành. Cũng là người thí luyện chuẩn bị an toàn nghỉ lại vị trí, tuy rằng cần thông qua đế thành thử thách, nhưng cũng so với đế thành ở ngoài an toàn nhiều. Lăng Tiêu nếu là không có cách nào tiến vào đế thành bên trong, vậy cũng chỉ có thể một người đi ngang qua vĩnh hằng đế lộ nguy hiểm khu vực, đó mới là lớn nhất nguy cơ nơi. Nếu là thật không để ta tiến nhập đế thành, cái kia ta cũng chỉ có thể đi ngang qua vĩnh hằng đế lộ. Này cũng không coi vào đâu, có lẽ đế thành ở ngoài, có thể có nhiều hơn cơ duyên cùng thu hoạch. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Ngươi còn không biết vĩnh hằng đế lộ bên trên nguy hiểm, bất quá nếu như cái kia chút trấn thủ sứ không để cho ngươi tiến nhập đế thành, chúng ta quá mức trực tiếp giết đi vào là được rồi. Cơ Phi Huyên thản nhiên nói, trong con ngươi có một tia sát khí tràn ngập. Nhìn trước mắt Cơ Phi Huyên, mặc dù có chút không quen, nhưng Lăng Tiêu trong lòng như cũ than thở không ngớt, không nghĩ tới lâu như vậy không gặp, Cơ Phi Huyên tu vi dĩ nhiên như vậy khủng bố. Đế quân cảnh 9 tầng, tuyệt thế đế quân cảnh giới. Đây là đã chạm tới đế cảnh tồn tại. Ở vĩnh hằng đế lộ bên trong, đã có thể được xem thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Trấn thủ sứ phủ đệ rất nhanh đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Kinh Hồng tiên tử cùng vũ tộc mọi người đi bái kiến Cơ Phi Huyên, mà Bích Lạc lâu chủ nhưng là đi tới Lăng Tiêu trước mặt. Lăng Tiêu, đây là ta đáp ứng cho ngươi bản nguyên châu, tất cả đều là hoàn mỹ phẩm chất. Bích Lạc lâu chủ sóng mắt lưu chuyển, đưa cho Lăng Tiêu một phương hộp ngọc, quay về Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Lăng Tiêu mở ra hộp ngọc, nhất thời trong đó ánh sáng óng ánh. Lực lượng bản nguyên đan dệt, hiện ra được thần bí khó lường. Tổng cộng có hơn 50 viên hoàn mỹ phẩm chất bản nguyên châu, để Lăng Tiêu đều là đại cảm thấy ngoài ý muốn. Dĩ nhiên có nhiều như vậy hoàn mỹ phẩm chất bản nguyên châu. Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Dù sao, Trúc Long Đế Thành bên trong người thí luyện tuy nhiều, nhưng chân chính thiên kiêu yêu nghiệt cũng chẳng có bao nhiêu, thông thường người thí luyện cũng không có cách nào ngưng tụ ra hoàn mỹ phẩm chất bản nguyên châu. Lăng Tiêu nguyên bản cảm giác, này chút chết trận người thí luyện
có thể thu được mấy viên hoàn mỹ phẩm chất bản nguyên châu cũng đã không tệ. Này hơn 50 viên bản nguyên châu, có ta tạo hóa lâu cất giấu, có từ người thí luyện trong cơ thể lấy ra, nhưng càng nhiều hơn vẫn là từ Trúc Long tộc bảo tàng bên trong phát hiện, e sợ đều là Trúc Long tộc vô số năm qua siêu tập được, hiện tại cũng tiện nghi ngươi. Bích Lạc lâu chủ khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, cái kia ta sẽ không khách khí. Lăng Tiêu cười nói, cũng không có khách khí, thẳng tiếp thu lên. Có này hơn 50 viên bản nguyên châu, trong cơ thể hắn hoàn mỹ phẩm chất bản nguyên châu, chỉ sợ cũng muốn vượt qua 100 viên. Không cần khách khí, đây là ngươi nên được, cũng coi như là ta cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Bất quá, ta rất hiếu kỳ chính là, ngươi là kiếp đạo giả sao? Không phải kiếp đạo giả, vì sao cần nhiều như vậy bản nguyên châu? Bích Lạc lâu chủ có chút hiếu kỳ nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Kiếp đạo giả, ngươi đoán, Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, sau đó đem thiên đạo ấn lấy ra, đưa cho Bích Lạc lâu chủ. Nếu ngươi hào phóng như vậy, ta cũng không thể nhỏ khí. Thiên đạo ấn về ngươi. Sau đó ngươi chính là Trúc Long đế thành Bích Lạc trấn thủ sứ. Thiên đạo ấn, Bích Lạc lâu chủ cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kích động vẻ mặt, có chút muốn nói lại thôi nhìn xa xa Cơ Phi Huyên nhất nhãn. Lăng Tiêu minh bạch ý nghĩ của nàng, quay về nàng khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, người nữ đế bệ hạ cũng không cần vật ấy, cái này cũng là nàng đồng ý đưa cho ngươi. Đa tạ nữ đế bệ hạ, Bích Lạc lâu chủ trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động cùng sùng bái vẻ mặt. Quay về Cơ Phi Huyên thân ảnh rất cung kính thi lễ một cái nói. Trúc Long đế thành đã hỗn loạn quá lâu, đón lấy tựu giao cho ngươi. Chờ bá đao chữa thương phía sau, chúng ta cũng nên đi. Lăng Tiêu nhìn Bích Lạc lâu chủ nói. Yên tâm, đa tạ, Bích Lạc lâu chủ thật lòng nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Lăng Tiêu cười gật gật đầu, sau đó tự ở trấn thủ sứ bên trong tòa phủ đệ, tìm được một chỗ mật thất trực tiếp bế quan. Thừa dịp bá đao chữa thương khôi phục tu vi thời điểm, Lăng Tiêu ở mật thất bên trong bế quan. Chuẩn bị đem này mấy chục viên bản nguyên châu toàn bộ luyện hóa. 50 mấy viên bản nguyên châu bên trong, ẩn chứa bàng bạc lực lượng bản nguyên, mấu chốt nhất là ẩn chứa mênh mông đại đạo bản nguyên. Đối với những người khác tới nói, có lẽ luyện hóa một viên bản nguyên châu đều chuyện không phải dễ dàng như vậy, nhưng là đối với Lăng Tiêu tới nói, có thôn thiên bí thuật, có tạo hóa ngọc điệp, luyện hóa bản nguyên châu giống như là đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Nửa tháng phía sau, Lăng Tiêu xuất quan. Ầm ầm ầm, quanh người hắn tản ra mênh mông thiên uy, nóng rực thần quang bốc lên, để hắn toàn bộ người đều biến đến cực kỳ thần bí. Trong biển ý thức của hắn, 108 viên bản nguyên đạo quả, như tinh thần giống như vậy, vần quanh ở hắn bất diệt nguyên thần xung quanh, tản ra bất hủ mà vĩnh hằng ánh sáng. Lăng Tiêu con mắt như tinh thần một loại óng ánh, để người không dám nhìn gần. Đem tất cả bản nguyên châu luyện hóa phía sau, Lăng Tiêu tu vi tuy rằng không có đột phá, nhưng cũng là đạt tới đế quân cảnh 4 tầng đỉnh cao. Lúc nào cũng có thể bước vào đến đế quân cảnh 5 tầng. Đem tất cả những thứ này đều tiêu hóa phía sau, Lăng Tiêu sức chiến đấu cũng tăng lên không ít. Nên xuất phát, Lăng Tiêu ánh mắt óng ánh mà thâm thúy, nhìn về phía vòng trời bên trên. Nơi đó vẫn là mênh mông hỗn độn, phảng phất từ tuyên cổ tới nay đều không có có bất kỳ biến hóa nào. Mà Cơ Phi Huyên, bá đao đám người cũng đã ở Trúc Long đế thành ở ngoài, cùng đợi Lăng Tiêu. Trải qua một lần đại loạn phía sau, Trúc Long đế thành đã không còn nữa trước như vậy phồn hoa. Trở nên hơi quạnh quẽ, nhưng cũng đã khôi phục trật tự. Lăng Tiêu đi tới Trúc Long đế thành ở ngoài, cùng Cơ Phi Huyên đám người hội hợp, nhìn nhau nở nụ cười, sau đó đồng thời nhún người nhảy lên, hướng về xa xa mà đi. Thiên địa mênh mông, sương mù hỗn độn tràn ngập, Trúc Long đế thành thân ảnh khổng lồ, sau lưng bọn họ biến đến càng ngày càng nhỏ bé, đến cuối cùng rốt cục ẩn ở hỗn độn bên trong, cũng không thấy nữa bất kỳ tung tích nào. Đế thành, bất quá là ngắn ngủi nghỉ lại vị trí thôi. Vĩnh hằng đế lộ chính là chinh phạt con đường, là chảy máu hành trình, chặn ở trước mặt bọn họ, vĩnh viễn là đủ loại nguy hiểm không biết. Bọn họ trải qua từng viên một hưu quạnh cổ tinh, xuyên qua rồi tịch liêu quần sơn, bay qua mênh mông vô bờ biển chết, đi qua các loại các dạng dấu chân hiếm thấy địa vực, cũng gặp phải các loại các dạng nguy hiểm. Còn cao hơn trời hồng hoang cự thú, ngủ đông ở vĩnh hằng đế lộ bên trên, phảng phất là đang đợi từng cái người thí luyện đến, sau đó thành vì trong bụng của nó khẩu phần lương thực. Đủ loại quỷ dị thực vật, hút nhân hồn phách đóa hoa, thôn phệ thân thể cổ thụ, ẩn chứa kịch độc dây leo, nắm giữ linh trí kỳ dị trái cây. Bọn họ cùng nhau đi tới, đã trải qua vô số lần chém giết. Chương 3167, Côn Bằng Đế Thành. Tuy là Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, nhưng bọn họ vẫn là bị thương, tự liền vũ tộc thiếu nữ, đều chết mấy người. Bọn họ đều biến đến càng ngày càng trầm mặc, ở vĩnh hằng đế lộ hành trình bên trong, coi như là mạnh như tuyệt thế đế quân. Có lúc liền tự vệ đều rất khó khăn, huống chi là đi bảo vệ người khác.
Bọn họ đã được kiến thức các loại nguy cơ, cùng với so với Trúc Long Đế Thành cùng Táng Thiên Sa Mạc bên trong nguy hiểm, đơn giản là không đáng nhắc tới. Tự ở bọn họ đã cho là lạc lối ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên thời điểm, bọn họ rốt cục thấy được thứ hai tòa đế thành. Mênh mông mà thương mang không gian hỗn độn bên trong, một tòa như hồng hoang cự thú một loại lớn thành trì lớn, đứng vững ở bên trong đất trời. Vẫn là tang thương mà cổ xưa tường thành, còn cao hơn trời, cái kia cỗ đập vào mặt khí thế mênh mông, khiến người ta run sợ không ngớt. Côn Bằng Đế Thành, bốn cái cổ lão thần bí chữ lớn, rồng bay phượng múa, phảng phất có thể thôn phệ tâm thần của mọi người, vững vàng mà khắc ở đế thành bên trên. Cuối cùng đã tới, tất cả mọi người là như chút được gánh nặng, trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng. Trên mặt của bọn họ no trải qua năm tháng tang thương, hơn nữa bất cứ lúc nào đều ở căng thẳng, cảnh giác bốn phía lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Bây giờ, thấy được Côn Bằng Đế Thành phía sau, bọn họ rốt cục có chốc lát ung dung. Côn Bằng Đế Thành hai miếng đồng thau cánh cửa cực lớn, cao tới vạn trượng, giờ khắc này ngoài cửa thành, rất nhiều người thí luyện đứng hàng lên hàng dài, lần lượt vào thành. Đồng thau cửa lớn hai bên, là hai hàng thân mặc áo giáp màu đen cường giả, từng cái sát khí tràn ngập, ánh mắt sắc bén, không ngừng quét mắt vào thành người thí luyện. Cửa thành bên trên, càng là có một phương hư ảo cổ ấn trôi nổi, tản ra hào quang óng ánh, chiếu phía dưới mỗi người vào thành người thí luyện. Côn Bằng Đế Thành thủ vệ dĩ nhiên xâm nghiêm như thế. Bá Đao nhíu mày một cái nói, điệu bộ này, không sẽ là chuẩn bị cho ta chứ? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, trong con ngươi có một tia tinh mang lấp lóe. Có thể để Côn Bằng Đế Thành như gặp đại địch, thậm chí kiểm tra cẩn thận từng cái vào thành người thí luyện, ngoại trừ Lăng Tiêu cái này to gan lớn mật chém giết chấn thủ xứ người, còn có thể là ai? Lăng Tiêu, nếu quả như thật là nhằm vào ngươi, vậy ngươi e sợ không cách nào vào thành. Cơ Phi Huyên chậm rãi nói ra, không sao cả, chúng ta thử trước một chút. Ta ngược lại muốn xem, này Côn Bằng Đế Thành lớn như vậy tư thế, có phải là chuẩn bị cho ta? Lăng Tiêu hào hiệp nở nụ cười, lập tức thi triển ra thiên bí thuật, che đậy toàn thân tu vi và khí tức. Đồng thời, Lăng Tiêu giữa chân mày có thiên đạo khí vận tràn ngập, ra chỉ ở ra thiên bí thuật bên trên, để hắn khí tức đại biến, bỏ thêm một tầng cực kỳ cường đại ngụy trang. Mọi người mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng đều là gật gật đầu. Hy vọng không phải bởi vì Lăng Tiêu, nếu không thì Lăng Tiêu nhưng là thật sự phiền toái. Dù sao con đường đi tới này, bọn họ gặp quá nhiều nguy hiểm, hiểm chết còn sinh, nhiều lần đẫm máu phấn khởi chiến đấu, cửu tử nhất sinh mới giết tới. Nếu như không cách nào tiến nhập đế thành, nghĩ muốn đi tới Vĩnh Hằng Đế Lộ tận đầu, đó nhất định chính là địa ngục cấp độ khó. Mọi người xếp hạng đông đảo người thí luyện phía sau, lần lượt tiến nhập đế thành. Oanh, trong hư không thiên đạo ấn bóng mờ, bắn ra một đạo cực kỳ hào quang óng ánh, nháy mắt tự chiếu ở mọi người trên người. Tất cả mọi người là vẻ mặt như thường. Chỉ là có một loại bị theo dõi cảm giác. Nhưng Lăng Tiêu nhưng là không do được biến sắc mặt, hắn cảm thấy một luồng mênh mông mà kinh khủng khí vận lực lượng rơi xuống, rừng rực như lửa, hắn dùng đến ngụy trang thiên đạo khí vận nháy mắt phá nát, khí tức cả người tiết lộ. Không được, đúng là nhằm vào ta. Lăng Tiêu trong lòng hơi động, hiện lên một cái ý nghĩ. Oanh, hắn khí tức nháy mắt ngang trời mà lên, ở trong hư không hiển hóa ra một bóng người. Chính là Lăng Tiêu chân thực dung mạo. Vèo, vèo, vèo. Hai bên cửa thành môn những thủ vệ kia, từng cái ánh mắt như sắt, nháy mắt bắn tới Lăng Tiêu trên người, sau đó bùng nổ ra cực kỳ kinh khủng khí tức, cầm trong tay trường mâu ngang trời mà đến, đem Lăng Tiêu vây khốn ở giữa. Rốt cục chờ được ngươi, Lăng Tiêu, không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám đến ta Côn Bằng Đế Thành. Một người mặc áo giáp màu đen, thống lĩnh bộ dáng người trung niên cất bước đi tới, ánh mắt như chim ưng giống như vậy, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh giọng nói. Hắn khí thế quanh người khủng bố vô cùng, sát khí tràn ngập. Đem trước mắt Lăng Tiêu khóa chặt lên. Rõ ràng là một vị cao cấp đế quân. Bất quá, Lăng Tiêu có thể thấy rõ ràng, này người lính gác thống lĩnh trong con người có một tia sâu sắc vẻ kiêng dè. Lăng Tiêu hướng về Cơ Phi Huyên đám người ra hiệu, truyền âm cho bọn họ, để cho bọn họ không nên khinh cử vọng động, làm bộ cùng Lăng Tiêu không nhận biết dáng vẻ. Này cũng là bọn hắn trước thương lượng kỹ càng rồi đối sách, phòng ngừa bọn họ bị cho rằng Lăng Tiêu đồng bọn, cùng nhau bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Vị này thống lĩnh đại nhân. Vì sao phải ngăn ta, không để ta tiến nhập Côn Bằng Đế Thành? Lăng Tiêu trong ánh mắt làm bộ một tia vẻ mặt nghi hoặc nói. Lăng Tiêu, người đừng hòng lẫn vào ta Côn Bằng Đế Thành, chấn thủ sứ đại nhân đã rơi xuống mệnh lệnh, không cho phép người tiến nhập Côn Bằng Đế Thành. Ngươi là chính mình đi, vẫn là để cho chúng ta mời chấn thủ sứ đại nhân ra tay. Thủ vệ thống lĩnh cười lạnh một tiếng nói. Ầm ầm, trong hư không thiên đạo ấn tỏa hào quang rực rỡ, tỏa ra một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm, đem Lăng Tiêu khóa chặt lên. Phảng phất chỉ cần Lăng Tiêu có động tác gì,
Thiên đạo ấn tự sẽ nhanh chóng ra tay. Côn Bằng Đế Thành trấn thủ sứ đại nhân, ngươi và ta không thù không oán, vì sao không để ta tiến nhập Côn Bằng Đế Thành? Ngươi đây là việc công trả thù riêng, sẽ không sợ thiên đạo trừng phạt sao? Lăng Tiêu thầm cười khổ một tiếng, nhưng vẫn là nhìn thiên đạo ấn cao giọng nói ra. Bù, Lăng Tiêu vừa dứt lời, thiên đạo ấn bên trên ánh sáng óng ánh, hư không hơi rung động, một cái thân mặc áo bào đen, khuôn mặt nham hiểm ông lão tự xuất hiện ở vòm trời bên trên. Bái kiến trấn thủ sứ đại nhân, đông đảo thủ vệ cùng với thống lĩnh, ở nhìn thấy ông lão kia phía sau, nhất thời khom mình hành lễ nói. Lăng Tiêu, người chém giết Trúc Long Đế Thành trấn thủ sứ, đã là sở hữu đế thành công địch, người còn muốn tiến vào ta Côn Bằng Đế Thành. Thiên đạo trừng phạt, người giết thiên đạo sứ giả, coi như là thiên đạo sẽ hàng xuống trừng phạt, cũng sẽ cái thứ nhất trước hết giết ngươi. Áo bào đen trấn thủ sứ cười lạnh một tiếng nói. Cái gì, Lăng Tiêu chém giết Trúc Long Đế Thành trấn thủ sứ? Không lạ được hôm nay Côn Bằng Đế Thành thủ vệ xâm nghiêm như thế, nguyên lai tựu là vì phòng ngừa cái này Lăng Tiêu tiến nhập Côn Bằng Đế Thành. Nếu là không có cách nào tiến nhập Đế Thành, ở Vĩnh Hằng Đế Lộ hoang dã bên trên, không chiếm được cơ hội thở lấy hơi, vậy coi như nguy hiểm. Hắn là làm sao làm được? Đế Thành trấn thủ sứ, thực lực sâu không lường được, có thiên đạo gia trì, coi như là đại đế cũng giết không được trấn thủ sứ. Mọi người trong ánh mắt đều là khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt. Áo bào đen trấn thủ sứ, cuối cùng là giải đáp trong lòng bọn họ nghi hoặc. Côn Bằng Đế Thành lớn như thế phí hoảng hốt, như gặp đại địch giống như vậy, tự là vì ngăn cản Lăng Tiêu vào Đế Thành, hóa ra là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân. Chương 3168, lại gặp tiểu tên béo da đen. Đông đảo người thí luyện bên trong, có thật nhiều đều là cái khác Đế Thành bên trong chạy tới, cũng không biết Trúc Long Đế Thành bên trong chuyện đã xảy ra. Trấn thủ sứ đại nhân, Trúc Long Đế Thành sự tình là cái bất ngờ. Ta bảo đảm sẽ không quấy rối, ngài tựu thật sự không nguyện ý để ta tiến nhập Đế Thành sao? Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, ta để cho ngươi đi vào, ngươi dám vào chưa? Áo bào đen trấn thủ sứ cười lạnh một tiếng nói, trong con ngươi có một dòng sát ý lạnh lẽo. Không dám, Lăng Tiêu lắc lắc đầu, hết sức thành thật nói. Đùa giỡn, bây giờ tiến vào Côn Bằng Đế Thành, e sợ áo bào đen trấn thủ sứ trực tiếp tựu sẽ giết hắn. Ở Côn Bằng Đế Thành bên trong, có thiên đạo ấn gia trì, trấn thủ sứ có thể bùng nổ ra gần như đại đế vô cùng sức chiến đấu, Lăng Tiêu tự nhiên không phải là đối thủ. Như là trước kia có thể lẫn vào đến Côn Bằng Đế Thành cũng cho qua, hiện tại nếu bị phát hiện, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không lấy thân vượt hiểm. Vậy ngươi còn không cút, áo bào đen trấn thủ sứ cười lạnh một tiếng nói, quát tháo sấm sét, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khinh thường. Rất tốt, ta đi, trấn thủ sứ đại nhân, hy vọng ngài cả đời đều biệt ly mở Côn Bằng Đế Thành. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, thật sâu nhìn áo bào đen trấn thủ sứ nhất nhãn. Uy hiếp ta, Lăng Tiêu, ngươi cho rằng ta là Trúc Cửu Âm tên phế vật kia. Nếu như ngươi không biết lợi hại, cứ đến tìm ta. Áo bào đen trấn thủ sứ lạnh giọng nói. Cáo từ, Lăng Tiêu cũng không nói nhiều phí lời, xoay người hướng về xa xa mà đi. Thẳng thắn dứt khoát, nhìn Lăng Tiêu rời đi bóng lưng, Cơ Phi Huyên cùng Kinh Hồng Tiên Tử đám người trong ánh mắt đều là lộ ra sâu sắc vẻ lo âu, Bá Đao càng là nắm chặt rảnh tay trường. Trong ánh mắt lộ ra một chút tức giận sát ý. Nhưng bọn họ biết, giờ khắc này không thể biểu lộ ra, bằng không Lăng Tiêu khổ tâm tự uổng phí. Bọn họ chỉ hy vọng Lăng Tiêu có thể bình an ly khai, an toàn đến tòa tiếp theo địa thành. Áo bào đen trấn thủ sứ nhìn Lăng Tiêu thân ảnh, trong con người có một tia nóng rực sát ý, hết sức nghĩ hiện tại tự ra tay giết Lăng Tiêu. Hắn cũng hết sức hoài nghi, Lăng Tiêu xem ra bất quá là đế quân cảnh 4 tầng tu vi, rốt cuộc là giết thế nào Trúc Cửu Âm. Nhưng hắn vẫn không dám mạo hiểm. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng, đảm nhiệm do Lăng Tiêu rời đi, xoay người tiến vào Côn Bằng Đế Thành bên trong. Dù sao, ở Côn Bằng Đế Thành bên trong hắn mới là vô địch tồn tại. Cái này gọi Lăng Tiêu, thực sự là cái ngoan nhân a. Bất quá không cách nào tiến nhập Đế Thành bên trong, liền muốn lượn quanh xa hơn đường, trải qua nhiều nguy hiểm hơn nữa không chiếm được nghỉ ngơi lấy sức cùng tiếp tế, hắn e sợ không kiên trì được bao lâu chứ. Có người nhìn Lăng Tiêu rời đi bóng người, trong ánh mắt đầy là vẻ đồng tình. Ai để hắn to gan lớn mật, dĩ nhiên giết trấn thủ sứ đại nhân. Lần này, e sợ 108 tòa đế thành, đều không có đất dung thân của hắn. Có người cười nhạo nói, tất cả mọi người là lắc lắc đầu, dù sao bọn họ không có Lăng Tiêu tiêu sái cùng quyết đoán, chỉ có thể đàng hoàng xếp hàng, lần lượt tiến nhập Côn Bằng Đế Thành bên trong. Rời đi Côn Bằng Đế Thành phía sau, Lăng Tiêu lâm vào trầm tư. 108 tòa đế thành, chính là Vĩnh Hằng Đế Lộ 108 cái tiết điểm, cũng là nhanh nhất thông quan địa phương. Như là không thể tiến vào Côn Bằng Đế Thành, nghĩ muốn lượn quanh đường, muốn đi một ít cấm địa cùng hiểm cảnh. Lăng Tiêu nhẹ giọng tự nói,
Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trong, không gian tầng tầng, hết sức hỗn loạn, chỉ có 108 tòa đế thành mới là vĩnh hằng tồn tại, lâm vào vô cùng trong hoang dã, rất dễ lạc đường. Hơn nữa, trong hoang dã có thật nhiều khó có thể tưởng tượng nguy hiểm, từ Trúc Long Đế Thành chạy tới trên con đường này, Lăng Tiêu đã khắc sâu nhận thức được điểm này. Tìm được trước một chỗ an toàn đột phá đi, sau đó lại nghĩ cách xuyên qua hoang dã. Lăng Tiêu nhẹ giọng tự nói, rời đi Côn Bằng Đế Thành, xung quanh sương mù hỗn độn tràn ngập, không gian biến ảo, hắn đi tới một chỗ đầm lớn bên trong. Phía trước là từng mảng hồ nước cùng với ao đầm, mấy cây lưa thưa cây khô, xem ra đã là gần chết trạng thái, nhưng vẫn là ngoan cường sinh trưởng. Bất quá Lăng Tiêu nhưng phát hiện, mảnh này đầm lớn bên trong, có dấu vết chiến đấu. Lăng Tiêu trong con người tinh mang lấp lóe, đi theo dấu vết chiến đấu mà đi, cuối cùng ở một mảnh trong vùng đầm lầy phát hiện một gốc cây khô héo cây đào. Mặt trên còn để lại mới mẻ hái dấu vết, như là trái cây bị hái phía sau không lâu, thậm chí còn lưu lại từng tia một kỳ dị bản nguyên khí tức. Đây là bản nguyên chi thuốc vạn thọ bàn đào. Khá lắm, Lăng Tiêu trong con người tinh mang lóe lên, này vạn thọ bàn đào vô cùng thật đắt, cùng cực đạo kim loại là ngang nhau phẩm chất, có thể luyện chế vô thượng đế đan, chư thiên vạn giới bên trong đã tuyệt tích. Bốn phía xốc xếch tranh đấu dấu vết, chẳng lẽ là vì viên này vạn thọ bàn đào sao? Lăng Tiêu trong lòng hết sức hiếu kỳ, thu liếm cả người khí tức, tiếp tục hướng về phía trước đuổi theo. Bay hơn 10.000 dặm, xuyên qua vài mảnh đầm lớn. Lăng Tiêu rốt cục nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau. Một mảnh trong suốt hồ nước bên trên, mấy chục tôn thân mặc áo giáp màu đen cường giả, ở một cái áo bào đen trung niên nhân dẫn dắt bên dưới, đem một cái tiểu tên béo da đen vây nhốt lại. Cái kia mấy chục tôn thân mặc áo giáp màu đen cường giả, quanh thân sát khí tràn ngập, ánh mắt sát cơ lấp lóe, trong tay càng là có từng đạo trận kỳ, lẫn nhau đan dệt thành một đạo mạnh mẽ vô cùng kết giới, đem cái kia tiểu tên béo da đen vây ở trung ương. Tiểu tên béo da đen nắm giữ cực tốc, không ngừng để lại từng đạo tàn ảnh, nghĩ muốn xông ra kết giới, nhưng cũng đều bị cản lại. Là Côn Bằng Đế Thành thủ vệ, Lăng Tiêu trong con người tinh mang lóe lên, cái kia chút thân mặc áo giáp màu đen cường giả, khí tức cùng Côn Bằng Đế Thành ở ngoài những thủ vệ kia khí tức giống như đúc. Cái kia áo bào đen người trung niên, hẳn là thủ vệ thống lĩnh, tu vi đã đạt đến cao cấp đế quân cảnh giới. Mà khi Lăng Tiêu ánh mắt rơi ở cái kia tiểu tên béo da đen trên người, không do được trong lòng hơi động, lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Dĩ nhiên là hắn, cái kia tiểu tên béo da đen, không phải là Côn Bằng tên kia không? Lăng Tiêu căn bản không nghĩ tới, cái kia thô bỉ tiểu tên béo da đen dĩ nhiên cũng tiến vào Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trong. Bất quá cái này tiểu tên béo da đen có chút xui xẻo, không biết làm sao đắc tội rồi Côn Bằng Đế Thành thủ vệ, lại bị một đường truy sát đến nơi này bên trong. Hơn nữa, tiểu tên béo da đen thời khắc này trạng thái xem ra có chút không ổn, tiểu tên béo da đen nắm giữ cực tốc. Nhưng giờ khắc này nhưng bị nhốt rồi, căn bản không cách nào chạy đi. Trường Sinh Thảo, không lạ được cái tên này bị người nhốt lại, hóa ra là rơi đến rồi trong bẫy dập. Lăng Tiêu ánh mắt rơi ở phía dưới giữa hồ, nơi đó trung ương có một phương đá tảng, trong khe đá mọc ra nửa đoạn màu tím tiểu thảo, tràn ngập bàng bạc sinh mệnh khí tức. Mặt khác nửa đoạn ở tiểu tên béo da đen trong tay, xem ra óng ánh trong suốt, ẩn chứa đại lượng bất hủ vật chất, chính là trong truyền thuyết Trường Sinh Thảo. Liên tưởng đến mới vừa vạn thọ bàn đào, Lăng Tiêu tự đoán được sự tình đại khái. Chỉ sợ là thấy được tiểu tên béo da đen vô cùng trơn trượt, nắm giữ cực tốc, sở dĩ này chút Côn Bằng Đế Thành thủ vệ, tự lấy Trường Sinh Thảo làm mồi, bày cạm bẫy. Ở tiểu tên béo da đen hái Trường Sinh Thảo thời điểm, một lần thôi thúc trận kỳ đem tiểu tên béo da đen khốn ở trong đó. Tiểu tên béo da đen chỉ có đế quân cảnh 3 tầng tu vi, vẫn lấy làm kiêu ngạo cực tốc bị hạn chế, ở một đám thủ vệ vây công bên dưới, hiện ra được đỡ trái hở phải, rất nhanh tự rơi vào hạ phong. Chương 3169, vui quá hóa buồn. Khốn nạn, Côn Bằng Đế Thành chó săn, có bản lĩnh mau thả kết giới, tiểu gia cùng các ngươi đại chiến 300 hiệp, dùng âm mưu quỷ kế, có gì tài ba. Tiểu tên béo da đen một bên tránh né đông đảo thủ vệ công kích, một bên tức miệng mắng to. Mau thả kết giới, vô sỉ tiểu tên béo da đen, ngươi còn muốn gạt chúng ta mắc câu. Ngươi không phải là tốc độ nhanh sao? Đã không có tốc độ, ngươi chính là cái cháu. Chờ sẽ chờ ra ra bắt lại ngươi. Nhìn ra ra làm sao trừng trị ngươi. Áo bào đen người trung niên hung hãn nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cười lạnh. Nhìn dáng dấp, trước hắn ở tiểu tên béo da đen nơi đó bị thiệt thòi không nhỏ. Các ngươi này bày Côn Bằng Đế Thành chó săn, như không phải Vân Không Tử lão già kia mơ ước ta bản Nguyên Châu, ra ra làm sao sẽ bị bước chạy ra Côn Bằng Đế Thành. Các ngươi trợ trụ vi ngược, còn muốn bắt ra ra. Nằm mơ đi, tiểu tên béo da đen la to đạo, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Hắn nắm giữ cực tốc, có thể na di chư thiên,
trong hư không để lại đạo đạo tàn ảnh, tuy rằng bị trói buộc ở trận bên trong cực kỳ không gian chật hẹp, nhưng cũng vô cùng trơn trượt, dẫn đến đông đảo thủ vệ phần lớn công kích đều rơi vào khoảng không. Bất quá, trận kỳ cũng trói buộc tốc độ của hắn, còn là có không ít công kích rơi ở trên người hắn, để tiểu tên béo da đen đau được oa oa kêu to. Tiểu tên béo da đen, ngươi chờ ra ra xé nát miệng của ngươi. Áo bào đen người trung niên bị tức được nổi trận lôi đình, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng phẫn nộ vẻ mặt. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một thanh sắc bén chiến đao, sau một khắc trực tiếp xông vào trận kỳ bên trong không gian, ánh đao tung hoành vô cùng, hướng về tiểu tên béo da đen bao phủ mà đi. Có áo bào đen trung niên nhân gia nhập, tiểu tên béo da đen nhất thời hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh lên. Tiểu tên béo da đen bất quá là đế quân cảnh 3 tầng tu vi, tuy rằng nắm giữ cực tốc, thế nhưng đối mặt với một vị cao cấp đế quân, vẫn còn có chút lực có thua. Áo bào đen người trung niên đao trong tay ánh sáng sắc bén vô cùng, mỗi một đao rơi xuống, đều sẽ để hư không kịch liệt rung động, như lầy lội giống như vậy, hạn chế tiểu tên béo da đen cực tốc. Tiểu tên béo da đen trong lòng bàn tay ánh sáng lấp lóe, cũng không biết từ nơi nào móc ra một cục gạch, không ngừng chống đối ánh đao, sau đó tìm cơ hội qua lại hư không, nhưng vẫn là bị chấn động được cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ lo lắng vẻ mặt. Trận kỳ không gian còn đang không ngừng thu nhỏ lại, cứ theo đà này, không bao lâu nữa, tiểu tên béo da đen sẽ bị những thủ vệ này bắt được. Cái này tiểu tên béo da đen, thực lực không được, gây rắc rối năng lực đúng là nhất lưu. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng lắc đầu nói, hắn chuẩn bị xuất thủ cứu hạ tiểu tên béo da đen, dù sao cũng là cố nhân. Hơn nữa, hắn cũng rất khó chịu Côn Bằng Đế Thành trấn thủ sứ thái độ, bằng không hắn cũng sẽ không rơi vào đến bây giờ hoàn cảnh. Lăng Tiêu, ngươi còn không ra tay sao? Lại không ra tay, ra ra cũng bị người chém chết. Nhanh lên một chút ra tay, giết bọn khốn kiếp kia. Nhưng vào lúc này, tiểu tên béo da đen gào một cổ họng, nhất thời đem Lăng Tiêu giật mình. Lăng Tiêu mắt sáng lên, còn lấy là tiểu tên béo da đen phát hiện hắn, thế nhưng là nhìn thấy tiểu tên béo da đen tiểu con ngươi vội vã chuyển loạn, rõ ràng chính là đang lừa gạt. Nhưng chung quanh những thủ vệ kia, nghe được tiểu hắc lời của mập mạp phía sau, nhưng là nháy mắt lộ ra cực kỳ cảnh giác vẻ mặt, vội vã điều tra bốn phía. Lăng Tiêu, chính là cái kia chém giết Trúc Long Đế Thành trấn thủ sứ Lăng Tiêu. Hắn cùng cái này tiểu tên béo da đen là một phe. Mọi người chú ý, không nên bị đánh lén. Áo bào đen người trung niên giống lớn một tiếng nói. Chung quanh những thủ vệ kia vô cùng cảnh giác, đều ở phòng ngừa Lăng Tiêu đánh lén, đối với trận kỳ khống chế dĩ nhiên là xuất hiện một chút kẽ hở. Oanh, tiểu tên béo da đen ánh mắt sáng lên, bắt được cái này cơ hội, trong tay viên gạch ngạnh hám áo bào đen trung niên nhân một đao. Sau đó nhún người Nazi, bỗng nhiên hướng về kết giới đánh tới. Kết giới kịch liệt rung động, phù văn dồn dập phá nát ra, xuất hiện một tia vết rạn nứt, để tiểu tên béo da đen tinh thần đại chấn, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động vẻ mặt. Khốn nạn, ngươi lại dám giở trò lừa bịp, muốn chết, áo bào đen người trung niên này mới phát hiện, tiểu tên béo da đen dĩ nhiên là nghĩ muốn mượn cơ hội chạy trốn, nhất thời đã bị tức điên, cả người kịch liệt run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Ầm ầm, một đạo nóng rực ánh đao ngang trời mà đến, đây là áo bào đen trung niên nhân nén giận một đòn, ẩn chứa phong lôi tư thế, phảng phất có thể phá toái hư không. Tiểu tên béo da đen nhất thời cảm giác được tê cả da đầu, hắn giờ khắc này nếu như có thể lại oanh một cái kết giới, nói không chắc kết giới tự phá tan rồi, nhưng hắn cũng sẽ bị áo bào đen trung niên nhân một đao bổ trúng. Một đao này tích chứa khủng bố sức mạnh, để tiểu tên béo da đen căn bản không dám gắng đón đỡ, hắn tuy rằng trong lòng vô cùng không cam lòng. Nhưng vẫn là nháy mắt na di ra. Con, tiểu tên béo da đen trong tay viên gạch ánh sáng óng ánh, ngạnh hám đao cương một đòn, nhất thời đốm lửa bắn tứ tung, tiểu tên béo da đen cánh tay tê dại, trong tay viên gạch kém một chút tuột tay mà bay. Hắn cả người rung mạnh, khóe miệng cũng là tràn ra một tia máu tươi. Cao cấp đế quân đao ý sắc bén vô cùng, vẫn là thương tổn tới hắn, nếu như cứ theo đà này, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhìn thấy cái kia cao cấp đế quân đã cuồng bạo, Lăng Tiêu lắc lắc đầu. Cái này tiểu tên béo da đen cũng thật là tìm đường chết ha, giở trò lừa bịp trình độ không được, bị người ta một hồi liền phát hiện. Ầm ầm, Lăng Tiêu trực tiếp hiện ra thân hình, sau đó lăng không đấm ra một quyền. Mênh mông cuồn cuộn hỗn độn ánh sáng bốc lên, phảng phất có một tòa thái cổ núi thần xuất hiện ở hỗn độn bên trong, chân áp bát hoang, quét ngang vô cực, ẩn chứa một luồng đại phá diệt hỗn độn quyền ý. Cứ việc những thủ vệ kia đều đã có cảnh giác, thế nhưng ở cú đấm này trước mặt, bọn họ vẫn cảm giác được một luồng không thể địch nổi khí tức, để cho bọn họ bị chèn ép không thở nổi. Răng rác, Lăng Tiêu cái kia một đạo quyền ấn, nháy mắt tự rơi ở trận kỳ kết giới bên trên. Chỉ nghe một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, trận kỳ kết giới kịch liệt rung động, đạo đạo phù văn đổ nát ra, nháy mắt tự xuất hiện một đạo to lớn vết rạn nứt.
Oanh, có thể phong tỏa ngăn cản tiểu tên béo da đen trận kỳ kết giới, nhưng ngay cả Lăng Tiêu một quyền đều không tiếp được, nháy mắt tự nổ tung ra. Bốn phía những thủ vệ kia đều là cả người rung mạnh, dồn dập như bị sét đánh giống như vậy, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Vãi, Lăng Tiêu, tiểu tên béo da đen mộng ép, nhìn trước mắt đối với hắn lộ ra tựa như cười mà không phải cười thần sắc Lăng Tiêu, tiểu tên béo da đen dùng sức dụi mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng nói lung tung, nghĩ muốn sáng tạo cơ hội chạy ra trận kỳ kết giới mà thôi, căn bản cũng không có nghĩ tới Lăng Tiêu sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng hiện tại, Lăng Tiêu thật sự xuất hiện, ngươi là người phương nào? Áo bào đen trung niên nhìn ánh mắt ngưng lại, hàn mang bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Hắn có thể đủ cảm giác được, Lăng Tiêu trên người tỏa ra một luồng khí thức vô cùng nguy hiểm, để hắn như gặp đại địch. Mới vừa cú đấm kia, nếu như hướng về hắn đánh tới, hắn căn bản không chống đỡ được. Ta chính là trong miệng ngươi cái kia giết chúc cửu âm Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói. Cái gì? Áo bào đen người trung niên chấn động trong lòng, cả người tóc gáy đều phải dựng lên. Chương 3170, lắc lư Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, danh tự này ở Côn Bằng Đế Thành, có thể nói là như sấm bên tai. Từ khi trấn thủ sứ đại nhân phát hạ toàn thành cấm lệnh, cấm chỉ Lăng Tiêu tiến nhập Côn Bằng Đế Thành, Lăng Tiêu chém giết Trúc Long Đế Thành trấn thủ sứ sự tình, cũng đã dẫn bạo Đế Thành. Những thủ vệ này tự nhiên đều rất rõ ràng. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, lần này phụng lệnh đến đây truy sát tiểu tên béo da đen, dĩ nhiên sẽ gặp phải Lăng Tiêu. Bất quá rất nhanh, áo bào đen người trung niên cũng có chút hồ nghi, Lăng Tiêu xem ra bất quá là đế quân cảnh 4 tầng tu vi, hắn là thế nào giết được Trúc Long Đế Thành trấn thủ sứ. Lăng Tiêu, ha ha ha, ta cũng biết là ngươi, này chút Côn Bằng Đế Thành khốn nạn, lại dám đuổi giết ta. Nhanh đưa bọn họ đều làm thịt, tiểu tên béo da đen ở đã trải qua khiếp sợ ngắn ngủi phía sau, nháy mắt tự ha ha bắt đầu cười lớn, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động vẻ mặt, hết sức được nước. Chúng ta đi. Áo bào đen sắc mặt của người trung niên biến đổi, quay về mọi người một tiếng lệnh hạ, nháy mắt xoay người Nazi mà đi. Hắn vô cùng quả quyết, tuy rằng hết sức nghi hoặc vì sao Lăng Tiêu chỉ có đế quân cảnh 4 tầng tu vi, nhưng hắn vẫn biết cái này Lăng Tiêu không phải hắn có thể trêu chọc. Tuy rằng hắn hết sức dứt khoát, nhưng Lăng Tiêu tốc độ càng nhanh hơn. Oanh, một đạo vô cùng quyền ấn ngang trời chấn áp xuống, mênh mông cuồn cuộn, phảng phất có thể phá nát tất cả, khủng bố tới cực điểm. Áo bào đen người trung niên cảm giác được cả người đều bị tập trung lên, trong ánh mắt tràn đầy vừa giận vừa sợ vẻ mặt, giống giận một tiếng, chiến đao trong tay ngang trời mà lên, rừng rực lóa mắt tới cực điểm, hướng về Lăng Tiêu cánh tay chém tới. Răng rác, vô cùng quyền ấn rơi xuống, như một tòa thái cổ núi thần, trong phút chốc ánh đao phá nát, áo bào đen người trung niên chiến đao trong tay trực tiếp bị Lăng Tiêu oanh gãy mất. Áo bào đen người trung niên cả người rung mạnh, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Toàn bộ người trực tiếp bay ngang ra ngoài. Vèo, Lăng Tiêu nghiêng người thẳng tới, ánh mắt lãnh đạm, lăng không một chỉ điểm ra. Tha cho, áo bào đen người trung niên cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ hoảng sợ vẻ mặt, mở miệng nghĩ muốn xin tha. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Lăng Tiêu khủng bố, nhưng đã muộn, hắn xin tha thậm chí còn không có nói ra, Lăng Tiêu lăng không một chỉ tự điểm vào mi tâm của hắn bên trên, trực tiếp tiêu diệt hắn bất diệt nguyên thần. Oanh, thi thể của hắn từ trời rơi xuống. Trực tiếp đập xuống ở đại địa bên trên, con mắt trừng rất lớn, tràn đầy không cam lòng cùng thần sắc sợ hãi. Vèo, 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 mà còn dư lại cái kia mấy chục tôn thủ vệ, càng là không có một cái có thể chạy trốn. Lăng Tiêu trên cổ tay tiểu kim ngang trời mà ra, như một đạo kim sắc thiểm điện, tung hoành hư không, độc chi bản nguyên tràn ngập hư không, đem cái kia mấy chục tôn thủ vệ bao phủ lại. Các con cháu, nhìn ra ra lợi hại, tiểu tên béo da đen càng là phách lối hô to. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ hưng phấn vẻ mặt, bóng người nhanh tới cực điểm. Hắn sau lưng xuất hiện một đạo hắc trắng đan vào cánh chim, sắc bén vô cùng, có thể phá diệt tất cả, trong nháy mắt xẹt qua một vị thủ vệ, đem chém thành hai nửa, tự liền bất diệt nguyên thần đều không có trốn ra được. Tiểu kim cùng tiểu tên béo da đen phối hợp, dĩ nhiên kỳ diệu tới đỉnh cao, cũng không lâu lắm, mấy chục tôn thủ vệ sẽ cùng thời gian chết ở bọn họ liên thủ công kích bên dưới. Lăng Tiêu, ha ha ha, không nghĩ tới đúng là ngươi. Trước ở Côn Bằng Đế Thành bên trong, Vân Không Tử lão già kia nói ngươi giết Trúc Long Đế Thành trấn thủ sứ, ta còn không tin tưởng, không nghĩ tới đúng là ngươi. Tiểu tên béo da đen hướng về Lăng Tiêu nhào tới, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ hưng phấn vẻ mặt. Đùng, Lăng Tiêu một lòng bàn tay vỗ vào tiểu tên béo da đen đầu bên trên, đưa hắn quét ra, chỉ lo hắn trên người máu đen nhiễm đến trên người chính mình, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ chê vẻ mặt. Tiểu tên béo da đen, ngươi cũng thật là đi tới chỗ nào, sự tự trêu chọc tới đó.
ngươi làm sao trêu chọc phải Côn Bằng đế thành trấn thủ sứ? Thậm chí ngay cả ngươi rời đi đế thành, đều không buông tha ngươi, còn phái thủ vệ theo đuổi giết ngươi. Lăng Tiêu tức giận hỏi, oan uổng, ta nơi nào gây chuyện? Từ khi tiến vào Vĩnh Hằng đế lộ tới nay, ta từ trước đến nay đều là đê điều làm người, chưa bao giờ gây sự. Là Vân Không Tử lão già kia, coi trọng ta Côn Bằng đạo quả, nghĩ muốn gây bất lợi cho ta, sở dĩ ta mới chạy ra Côn Bằng đế thành. Tiểu tên béo da đen trong miệng hô to oan uổng, coi trọng ngươi Côn Bằng đạo quả. Nếu như hắn thật sự nghĩ muốn ra tay với ngươi, chỉ sợ ngươi căn bản không cách nào sống sót ly khai Côn Bằng đế thành chứ. Ngươi là thế nào trốn ra được? Lăng Tiêu hết sức hiếu kỳ. Trấn thủ sứ ở đế thành bên trong, có gần như đại đế sức mạnh bình thường, khủng bố vô cùng, có thể trấn áp tất cả. Tiểu tên béo da đen bất quá là đế quân cảnh 3 tầng tu vi, lại làm sao có khả năng chạy ra trấn thủ sứ lòng bàn tay. Kha kha, lão già kia nghĩ muốn bắt ta. Nằm mơ đi thôi, ta ở hắn toát ra đối với địch ý của ta thời gian, ta tự trước tiên trốn ra Côn Bằng đế thành. Hắn liền ra tay với ta cơ hội đều không có. Tiểu tên béo da đen 10 phần đắc ý nói. Cái gì, toát ra đối với địch ý của ngươi? Ngươi chỉ bằng cái này tự cho là hắn mơ ước ngươi Côn Bằng đạo quả. Lăng Tiêu trừng mắt tiểu tên béo da đen, cảm giác được có chút khó có thể tin tưởng. Đó cũng không, ta cả người trên dưới, ngoại trừ ta Côn Bằng đạo quả đáng giá, còn có thứ gì đáng tiền. Hơn nữa, hắn không mơ ước ta Côn Bằng đạo quả, lại vì sao sẽ phái người đuổi giết ta? Tiểu tên béo da đen nói năng hùng hồn nói. Tốt đi, toán ngươi nói có đạo lý. Lăng Tiêu vỗ vỗ đầu trán, cảm giác được có chút bất đắc dĩ. Bất quá bất kể là vị kia trấn thủ sứ, đến cùng coi trọng tiểu tên béo da đen món đồ gì, gặp tiểu tên béo da đen cái này gian hoạt như quỷ con vật nhỏ, cũng chỉ có thể ăn quả đắng. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu tâm tình buồn bực khá hơn một chút. Lăng Tiêu, ngươi làm sao sẽ tới ở đây? Sẽ không cũng là bị Vân Không Tử lão già kia đuổi giết chứ? Tiểu tên béo da đen có chút hiếu kỳ hỏi. Ta đổ không có bị hắn truy sát, hắn cũng không dám đuổi giết ta. Thế nhưng hắn không để ta tiến nhập Côn Bằng đế thành. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Không để cho ngươi tiến nhập Côn Bằng đế thành. Nói như vậy ngươi thật sự giết Trúc Long đế thành trấn thủ sứ. Ngươi làm như thế nào? Tiểu tên béo da đen trợn to hai mắt hỏi. Ngươi đây tự chớ để ý. Ta cũng là may mắn mà thôi. Lăng Tiêu cười khổ lắc đầu nói. Lăng Tiêu, ngươi nghĩ không muốn báo thù. Vân Không Tử cái lão già đó, không phải đồ tốt. Nếu không chúng ta làm một món lớn, trực tiếp giết cái lão già đó làm sao? Tiểu tên béo da đen con ngươi nhất chuyển, cười hắc hắc nói. Giết Vân Không Tử, ngươi còn thật sự dám nghĩ. Lăng Tiêu có chút theo không kịp tiểu tên béo da đen não đường về, tức giận chừng hắn một cái nói. Đùa giỡn, đừng nói Vân Không Tử bây giờ hết sức cảnh giác, vẫn trốn ở Côn Bằng đế thành bên trong, coi như là hắn rời đi đế thành, Lăng Tiêu muốn giết hắn cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Giết Trúc Cửu Âm, cũng là bởi vì là mượn Táng Thiên Kiến Chúa, cuối cùng mới tốt không dễ dàng thành công. Tiểu tên béo da đen rõ ràng là chính mình muốn báo thù, nhưng nghĩ muốn nắm Lăng Tiêu sử dụng như thương. Thật cho rằng trấn thủ sứ là đại lợn béo, tùy tiện là có thể làm thịt. Chương 3171, Vân Không Tử bí mật. Lăng Tiêu, ngươi biết Vân Không Tử là ai sao? Ta hoài nghi hắn rất có thể là kiếp đạo giả. Tiểu tên béo da đen thần bí hề hề quay về Lăng Tiêu nói ra. Kiếp đạo giả, Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang lóe lên, hắn không nghĩ tới sẽ từ nhỏ tên béo da đen ở đây, được kiếp đạo giả tin tức. Không sai, chính là kiếp đạo giả, ngươi biết không? Ta đã ở Côn Bằng đế thành bên trong chờ hơn một tháng qua này, tổng cộng có mấy vạn người thí luyện, tham gia Côn Bằng đế thành sát hạch, nhưng bọn họ tử thương nặng nề, có thể nói là 10 không còn một. Nhưng quỷ dị nhất là, bọn họ sau khi chết thực thể đại đều biến mất không thấy, hơn nữa tự liền trong cơ thể đạo quả đều tin tức. Căn cứ quan sát của ta, thi thể của bọn họ cùng đạo quả, rất có thể rơi ở Vân Không Tử trong tay. Vân Không Tử chính là tuyệt thế đế quân, tu vi sâu không lường được. Lại là Côn Bằng đế thành bên trong trấn thủ sứ, hắn muốn nhiều như vậy bản nguyên đạo quả có ích lợi gì? Ngoại trừ kiếp đạo giả thân phận, ta nghĩ không ra bất kỳ lý do. Cái này cũng là ta vẫn chậm chạp không dám tham gia khảo nghiệm nguyên nhân, cho tới cuối cùng ta bị Vân Không Tử theo dõi, chỉ có thể chạy ra Côn Bằng đế thành. Tiểu tên béo da đen quay về Lăng Tiêu nói ra, Vân Không Tử là kiếp đạo giả sao? Cái này cũng không phải không có khả năng, nhưng lập tức liền hắn là kiếp đạo giả, chúng ta nghĩ muốn giết hắn. Cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy chứ. Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang lóe lên nói. Ta đã hỏi thăm rõ ràng, Côn Bằng đế thành thử thách, chính là ở Sơn Hải Đầm lớn bên trong, mà Vân Không Tử ở Sơn Hải Đầm lớn bên trong có một mảnh trang viên, bị Côn Bằng đế thành thủ vệ người trông coi, thủ vệ vô cùng nghiêm ngặt, hơn nữa còn có trận pháp mạnh mẽ kết giới bảo vệ,
ta hoài nghi chỗ kia trong trang viên, khẳng định có Vân Không Tử bí mật. Tiểu tên béo da đen tiện hề hề nói ra, ngươi hỏi thăm được đủ rõ ràng a, xem ra ngươi đã sớm đang có ý đồ với Vân Không Tử đi. Lăng Tiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn tiểu tên béo da đen một cái nói. Kha kha, cũng không thể nói như vậy, ai để Vân Không Tử cái lão già đó nghĩ muốn gây bất lợi cho ta đây. Chỗ kia trong trang viên, liền tính không có hắn là kiếp đạo giả chứng cứ, khẳng định cũng không có thiếu bảo vật, chúng ta đi cướp hắn trang viên, cũng coi như là chút cơn giận, thế nào? Tiểu tên béo da đen cười hì hì, rượt dây nói. Nếu quả như thật như lời ngươi nói, Vân Không Tử là kiếp đạo giả, vậy này nơi trang viên có lẽ thật sự có cái gì người không nhận ra đồ vật. Rất tốt, ta cũng muốn gặp thưởng thức một cái trong truyền thuyết kiếp đạo giả. Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang lóe lên, kiếp đạo giả, là vĩnh hằng đế lộ bên trên chuột chạy qua đường, người người gọi đánh. Kiếp đạo giả lấy cướp bóc bản nguyên đạo quả làm mục tiêu, cướp bóc bản nguyên đạo quả càng nhiều, thực lực tựu càng cường đại, không chỉ rất nhiều người thí luyện thiên kiêu có thể là kiếp đạo giả, tựu liền vĩnh hằng đế lộ bên trên sinh linh, cũng có thể là kiếp đạo giả. Nếu như Vân Không Tử kiếp đạo giả thân phận bại lộ, e sợ không dùng Lăng Tiêu nói thêm cái gì, hắn cũng sẽ bị tức giận người thí luyện các thiên kiêu xé thành phấn vụn. Vậy chúng ta hiện tại tựu xuất phát, Côn Bằng Đế Thành thử thách, là ở 3 ngày phía sau, này 3 ngày Vân Không Tử cái lão già đó sẽ không tiến về phía trước Sơn Hải Đầm Lớn, cũng quan tâm không tới Sơn Hải Đầm Lớn bên trong tình huống, chính là chúng ta tốt nhất cơ hội. Tiểu tên béo da đen xoa xoa đôi bàn tay tâm, cực kỳ hưng phấn nói. Tốt, Lăng Tiêu gật đầu một cái nói. Ở Đế Thành thử thách bên trong, trấn thủ sứ làm là người giám sát, có thể mượn thiên đạo ấn, thấy rõ sở hữu người thí luyện nhất cử nhất động. Vào lúc ấy Lăng Tiêu cùng tiểu tên béo da đen nếu như tiến nhập Sơn Hải Đầm Lớn bên trong, e sợ nháy mắt cũng sẽ bị Vân Không Tử phát hiện. Cũng chỉ có thử thách phía trước khe hở, mới là tốt nhất cơ hội. Tiểu tên béo da đen, nhanh lên một chút hiện ra nguyên hình, mang ta tiến nhập Sơn Hải Đầm Lớn, ta có thể không biết đường, nghĩ muốn để ta giúp ngươi báo thù, liền muốn xem ngươi biểu hiện. Lăng Tiêu cười tủm tỉm vỗ vỗ tiểu tên béo da đen đầu nói. Ngươi đừng hòng. Tiểu tên béo da đen nhất thời mặt lộ vẻ không quen vẻ, dầm gì nói. Hắn biết Lăng Tiêu đang có ý đồ gì, nhưng nghĩ muốn để hắn đường đường Côn Bằng thần thú làm thú cưỡi, tuyệt đối không thể. Oanh, tiểu tên béo da đen khí thế quanh người bốc lên, tỏa ra một luồng hung hãn khí thế ngập trời, ánh sáng óng ánh lóa mắt, lắc người đã biến thành một vị số nhỏ Côn Bằng, hai cánh như đám mây che trời, hắc trắng đan dệt, ẩn chứa âm dương chi khí. Hắn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười. Nhảy lên Côn Bằng sau lưng. Vèo, sau một khắc, Côn Bằng như một đạo màu đen thiểm điện, nháy mắt xông lên tận trời, biến mất ở mảnh này đầm lớn bên trong. Sơn Hải Đầm Lớn, chính là Côn Bằng Đế Thành ở ngoài lớn nhất một vùng cấm địa, chu vi ngàn xa vạn dặm, đầu đầu cũng có đại sơn cùng hồ lớn, như một mảnh mênh mông biển rộng. Từng tòa ngọn núi trôi nổi ở hồ nước bên trên, mây mù mờ ảo, thủy khí bốc hơi, như tiểu đảo giống như vậy, hết sức thần bí. Nhưng Sơn Hải Đầm Lớn làm là cấm địa, tương tự là vô cùng nguy hiểm. Cái kia chút phía trên ngọn núi, có hồng hoang dị thú chiếm cứ, giữa hồ càng có đủ loại hung hãn loại cá, tiến vào trong đó người thí luyện, hơi bất cẩn một chút, tựu sẽ táng thân bụng cá. Sơn Hải Đầm Lớn cùng bên ngoài rảnh rỗi bình phong, nhưng là dễ tiến vào khó ra, nghĩ muốn ly khai Sơn Hải Đầm Lớn, thì không phải là một cái chuyện dễ dàng như vậy tình. Vèo, Lăng Tiêu cưỡi ở Côn Bằng trên lưng, như một đạo rời dây cung mũi tên, xuyên qua không gian bình phong. Tiến vào Sơn Hải Đầm Lớn bên trong. Cơ hồ là nháy mắt, tự có sinh linh mạnh mẽ đã bị kinh động. Bích ba trong chẻo giữa hồ, mấy cái toàn thân kim quang sáng chói quái ngư nhảy ra, nghĩ muốn tập kích Côn Bằng, chung quanh phía trên ngọn núi, càng là có toàn thân hỏa diễm bao phủ chim nhỏ bay tới, âm thanh sắc nhọn cực kỳ, phảng phất có thể xuyên kim liệt thạch. Giống, Côn Bằng trong miệng bỗng nhiên bạo phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, nó trực tiếp mở ra miệng lớn, một luồng mạnh mẽ vô cùng lực cắn nuốt bộc phát ra. Nháy mắt liền đem cái kia mấy cái quái ngư cùng với chim nhỏ nuốt vào trong bụng. Lại dám ở trước mặt ra ra cản rỡ. Thực sự là không biết lợi hại. Côn Bằng đắc ý miệng nói tiếng người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, phía dưới bình tĩnh hồ nước, bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động lên, đại sóng cuồn cuộn ngất trời, hư không rung động, một luồng hung hãn ngập trời khí tức bộc phát ra. Sau một khắc, trực tiếp từ giữa hồ, chạy ra khỏi một cái dài vạn trượng rắn khổng lồ 9 đầu. Toàn thân đen kịt như mực, 9 cái đầu rắn xem ra đều vô cùng dữ tợn, trong miệng phun ra ngọn lửa màu xanh lam, ẩn chứa hết sức băng hàn sức mạnh, phảng phất có thể đóng băng tất cả. Cái kia 9 đạo ngọn lửa màu xanh lam đan dệt, tốc độ nhanh tới cực điểm, bay thẳng đến Côn Bằng bao phủ mà tới. Hồng hoang hung thú, không được, Côn Bằng ánh mắt biến đổi,
quanh thân bùng nổ ra cực kỳ kinh khủng khí tức gợn sóng, nháy mắt xông lên tận trời, hai cánh triển khai ra, ở tại chỗ để lại một đạo tàn ảnh, thân thể trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài ngàn dặm. Oanh, ngọn lửa màu xanh lam bốc lên, bùng nổ ra hủy thiên diệt địa tiếng nổ vang, trực tiếp đem chu vi mấy trăm dặm không gian đều băng nhốt lại. Chương 3172, thần bí huyền không sơn. Côn Bằng giật mình, không dám chút nào dừng lại, nháy mắt dương ra hai cánh, triển khai cực tốc, hướng về xa xa thật nhanh bỏ chạy. Phía sau, cái kia chín đầu quái xà đuổi không kịp, trong miệng phát sinh to lớn tiếng hí, để vô số nước sóng nổ ra, bốn phía rất nhiều hồng hoang dị thú đều ở run lẩy bẩy. Nhìn ngươi còn dám hay không được nước, Lăng Tiêu cười nói, vừa rồi cái kia chín đầu quái xà, thực lực cực kỳ khủng bố, có thể so với tuyệt thế đế quân, hẳn là này Sơn Hải đầm lớn vương giả một trong. Trong ngày thường đều là trốn ở hồ nước nơi sâu xa, không biết vì sao, hôm nay lại bị Côn Bằng cho đã kinh động. Như không phải Côn Bằng nắm giữ cực tốc, e sợ căn bản trốn không thoát chín đầu quái xà truy sát. Hừ, Gia Gia không nghĩ chấp nhặt với nó, quay đầu lại trừng trị nó. Côn Bằng mạnh miệng hừ lạnh một tiếng nói. Bất quá, nó nhưng cũng không dám lớn lối như vậy, tuy rằng như cũng ngang trời phi hành, nhưng cũng thận trọng thu liếm cả người khí tức, rất là biết điều. Ở đây dù sao cũng là Sơn Hải đầm lớn. Cường đại hồng hoang dị thú khắp nơi có thể thấy được, hắn tuy rằng nắm giữ cực tốc, nhưng cũng không dám quá trương dương. Bọn họ đoạn đường này, đổ được cho bình tĩnh. Một ít cường đại hồng hoang hung thú, Côn Bằng không dám trêu chọc, coi như là bị phát hiện, cũng là lập tức triển khai cực tốc na di ra, để cho đuổi không kịp. Một ít thực lực nhỏ yếu hồng hoang dị chủng, ở đã nhận ra Côn Bằng khí tức phía sau, đều là đàng hoàng tránh được. Rất nhanh, bọn họ đã đến Côn Bằng nói chỗ kia trang viên. Một tòa cao vạn trượng ngọn núi trôi nổi ở vân hải bên trên, mặt trên mọc đầy cổ thụ che trời, xem ra xanh tươi tốt, thủy khí tràn ngập, tràn đầy bàng bạc sinh mệnh khí tức, hết sức bất phàm. Lờ mờ có thể nhìn thấy, phía trên ngọn núi có lầu quỳnh điện ngọc, tinh xảo đình đài lầu các, thấp thoáng ở cây rừng trong đó, xem ra khá là rất khác biệt. Nhưng tòa này huyền không sơn ở ngoài, nhưng bao phủ một tầng to lớn kết giới, ẩn chứa cực kỳ cường đại sức phòng ngự. Hơn nữa, kết giới bên trong cũng không có thiếu khí tức cường đại bóng người. Đều là Côn Bằng đế thành bên trong mạnh mẽ thủ vệ, không ngừng dò xét huyền không sơn, phòng ngừa người khác tới gần. Tòa này huyền không sơn, phảng phất là Sơn Hải đầm lớn bên trong cấm địa, Lăng Tiêu phát hiện xung quanh căn bản không có gì hồng hoang dị thú khí tức. Lăng Tiêu, đây chính là Vân Không Tử lão già kia trang viên, mỗi một lần Sơn Hải đầm lớn thử thách, hắn đều sẽ tới ở đây. Trong này khẳng định có bảo bối, tiểu tên béo da đen hai mắt phóng ánh sáng, quay về Lăng Tiêu nhao nhao muốn thử nói ra. Nơi này kết giới rất mạnh, Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang lấp lóe. Huyền Không Sơn bên ngoài kết giới ẩn chứa một luồng cường đại đế uy, đại đạo pháp tắc đan dệt, lực lượng bản nguyên tràn ngập, chính là một loại cực kỳ mạnh mẽ cực đạo đế trận, mặc dù coi như cũng không hoàn chỉnh, có chút không trọn vẹn, nhưng cũng là đủ cường đại. Một loại đế quân cường giả căn bản phá không mở kết giới, coi như là có tuyệt thế đế quân đến đây, nghĩ muốn phá khai kết giới cũng không phải như vậy dễ dàng có thể làm được. Hơn nữa, Huyền Không Sơn bên trên khẳng định có cường đại sức mạnh thủ vệ, một khi kết giới bị công kích, ngay lập tức sẽ bị trong đó thủ vệ phát hiện. Này một đạo kết giới, xem ra thần bí khó lường, đồng thời còn có một luồng cực kỳ minh mông thiên uy, có thể ngăn cản những yêu thú kia dò xét. Vân Không Tử phế bỏ lớn như vậy tâm tư, tới bảo vệ trang viên này, xem ra trong trang viên này khẳng định có bí mật gì. Chỗ này kết giới xác thực rất mạnh, ta mấy lần nghĩ muốn lẻn vào đi vào, đều bị phát hiện. Sở dĩ chỉ có thể dựa vào ngươi, tiểu tên béo da đen cười hắc hắc nói, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Trước tiên nhìn kỹ hãng nói đi, Lăng Tiêu không tỏ rõ ý kiến nói. Hắn chỉ huy tiểu tên béo da đen, che đậy cả người khí tức, vòng quanh huyền không sơn bên ngoài to lớn kết giới mập một vòng. Kết giới xem ra hoàn mỹ không một tì vết, không có bất kỳ kẽ hở. Từ trên trời đến trong biển, cả tòa huyền không sơn đều bị kết giới bao phủ lại. Lăng Tiêu, có thể hay không lặn xuống đến kết giới bên trong? Tiểu tên béo da đen cực kỳ mong đợi hỏi. Rất khó, nhưng chắc là có thể thử một lần, có lẽ chúng ta có thể áp dụng dương đông kích tây phương pháp xử lý. Lăng Tiêu trong con người tinh mang lóe lên, chậm rãi nói ra. Dương đông kích tây, ngươi chẳng lẽ là nói, đưa tới một ít hồng hoang dị thú mạnh mẽ tấn công kết giới. Này e sợ rất khó làm được chứ. Tiểu tên béo da đen lập tức hiểu Lăng Tiêu ý nghĩ. Không sai, chúng ta có thể từ đáy biển đột phá, đồng thời đưa tới một ít hồng hoang dị thú. Mạnh mẽ tấn công kết giới, chúng ta nhân lúc loạn xông vào. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, nơi này trận pháp kết giới, hẳn là bị Vân Không Tử gia trì thiên đạo khí vận, tản ra cường đại thiên uy, để những hồng hoang kia dị thú không dám tới gần,
chúng ta nghĩ muốn đưa tới hồng hoang dị thú, chỉ sợ không phải như vậy dễ dàng. Tiểu tên béo da đen nói ra, ý nghĩ này trước hắn cũng nghĩ tới, nhưng cuối cùng nhưng thất bại. Thử trước một chút nói sau đi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, vẻ mặt vô cùng hờ hững. Tiểu tên béo da đen trong lòng cũng là vô cùng hiếu kỳ, Lăng Tiêu đến tột cùng muốn thế nào mới có thể đưa tới hồng hoang dị thú. Vèo, ở Lăng Tiêu chỉ huy bên dưới, tiểu tên béo da đen nhất thời như một đạo màu đen thiểm điện, xông vào phía dưới giữa hồ. Huyền Không Sơn kết giới, như là một cái to lớn quả cầu ánh sáng, vẫn lan tràn đến rồi hồ nơi sâu xa nhất, cùng giữa hồ mềm mại mặt đất đụng vào nhau. Quả cầu ánh sáng chu vi trăm dặm, đều không có bất kỳ sinh linh dám tới gần. Cái kia loại thần bí mênh mông thiên uy, để bất kỳ hồng hoang dị thú, đều sẽ cảm giác được đến từ nguyên thần chỗ sâu run rẩy. Lăng Tiêu cùng tiểu tên béo da đen đi tới quả cầu ánh sáng cùng hồ nước tương tiếp đích địa phương, Lăng Tiêu trong lòng bàn tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cái nhũ bình ngọc màu trắng. Đây là cái gì? Tiểu tên béo da đen có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn có thể đủ cảm giác được, trong bình ngọc phảng phất có cái gì cực kỳ bảo vật quý giá, để sâu trong nội tâm của hắn đều là sinh ra một loại nồng nặc khát vọng. Thứ tốt, có thể để hồng hoang dị thú điên cuồng thứ tốt. Chờ sẽ ngươi cần phải nắm giữ ở chính mình, bằng không còn không có có tiến nhập kết giới bên trong, ngươi chỉ sợ cũng bị cái kia chút điên cuồng hồng hoang dị thú xé thành mảnh nhỏ. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói, hắn mở ra bình ngọc, nhất thời trong bình ngọc một luồng cực kỳ nồng nặc hương thơm tràn ngập ra. Đó là một đoàn óng ánh sáng chói chất lỏng, như quỳnh tương ngọc dịch giống như vậy, ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ linh tính, ở giữa hồ vặn vẹo, để tứ phương hư không đều đang hơi rung động. Một cổ thần bí gợn sóng, từ đám chất lỏng kia bên trong lan ra, đồng thời kèm theo nồng nặc thơm ngát. Tiểu tên béo da đen cả người một trận chiến, con người nháy mắt tựu trừng lớn lên, hô hấp biến đến cực kỳ gấp gáp, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ nóng bỏng vẻ mặt. Đây là sinh mệnh nguyên hoa, tiểu tên béo da đen vô cùng kích động, thiếu chút nữa thì muốn trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Nhưng Lăng Tiêu nhưng bắt lại hắn. Ngươi muốn làm gì, đây chính là cho những hồng hoang kia dị thú mồi nhử, ngươi ăn đồ chơi này, trên đi đâu dụ dỗ hồng hoang dị thú. Lăng Tiêu không vui nói. Chương 3173, sinh mệnh nguyên hoa. Phung phí của trời a. Lăng Tiêu, ngươi dĩ nhiên nắm sinh mệnh nguyên hoa đến dụ dỗ hồng hoang dị thú. Ta với ngươi liều mạng, trên người ngươi còn có bao nhiêu sinh mệnh nguyên hoa, nhanh lên một chút giao ra đây cho ta. Tiểu tên béo da đen quả là nhanh muốn nổi điên, hung tợn trừng mắt Lăng Tiêu nói. Đã không có, nhiều như vậy, ở Trúc Long Đế Thành, chém một vị tuyệt thế đế quân cảnh hồng hoang cự thú, mới để luyện ra nhiều như vậy. Lăng Tiêu mở ra tay nói, sinh mệnh nguyên hoa, chính là tuyệt thế đế quân cảnh hồng hoang cự thú, trong cơ thể sinh mệnh bản nguyên nồng nặc tới cực điểm, ngưng tụ mà thành tinh hoa sinh mệnh. Đối với ở hồng hoang dị thú tới nói, có khó có thể chống cự mê hoặc. Không thấy, tự liền tiểu tên béo da đen đều kém một chút muốn nổi điên sao. Này sinh mệnh nguyên hoa, có thể trợ giúp hồng hoang dị thú tăng lên cấp độ sống, thoát thai hoán cốt, có cường đại thiên phú, thậm chí là tỉnh lại linh trí. Tiểu tên béo da đen căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên sẽ lấy ra sinh mệnh nguyên hoa, sớm biết Lăng Tiêu trên người có sinh mệnh nguyên hoa, hắn thiếu chút nữa thì muốn ra tay đến cướp đoạt. Này sinh mệnh nguyên hoa chính là Lăng Tiêu được sự giúp đỡ của Đồng Đồng, từ Táng Thiên Kiến Chúa trong cơ thể để luyện ra. Đồ chơi này tuy rằng quý giá, nhưng đối với Lăng Tiêu tới nói nhưng không coi vào đâu. Nắm đến hấp dẫn hồng hoang dị thú, hắn là một chút cũng không đau lòng. Nhưng tiểu tên béo da đen nhưng đầy mặt đều là đau lòng vẻ mặt, hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, phảng phất là Lăng Tiêu thiếu tiền hắn. Nghiệp chướng a, quá tạo nghiệt, ngươi nói sớm ngươi có sinh mệnh nguyên hoa, chúng ta nơi nào còn cần dụ dỗ hồng hoang dị thú. Lão tử trực tiếp giúp ngươi kiềm chế kết giới bên trong thủ vệ, vì ngươi sáng tạo cơ hội a, chỉ cần ngươi đem sinh mệnh nguyên hoa cho ta tựu được. Tiểu tên béo da đen kêu rên nói, cho ngươi, ngươi bất quá là đế quân cảnh ba tầng tu vi, liền mười mấy thủ vệ đều kém một chút bắt giữ ngươi, ngươi có thể đủ kiềm chế lại này trong trang viên thủ vệ. Lừa gạt quỷ đi, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ hoài nghi. Ta, tiểu tên béo da đen không nói gì ngưng nghẹn, nhất thời cảm giác được vô cùng bị thương. Bị khách sáo. Hắn đường đường côn bằng thần thú, tung hoành thượng cổ thần thoại thời kỳ bá chủ một trong, thôn thiên phệ địa, không gì không làm được, bây giờ lại bị Lăng Tiêu cho khách sáo. Đừng nói chuyện, có động tĩnh. Lăng Tiêu trong con người tinh mang lóe lên, vội vã ra hiệu tiểu tên béo da đen yên tĩnh, sau đó hai người lặng yên không tiếng động trốn ở xa xa trong khe đá, tùy thời mà phát động. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, hồ nước sôi trào mãnh liệt, như biển rộng giống như vậy, hoàn toàn biến đến cuồng bạo. Từng đạo hung hãn ngập trời khí tức ngang trời mà đến, nhấc lên ngập trời lớn sóng, tản ra cổ xưa kinh khủng sát ý.
Sinh mệnh nguyên hoa, giống như là mặt trời nhỏ giống như vậy, phóng ra óng ánh chói mắt hào quang, đồng thời tản ra chí mạng thơm ngát, dụ dỗ những hồng hoang kia dị thú. Một vị chiều cao trên vạn trượng màu đen cá sấu, cả người mọc ra long lân, ánh mắt lạnh lùng, khí thế cuồn cuộn ngất trời, mở ra bồn máu miệng lớn, bay thẳng đến sinh mệnh nguyên hoa cắn tới. Oanh, nhưng ngay lúc này, nhưng có một cái toàn thân kim quang óng ánh, như lợi kiếm một loại hoàng kim kiếm ngư ngang trời mà đến, hung hăng đụng vào màu đen cá sấu trên người. Bốn phía có màu đen khói độc phun trào, đại địa kịch liệt rung động, một vị to lớn màu đen long quy, mọc ra dữ tợn đầu rồng, ngang trời đập tới. Tê, tê, thế nhưng, từng đạo tiếng hí vang lên, kinh khủng lớn sóng bao phủ ra, trong phút chốc xuất hiện một cái mọc ra chín cái đầu cự xà, hướng về long quy đập tới. Ngoài ra, còn có đếm không hết hồng hoang dị thú chen chúc mà tới, đêm này một mảnh hồ nước chen đầy, lẫn nhau trong đó trực tiếp tự bạo phát kịch liệt đại chiến. Oanh, 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 chúng nó như là hoàn toàn điên rồi. Sinh mệnh nguyên hoa vô cùng có linh tính, cũng không có ngừng ở lại nơi đó, ở Lăng Tiêu giải trừ phong ấn phía sau, nháy mắt tự hóa thành một đạo lưu quang, chung quanh na di, nghĩ muốn chạy đi. Những hồng hoang kia dị thú vì cướp giật sinh mệnh nguyên hoa, đều là hoàn toàn điên cuồng, nơi nào còn quản nơi này có phải là cấm địa. Tự liền kết giới tản mát ra cái kia cỗ minh mông thiên uy, đều bị chúng nó ném ra sau đầu, không quản, chỉ vì cướp giật sinh mệnh nguyên hoa. Chúng nó điên cuồng va chạm kết giới, để kết giới kịch liệt rung động, từng nét bùa chú óng ánh lóa mắt, lẫn nhau đan vào với nhau, như lưới lớn giống như vậy, cung cấp cường đại sức phòng ngự. Lần này đùa lớn rồi, dĩ nhiên có bốn tôn hồng hoang cự thú. Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt. Màu đen cá sấu, hoàng kim kiếm ngư, long quy cùng cửu đầu xà tản ra khủng bố ngập trời khí tức, toàn bộ cũng có thể so với tuyệt thế đế quân sức mạnh. Đây là bốn đại tuyệt thế đế quân, đặc biệt là cái kia cửu đầu xà, chính là trước kia truy sát Lăng Tiêu cùng tiểu tên béo da đen cái kia cửu đầu xà. Lăng Tiêu nghĩ, có thể đưa tới một ít hồng hoang dị thú công kích trận pháp kết giới, nhưng cũng không nghĩ tới liền hồng hoang cự thú đều bị dẫn động. Bốn đại hồng hoang cự thú, Lăng Tiêu này bốn đại hồng hoang cự thú, sẽ không trực tiếp đem Huyền Không Sơn trận pháp kết giới xé nát chứ. Tiểu tên béo da đen cũng là bị giật mình, cực kỳ thấp thỏm nói ra. Khó nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng vào trận pháp này kết giới đủ mạnh đi, động tĩnh lớn như vậy, Huyền Không Sơn bên trong người, cũng có thể đã bị kinh động chứ. Lăng Tiêu chậm rãi nói ra, trong con ngươi lộ ra một tia tinh mang. Cảnh tượng trước mắt nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bất quá càng là hỗn loạn, càng là có trợ giúp bọn họ đục nước béo cò. Huyền Không Sơn bên trong, xảy ra chuyện gì, vì sao sẽ có nhiều như vậy hồng hoang dị thú công kích trận pháp kết giới? Trận pháp kết giới bị trấn thủ sứ đại nhân gia trì thiên đạo khí vận. Hồng hoang dị thú cũng không dám đến này mới đúng, chúng nó vì sao điên cuồng như vậy? Không được, nhanh lên một chút ra cố trận pháp kết giới, sau đó ra tay đánh giết những hồng hoang kia dị thú, tuyệt đối không thể để cho bọn họ xông tới, bằng không trấn thủ sứ đại nhân nếu như nổi lôi đình, chúng ta đều phải chết. Từng đạo cường đại bóng người ngang trời mà đến, tất cả đều là Huyền Không Sơn thủ vệ, giờ khắc này trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ vẻ mặt, sắc mặt hết sức khó coi. Đông đảo hồng hoang dị thú công kích trận pháp kết giới, để bọn họ đều là không ứng phó kịp. Ầm ầm ầm, trận pháp kết giới đang kịch liệt rung động, từng nét bùa chú băng diệt, sau đó lại lần nữa ngưng tụ mà thành, ngăn trở đông đảo hồng hoang dị thú điên cuồng va chạm. Đặc biệt là cái kia bốn tôn hồng hoang cự thú, chính là có thể so với tuyệt thế đế quân bá chủ, thực lực mạnh mẽ cực điểm, trong ngày thường ở sơn hải đầm lớn bên trong rất ít xuất hiện, ai từng nghĩ bởi vì một khối sinh mệnh nguyên hoa, dĩ nhiên đưa chúng nó bốn cái tất cả đều dẫn ra. Vèo, vèo, vèo. Huyền Không Sơn bên trong, hơn trăm tôn thủ vệ tất cả đều bay ra, trong đó còn có năm đại thủ vệ thống lĩnh, tất cả đều là thân mặc áo giáp màu đen, khuôn mặt lạnh lẽo, khí tức cường đại vô cùng, tu vi đạt tới cao cấp đế quân cảnh giới. Thực lực mạnh mẽ như thế, trấn thủ Huyền Không Sơn hẳn là thừa sức, nhưng chuyện hôm nay, nhưng ngoài bọn họ ngoài dự liệu của mọi người. Ở năm đại thủ vệ thống lĩnh dẫn dắt hạ, hơn trăm tôn thủ vệ, dồn dập thôi thúc sức mạnh to lớn, chu diệt những hồng hoang kia dị thú, nghĩ muốn cho trận pháp kết giới giảm bớt áp lực. Máu tươi, rất nhanh liền đem này một mảnh hồ nước nhuộm thành màu đỏ. Mùi máu tanh lan tràn ra, càng thêm kích phát rồi những hồng hoang kia dị thú sát ý, từng cái gào thét liên tục, lẫn nhau trong đó giết chóc, càng thêm thảm thiết lên. Ầm ầm ầm, Vân Không Tử lưu lại trận pháp kết giới xác thực cường hãn, nhưng ở bốn đại hồng hoang cự thú công kích bên dưới, vẫn là biến đến càng ngày càng ảm phai nhạt, phảng phất tùy thời có thể phá nát ra. Huyền Không Sơn thủ vệ đều bị hấp dẫn đến, chính là chúng ta tốt cơ hội, đón lấy chúng ta nên tiến nhập Huyền Không Sơn.
Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang lóe lên, chậm rãi nói ra. Khà khà, giao cho ta đi, hỗn loạn như thế trạng thái, bọn họ tuyệt đối không chú ý tới chúng ta, nhất định muốn dành thời gian, ở trận pháp kết giới hoàn toàn tan vỡ trước, đem Huyền Không Sơn bên trong bảo vật bao phủ không còn. Tiểu tên béo da đen nhao nhao muốn thử nói ra, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động vẻ mặt. Chương 3174, lẻn vào trang viên. Chúng ta đi, Lăng Tiêu gật đầu một cái nói. Vèo, tiểu tên béo da đen như một đạo màu đen thiểm điện, lặng yên không tiếng động chạy ra khỏi đáy hồ, sau đó hướng về Huyền Không Sơn bên trên bay đi. Ầm ầm ầm, giờ khắc này, Huyền Không Sơn ở ngoài bao phủ kết giới, đang kịch liệt rung động, từng nét bùa chú phá nát ra, biến đến càng ngày càng ảm đạm. Huyền Không Sơn thủ vệ, hầu như đều tập trung ở đáy hồ, đang ở chém giết hồng hoang dị thú, ngăn cản bọn họ phá hoại trận pháp kết giới. Không có người tuần sơn, vừa vặn cho tiểu tên béo da đen tạo điều kiện. Vù, tiểu tên béo da đen quanh thân tỏa ra một cổ thần bí không gian rung động, như gợn sóng giống như vậy, trong phút chốc liền đem hắn cùng Lăng Tiêu bao phủ lại. Cái kia cỗ không gian rung động, vô cùng huyền diệu, giống như là Lăng Tiêu, tiểu tên béo da đen nháy mắt cùng không gian hợp thành một thể. Đồng thời, tiểu tên béo da đen trên người lại tản mát ra một luồng cường đại lực cắn nuốt, đem bốn phía tiêu tán lực lượng không gian toàn bộ cắn nuốt. Bọn họ nhanh chóng đến gần rồi không gian kết giới, thừa dịp vài đạo phù văn yên diệt ra, nháy mắt hướng về kết giới bên trong phóng đi. Ầm ầm ầm, không gian bốn phía phảng phất trong phút chốc động lại giống như vậy, cực kỳ áp lực kinh khủng kéo tới, nghĩ muốn đem Lăng Tiêu cùng tiểu tên béo da đen đè ép thành bột mịn. Tiểu tên béo da đen trên người đồng thời bùng nổ ra không gian bản nguyên cùng thôn phệ bản nguyên, một bên chống đối không gian áp bức, thôn phệ không gian tiêu tán sức mạnh, một bên nhanh chóng hướng về trong đó đột tiến. Trận pháp kết giới kịch liệt rung động, phóng ra óng ánh hào quang chói mắt, giống như là bị người cường hành đột nhập một loại bắt đầu cảnh báo. Bất quá, giờ khắc này như vậy hỗn loạn, những thủ vệ kia căn bản không có phát hiện đến có người xông vào trận pháp kết giới bên trong. Không gian bản nguyên đạo quả cùng thôn phệ bản nguyên đạo quả. Tiểu tên béo da đen, người có thể a? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Tiểu tên béo da đen dĩ nhiên ngưng tụ hai đại bản nguyên đạo quả, này để hắn có chút không tưởng tượng nổi. Kha kha, lão tử nhưng là côn bằng thần thú, thân mang không gian thiên phú cùng thôn phệ thiên phú, trời sinh thân hòa này hai loại đại đạo bản nguyên, ta ở chứng đạo đế quân thời điểm, ngưng tụ hai đại bản nguyên đạo quả, có thể nói là chưa từng có ai, côn bằng bộ tộc đem ta là tối cao. Tiểu tên béo da đen mười phần ngạo nghễ nói ra, coi như là côn bằng bộ tộc, cũng chỉ là có lựa chọn ngưng tụ không gian đạo quả hoặc là thôn phệ đạo quả, nghĩ phải đồng thời ngưng tụ ra hai đại bản nguyên đạo quả, không chỉ vô cùng là gian nan, hơn nữa cũng rất ít người sẽ làm như vậy. Ngươi là ngưng tụ hai đại bản nguyên đạo quả, nhưng ta đoán không lầm, ngươi tu vi tăng lên tốc độ trở nên chậm rất nhiều chứ. Lăng Tiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn tiểu tên béo da đen một cái nói. Đồng thời ngưng tụ hai đại bản nguyên đạo quả, còn muốn kề vai sát cánh, tu vi tăng lên tốc độ, kém xa chỉ ngưng tụ một viên bản nguyên đạo quả người. Lăng Tiêu, giống như là chọc vào tiểu tên béo da đen chỗ đau. Để hắn kém một chút nhảy lên, tu vi tăng lên chậm một chút thì lại làm sao? Lão tử cùng cấp vô địch, đế quân cảnh ba tầng cường giả, ai là đối thủ của ta? Chờ ta đột phá đến rồi đế quân cảnh bốn tầng, nhất định không kém gì ngươi. Tiểu tên béo da đen thẹn quá thành giận nói ra, hy vọng đi, Lăng Tiêu cười nhạt, hay là không đánh đánh tiểu tên béo da đen? Nếu như tiểu tên béo da đen biết hắn giờ khắc này trong cơ thể, tổng cộng có 108 viên bản nguyên đạo quả, chỉ sợ sẽ buồn bực trực tiếp đâm chết chứ. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã xuyên qua trận pháp kết giới, tiến vào Huyền Không Sơn bên trên. Huyền Không Sơn, khí thế bàng bạc, cao vút trong mây. Cổ thụ che trời san sát, sương mù bốc hơi, tràn đầy bàng bạc sinh mệnh khí tức, đạo đạo thụy khí đan dệt tràn ngập, xem ra như tiên gia động thiên phúc địa. Thực sự là địa phương tốt ha, nơi này lực lượng bản nguyên như vậy nồng nặc, Vân Không Tử cái kia lão gia hỏa nhất định phí không ít tâm tư, khẳng định có bảo bối. Tiểu tên béo da đen ánh mắt sáng lên, cực kỳ hưng phấn nói. Lăng Tiêu hai mắt khép hờ, sau đó chậm rãi trợn mở, một đạo thần bí cửu sắc quang mang bắn ra, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Tòa này Huyền Không Sơn, lực lượng bản nguyên đều là từ trong lòng núi tản mát ra, nồng nặc nhất địa phương tựu ở trong lòng núi, nếu là thật như lời ngươi nói có bảo vật gì, chắc là ở chỗ đó. Lăng Tiêu hướng về phía trước một chỉ, trong con ngươi thần quang trong trẻo. Trong lòng núi, Vân Không Tử cái lão già đó, đến tột cùng giấu món đồ gì? Tiểu tên béo da đen cũng là có chút tò mò lên. Trước hắn chỉ là phát hiện đến Huyền Không Sơn có vấn đề, nhưng lại không biết Huyền Không Sơn bên trong đến cùng có cái gì. Lợi dụng hắn mạnh mẽ vô cùng không gian thiên phú,
hắn mang theo Lăng Tiêu nghênh ngang ở Huyền Không Sơn bên trên phi hành, dĩ nhiên không có bị bất luận người nào phát hiện. Rất nhanh, tiểu tên béo da đen tựu ở Huyền Không Sơn bên trên, phát hiện một mảnh đất đai cực kỳ rộng lớn trang viên. Trang viên nơi sâu xa nhất, đình đài lầu các, thấp thoáng ở cây rừng trong đó, tạo hình cổ điển, xem ra tinh xảo bất phàm. Trang viên bên trong, có một ít thị nữ xinh đẹp, dáng người thướt tha, tu vi tuy rằng không cao, nhưng từng cái khí chất đều khá là bất phàm. Chỉ có điều, giờ khắc này các nàng đều là chung quanh bắt đầu trốn, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ hoảng sợ vẻ mặt, cả người run lẩy bẩy. Ở trang viên bên trong, có một mảnh vườn thuốc bên trong, nồng nặc lực lượng bản nguyên còn như sương mù một loại bốc hơi, hào quang óng ánh lóa mắt, từng cây bảo quang lóe lên bản nguyên chi thuốc trồng trọt trong đó, xem ra tạo hình khác nhau, khá là bất phàm. T, dĩ nhiên có nhiều như vậy bản nguyên chi thuốc, khá lắm, Vân Không Tử cái lão già đó, không sẽ là đem toàn bộ sơn hải đầm lớn bên trong bản nguyên chi thuốc đều cướp đoạt đến nơi này bên trong chứ. Tiểu tên béo da đen ánh mắt sáng lên, tràn đầy cực kỳ nóng bỏng vẻ mặt. Cái kia chút bản nguyên chi thuốc, đều là vô cùng thật đắt, thậm chí có rất nhiều ở chư thiên vạn giới bên trong đã tuyệt tích, tiểu tên béo da đen nhìn thấy phía sau, đều nhanh không rời nổi mắt. Không muốn lãng phí thời gian, này chút bản nguyên chi thuốc, cũng không phải là quý báu nhất, nghĩ biện pháp tiến vào trước trong lòng núi. Lăng Tiêu vỗ tiểu tên béo da đen một lòng bàn tay nói. Không được, trận pháp kết giới sắp không chịu nổi, nhanh thông báo trấn thủ sứ đại nhân. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ từ đằng xa truyền đến. Chặt chẽ đón lấy, là cực kỳ kinh khủng tự bạo tiếng truyền đến, để thiên địa rung chuyển, hư không lay động, ẩn chứa cực kỳ tuyệt vọng gợn sóng. Đó là một vị thủ vệ thống lĩnh, vì bảo vệ trận pháp kết giới, lựa chọn tự bạo, trực tiếp đem cửu đầu xà một cái đầu cho vỡ nát. Cái kia bốn đầu hồng hoang cự thú, đều giống như bị chọc giận giống như vậy, càng thêm điên cuồng công kích trận pháp kết giới. Những thủ vệ kia từng cái trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ lo lắng vẻ mặt, trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng cùng tuyệt vọng, căn bản không biết trận pháp kết giới vẫn có thể chống đỡ bao lâu. Không được, ở đây xảy ra chuyện lớn như vậy, Vân Không Tử chỉ sợ rất nhanh đã tới rồi. Nghe sự chỉ huy của ta, Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang lóe lên, hắn biết, Huyền Không Sơn thủ vệ sắp không chịu được nữa. Nơi này trận pháp kết giới cũng sắp không chịu được nữa. Theo chiếu tình huống như vậy, không bao lâu nữa, Vân Không Tử tựu sẽ tới rồi. Bọn họ nhất định muốn dành thời gian. Chương 3175, kinh khủng vạn linh huyết ma thụ. Bù, Lăng Tiêu trong con người thần mang óng ánh, hắn trực tiếp thúc giục chúa tể chi nhãn, hỗn độn, vận mệnh, nhân quả cùng luân hồi bốn loại lực lượng bản nguyên đan xen vào nhau, trong phút chốc để hai mắt của hắn biến đến thần bí uy nghiêm. Ở Lăng Tiêu trước mắt, tòa này Huyền Không Sơn lại cũng không có bất kỳ bí mật, tất cả đều xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lăng Tiêu nhìn thấy, Huyền Không Sơn lòng núi cũng đã bị đào rỗng, trong đó đan xen nồng nặc lực lượng bản nguyên, giống như là vườn thuốc. Đó mới là bí mật lớn nhất, trực tiếp đi về phía trước 20 dặm, bên trái nhất tòa cung điện kia đi vào, mở ra trên đầu ghế dựa, bên trong có đi về lòng núi đường nối. Căn cứ Lăng Tiêu chỉ huy, tiểu tên béo da đen cũng không có bất kỳ chần chờ, như một đạo màu đen thiểm điện. Nháy mắt xông vào bên trong tòa cung điện kia. Oanh, tiểu tên béo da đen giờ khắc này cũng không cố được có thể hay không bị phát hiện, bén nhọn cánh chim càn quét ra, trực tiếp đem trên đầu ghế dựa quét bạo nổ ra. Trước mắt ánh sáng óng ánh, đan xen từng đạo sáng chói phù văn, đem một con đường phong ấn lên. Đây chính là đi về trong lòng núi đường nối. Lăng Tiêu trong lòng bàn tay, thôn thiên chi hỏa nổi lên, trong phút chốc hướng về những phù văn kia bay đi, đem những phù văn kia đều bao phủ lại. Phù văn cháy hừng hực, để tứ phương hư không đều ở hơi vặn vẹo, rất nhanh liền nghe được âm thanh lanh lảnh vang lên, phù văn phá nát, trong đó sức mạnh trực tiếp bị thôn thiên chi hỏa cắn nuốt. Phong ấn, được mở ra, chúng ta đi, Lăng Tiêu một thanh trước tiên, tiến vào trong thông đạo. Tiểu tên béo da đen cũng là vội vã đi theo. Trong thông đạo, vây quanh to lớn dạ Minh Châu, xem ra như ban ngày giống như vậy, có thể thấy rõ ràng, đường nối chính là lấy một loại đặc thù nào đó thần kim đúc thành. Mặt trên đan xen thần bí hoa văn, tạo thành cứng rắn không thể phá vỡ phong ấn. Chỉ có này một con đường có thể đi về trong lòng núi, đường nối hoàn toàn cùng ngăn cách ngoại giới lên. Lăng Tiêu cùng tiểu tên béo da đen tốc độ đều là cực nhanh, xuyên qua đường nối thật dài, rất nhanh là đến trong lòng núi. Lòng núi bên trong, là một mảnh cực kỳ bát ngát to lớn sơn động. Nồng nặc lực lượng bản nguyên sôi trào mãnh liệt, đã hoàn toàn sương mù hóa, tràn vào đến Lăng Tiêu cùng tiểu tên béo da đen trong cơ thể. Để cho bọn họ cảm giác được cả người khoan khoái. Nhưng hình ảnh trước mắt, nhưng để Lăng Tiêu cùng tiểu tên béo da đen đều sợ ngây người. Một gốc cây màu đen cổ thụ, cắm rễ trong đất, cành lá cứng cáp mạnh mẽ, lập lòe phong mang,
phảng phất là kim loại đúc giống như vậy, hết sức thần bí. Mấu chốt nhất là, mỗi trên một nhánh cây, đều mặc một người. Hơn 1000 bóng người, treo ở cổ thụ bên trên, bị xuyên thủng trái tim, từng cái trợn tròn đôi mắt, trong ánh mắt tràn đầy oán độc, phẫn nộ, khẩn cầu, ai oán, tuyệt vọng các loại thần sắc. Bị hơn 1000 bóng người tập trung, Lăng Tiêu cùng tiểu tên béo da đen đều là không do được cả người run lên. Cảnh tượng trước mắt thật là quỷ dị, cái kia hơn 1000 bóng người, quanh thân bao phủ nồng nặc tử khí, xem ra giống như là thi thể, nhưng cũng còn tồn lưu một con đường sống, như hoạt tử nhân. Ánh mắt của bọn hắn ảm đạm, còn như trong gió ánh nến, sinh mệnh bất cứ lúc nào đều sẽ tắt. Ở đỉnh đầu của bọn họ bên trên, cành cây xuyên qua trái tim, lộ ra đỉnh đầu, kết ra một viên thần bí trái cây, đan xen đại đạo bản nguyên lực lượng, xem ra thần bí khó lường. Bản nguyên đạo quả, Lăng Tiêu trong lòng hầu như nháy mắt tự nổi lên mấy chữ này, bọn họ lại bị người giam cầm ở nơi này, hơn nữa còn lấy tà ác như thế phương pháp, vì chính là muốn đào tạo bản nguyên đạo quả. Đây là vật gì, bọn họ dĩ nhiên tất cả đều là người thí luyện, là Vân Không Tử đưa bọn họ giam cầm ở chỗ này sao? Vân Không Tử cũng quá tăng tâm bệnh cuồng chứ. Tiểu tên béo da đen nắm thật chặt Lăng Tiêu cánh tay, cảm giác được đáy lòng sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Bọn họ là người thí luyện, hơn nữa đều là tu luyện bất đồng đạo quả người thí luyện. Lăng Tiêu ánh mắt sâu thẳm, lập lòe hàn mang. Này chút người, cũng đều là tiến vào côn bằng đế thành người thí luyện, nhưng không biết nhân duyên cớ nào, bọn họ bị Vân Không Tử chộp được ở đây, nhốt lên. Cây kia cổ thụ hết sức không quen. Lăng Tiêu cũng không tiếp thu được, nhưng cũng tràn đầy tà ác khí tức, để người khắp cả người phát lạnh. Ồ, dĩ nhiên là vạn linh huyết ma thụ. Không nghĩ tới, cái này kỳ nguyên lại vẫn có người ngưng tụ ra tà ác như thế đồ vật, đây là ở bồi dưỡng hoàn mỹ phẩm chất bản nguyên đạo quả. Khá lắm, nhưng vào lúc này, ác tiếng đọc ở Lăng Tiêu trong óc vang lên. Vạn linh huyết ma thụ, đó là vật gì? Nghe được ác niệm dĩ nhiên như là nhận thức cây cổ thụ này, Lăng Tiêu lên tiếng hỏi. Vạn linh huyết ma thụ chính là một loại cực kỳ tà ác đồ vật, cần vạn linh huyết dịch đúc mới có thể trưởng thành. Cha cha, nghĩ muốn trưởng thành cao như vậy vạn linh huyết ma thụ, e là cho dù là ngàn tỷ sinh linh huyết nhục tẩm bổ cũng không đủ, này khỏa vạn linh huyết ma thụ, chỉ sợ không phải cái này kỳ nguyên đồ vật. Vạn linh huyết ma thụ trưởng thành phía sau, chính là một cái tương tự lô đỉnh đồ vật, có thể hút thu sinh linh huyết nhục, nguyên thần, đạo quả, nhưng mà sau khi ngưng tụ ra cường đại bản nguyên đạo quả. Này cũng không biết là ai lưu lại vạn linh huyết ma thụ. Dĩ nhiên đã chuẩn bị bồi dưỡng hoàn mỹ phẩm chất bản nguyên đạo quả sao? Quất một cái thì là hơn 1000 viên, còn thật là đại thủ bút a. Ác niệm tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, vạn linh huyết ma thụ, lấy vạn linh máu đúc, ngưng tụ mạnh nhất bản nguyên đạo quả. Cái kia những người thí luyện này, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, những người thí luyện này, tuy rằng còn có một hơi thở, nhưng trên thực tế cùng chết rồi cũng không có gì khác nhau. Máu thịt của bọn họ nguyên thần đều dung hợp tiến vào viên kia đạo quả bên trong, chỉ cần đưa bọn họ lấy xuống, bọn họ ngay lập tức sẽ phải chết. Ta khuyên người vẫn là giết bọn họ đi, cho bọn họ một thống khoái, so với cái này dạng sống không bằng chết mạnh hơn. Ác niệm nhẹ thở dài một cái nói, sống không bằng chết, côn bằng đế thành chấn thủ sứ, cũng thật là bạo tay a. Hắn thân là chấn thủ sứ, không tốt tốt chủ trì thiên đạo thử thách cũng cho qua, lại vẫn đem chủ ý đánh tới người thí luyện trên người. Còn có cái kia cái gọi là thiên đạo, đúng là thiên đạo chí công sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt hiện ra sát ý nồng nặc. Hắn giờ khắc này, cực kỳ mãnh liệt muốn giết Vân Không Tử. Không lạ được Vân Không Tử đem Huyền Không Sơn bảo vệ giỏi như vậy, thậm chí còn để lại các loại thủ đoạn, bày các loại phong ấn, trận pháp kết giới, để lại thủ vệ đến trông coi. Nguyên lai, đây mới là hắn bí mật lớn nhất. Lăng Tiêu đưa hắn từ ác niệm cái kia đạt được đến tin tức, nói cho tiểu tên béo da đen. Tiểu tên béo da đen cũng là sợ ngây người, lấy người thí luyện là lô đỉnh, dùng vạn linh huyết ma thụ ngưng tụ ra mạnh nhất bản nguyên đạo quả. Vân Không Tử hắn điên rồi, tiểu hắc tiếng của tên béo đều có chút run rẩy. Trong lòng hắn không do được dùng mình một cái, rốt cục nghĩ rõ ràng, vì sao phía trước thử thách bên trong, nhiều như vậy người thí luyện đều biến mất, tử thương nặng nề. Nguyên lai, bọn họ cũng không phải là chết ở thử thách bên trong, mà là bị Vân Không Tử chộp được ở đây. Cũng còn tốt hắn nhiều hơn một tưởng tượng. Bằng không hắn giờ khắc này e sợ cũng bị treo trên vạn linh huyết ma thụ. Vân Không Tử, đáng chết, tiểu tên béo da đen cắn răng nghiến lợi nói ra, cả người đều đang phát run. Chương 3176, người thí luyện biếu tặng. Tiểu tên béo da đen cũng rốt cục ấn chứng suy đoán của hắn, Vân Không Tử quả nhiên là ở mơ ước hắn thôn vệ đạo quả. Hơn nữa, Vân Không Tử cũng không phải là muốn trực tiếp đoạt hắn thôn vệ đạo quả,
mà là muốn đem hắn trực tiếp treo ở vạn linh huyết ma thụ bên trên, thông qua tàn nhẫn như vậy phương thức, lấy hắn nguyên thần cùng huyết nhục, đến uẩn nhưỡng hoàn mỹ phẩm chất bản nguyên đạo quả. Như không phải hắn tìm cơ hội trốn ra Côn Bằng đế thành, vậy hắn bây giờ kết cục. Nghĩ đến đây, tiểu tên béo da đen liền không nhịn được dùng mình một cái, cảm giác được vô cùng nghĩ mà sợ. Lăng Tiêu, ngươi không phải đã làm thịt Trúc Long đế thành trấn thủ sứ sao? Cũng không kém Vân Không Tử này một cái, Vân Không Tử như vậy tội nghiệt cuồn cuộn ngất trời, phải chết, không bằng ngươi đưa hắn cũng làm thịt làm sao? Tiểu tên béo da đen dùng cực kỳ ánh mắt mong đợi nhìn Lăng Tiêu nói. Làm thịt Vân Không Tử, ngươi còn thật cho rằng trấn thủ sứ là đại cải trắng a? Ta hiện tại, đánh không lại Vân Không Tử. Lăng Tiêu lườm một cái nói, trước hắn chém giết Trúc Long đế thành trấn thủ sứ Trúc Cửu Âm, đó là có các loại nhân tố chen lẫn ở trong đó, cũng không phải là hắn thực lực chân chính. Nếu như để hắn chính diện đối địch Vân Không Tử, hắn khẳng định giết không được Vân Không Tử. Đánh không lại Vân Không Tử, chẳng lẽ tựu để hắn vẫn lớn lối như vậy ương ngạnh sao? Không bằng chúng ta dùng xua hổ nuốt sói kế sách, để bên ngoài cái kia bốn đầu hồng hoang cự thú cùng Vân Không Tử đại chiến một trận. Tiểu tên béo da đen có chút buồn bực. Nhưng con người nhất chuyển, nghĩ tới một ý kiến. Kế sách là không tệ, nhưng ngươi như thế nào mới có thể để cái kia bốn đầu hồng hoang cự thú cùng Vân Không Tử đại chiến? Cái kia bốn đầu hồng hoang cự thú lại không phải người ngu, mặc ngươi bài bố. Lăng Tiêu chậm rãi nói ra, đây đúng là một vấn đề. Tiểu tên béo da đen gãi gãi đầu, có chút khổ não. Bất quá, có lẽ cũng không phải một điểm cơ hội đều không có. Lăng Tiêu trong con người tinh mang lấp lóe. Ánh mắt rơi ở trước mắt vạn linh huyết ma thụ bên trên. Huyền Không Sơn bên ngoài trận pháp kết giới, đã là lảo đảo muốn ngã, Lăng Tiêu cảm thấy được, nếu như hắn có thể đủ mở ra lòng núi, để cái kia bốn đại hồng hoang cự thú nhìn thấy vạn linh huyết ma thụ, cái kia bốn đại hồng hoang cự thú e sợ sẽ không bỏ qua vạn linh huyết ma thụ bên trên bản nguyên đạo quả chứ. Dù sao, bản nguyên đạo quả đối với những hồng hoang kia dị thú cùng hồng hoang cự thú, đều có khó có thể chịu được mê hoặc. Biện pháp gì? Tiểu tên béo da đen ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi nói. Thử trước một chút nói sau đi. Lăng Tiêu không tỏ rõ ý kiến nói. Nhìn thấy Lăng Tiêu dĩ nhiên thừa nước đục thả câu, tiểu tên béo da đen ở một bên gấp vỏ đầu bứt tai, đồng thời lại cực kỳ mong đợi. Hắn hiện tại chỉ có một nguyện vọng, đó chính là giết Vân Không Tử. Vân Không Tử để tiểu tên béo da đen cảm thấy sâu sắc uy hiếp, nếu như Vân Không Tử không chết, hắn tự không có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Các vị đạo hữu, ta biết các ngươi đều có thể nghe được lời của ta nói. Trạng huống thân thể của các ngươi, chính các ngươi hẳn rất rõ ràng, các ngươi nguyên thần cùng huyết nhục đã biến thành bản nguyên đạo quả cùng vạn linh huyết ma thụ tầm bổ, sở dĩ đón lấy ta sẽ giết các ngươi, cho các ngươi giải thoát. Lăng Tiêu thanh âm cực kỳ rõ ràng truyền vào vạn linh huyết ma thụ bên trên, sở hữu người thí luyện trong đầu. Nhưng các ngươi yên tâm, ta giết các ngươi phía sau, sẽ để Vân Không Tử trả giá thật lớn. Đến thời điểm, ta đưa Vân Không Tử đi bồi các ngươi, này chiến cho các ngươi báo thù rửa hận. Lăng Tiêu trong con người tinh mang lấp lóe, nói thật, sau đó hắn vô cùng trịnh trọng hướng về đông đảo người thí luyện chắp tay thi lễ. Vạn linh huyết ma thụ bên trên, đông đảo người thí luyện phảng phất đều nghe được Lăng Tiêu, nguyên vốn đã dại ra cùng ánh mắt tuyệt vọng, đều là tóe ra kinh người hào quang. Ánh mắt của bọn hắn đồng thời rơi ở Lăng Tiêu trên người, mang theo xem kỹ, không cam lòng, phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Lăng Tiêu ánh mắt bình tĩnh mà thản nhiên, cuối cùng, đông đảo người thí luyện đều là lộ ra khẩn cầu cùng cảm kích ánh mắt. Có một tia giải thoát ung dung. Oanh, vạn linh huyết ma thụ bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy, có một ít người thí luyện trên người đồng thời phun trào nóng rực hỏa diễm, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Đó là ngọn lửa sinh mệnh, toát ra sau cùng hào quang óng ánh. Những người thí luyện kia tu vi mạnh mẽ, đều là trong đó người tài ba, giờ khắc này điên cuồng thúc dục ngọn lửa sinh mệnh, thiêu đốt mình nguyên thần cùng huyết nhục, toàn bộ người cũng bắt đầu nhanh chóng biến thành một mảnh sáng chói mưa ánh sáng. Mà bọn họ bản nguyên đạo quả nhưng là toát ra kinh người ánh sáng, óng ánh lóa mắt, đạo vận tràn ngập, nhanh chóng bắt đầu viên mãn lên. Vù, 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 từng viên một bản nguyên đạo quả khẽ run, cuối cùng nháy mắt đan dệt ra cửu sắc quang mang, bắt đầu biến đến viên mãn hoàn mỹ, sau đó từ vạn linh huyết ma thụ đầu cảnh tránh thoát, dồn dập hướng về Lăng Tiêu bay tới. Cái kia chút bản nguyên đạo quả, viên mãn hoàn mỹ, tản ra cửu sắc quang mang, như tinh thần một loại óng ánh lóa mắt, đem Lăng Tiêu toàn thân đều bao phủ lại. Đây là những người thí luyện kia sau cùng biếu tặng, Lăng Tiêu trong ánh mắt phun trào một tia cảm động ánh sáng. Hắn minh bạch những người thí luyện kia ý tứ, cái kia chút bản nguyên đạo quả bên trong, tràn đầy bọn họ mong đợi, nặng trình trịch, đem bọn hắn hy vọng báo thù. Các ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Lăng Tiêu nhẹ thở dài một cái nói, hắn cũng không có ngăn cản loại này biếu tặng,
đảm nhiệm do cái kia chút viên mãn phẩm chất bản nguyên đạo quả bay tới, sau đó mở ra mi tâm thức hải, phóng ra hào quang óng ánh, đem tất cả bản nguyên đạo quả đều dung nhập vào trong đó. Bản nguyên đạo quả bên trong ý thức đã hoàn toàn tiêu tán, cực kỳ dễ dàng đã bị Lăng Tiêu luyện hóa. Hơn 1.000 tôn người thí luyện bên trong, tổng cộng có hơn 100 viên bản nguyên đạo quả, biến thành viên mãn phẩm chất, trong đó tuy rằng có gần một nửa bản nguyên đạo quả, cùng Lăng Tiêu trên người có trùng hợp, nhưng cũng đều bị Lăng Tiêu nhận. Cuối cùng, Lăng Tiêu trong óc bản nguyên đạo quả, gia tăng rồi 72 viên, đạt tới kinh người 180 viên. 180 viên viên mãn phẩm chất bản nguyên đạo quả, như tinh thần giống như vậy, còn cuốn Lăng Tiêu bất diệt nguyên thần, trôi nổi ở thức hải trong không gian, đan dệt ra thần bí hào quang óng ánh. Bàng bạc lực lượng bản nguyên ở Lăng Tiêu trong cơ thể phun trào, thôi động hắn khí tức không ngừng kéo lên, tu vi cũng là nhanh chóng gia tăng rồi lên. Lăng Tiêu tu vi nước chảy thành sông đột phá đế quân cảnh 4 tầng, đạt tới đế quân cảnh 5 tầng. Cảm giác được Lăng Tiêu tu vi đột phá, tiểu tên béo da đen cũng là vô cùng chấn phấn, như vậy xem ra chém giết Vân Không Tử nắm bắt, lại lớn mấy phần. Chư vị đi tốt, Vân Không Tử rất nhanh sẽ tới bồi các ngươi. Lăng Tiêu chậm rãi nói ra, trong con ngươi phong mang lóe lên. Sau đó trong lòng bàn tay kiếm khí bốc lên, trong phút chốc hơn vạn đạo kiếm khí ngang trời mà lên, lấy tốc độ cực nhanh, xuyên thủng còn lại đông đảo người thí luyện mi tâm, đưa bọn họ chém giết. Bọn họ trong ánh mắt ánh sáng từng bước lờ mờ, nhưng cũng đều lộ ra một tia giải thoát vẻ. Lăng Tiêu quanh thân hỗn độn ánh sáng phun trào, vô cùng thần lực bộc phát ra, hắn đấm ra một quyền, bỗng nhiên đánh hướng bốn phía lòng núi. Hắn đột phá tu vi phía sau, thực lực lại có tăng lên, cú đấm này cương mãnh vô cùng, có thể phá diệt tất cả. Nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ lòng núi, ở hắn vô địch quyền ấn bên dưới, như đậu hũ. Răng rác, một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, đạo đạo phù văn yên diệt ra, lòng núi bị hắn một quyền đánh nổ, tất cả núi đá bay ngang mà ra, vạn linh huyết ma thụ hoàn toàn hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Chương 3177, nổi giận đi, Vân Không Tử. Ầm ầm ầm, Huyền Không Sơn kịch liệt rung động, dĩ nhiên từ lòng núi trực tiếp nổ tung. Huyền Không Sơn vỡ thành hai nửa, trong đó huyết quang tràn ngập. Ma khí cuồn cuộn ngất trời, lộ ra trong đó cảnh tượng. Đó là cái gì? Huyền Không Sơn bên trên, tất cả mọi người là cả người rung mạnh, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, nhìn chằm chằm vạn linh huyết ma thụ. Giờ khắc này, vạn linh huyết ma thụ bên trên, như cũ có mấy trăm tôn người thí luyện thi thể, trên đỉnh đầu là ánh sáng sáng chói bản nguyên đạo quả. Trước mắt tình cảnh này, để đông đảo thủ vệ đều là chấn kinh rồi. Bọn họ từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng không biết Huyền Không Sơn trong lòng núi lại vẫn ẩn giấu đi lớn như vậy bí mật. Mà giờ khắc này, Huyền Không Sơn bên ngoài kết giới vô cùng ảm đạm, lảo đảo, đã đến phá diệt biên giới. Rất nhiều thủ vệ sững sờ nháy mắt, bốn đạo khủng bố ngập trời tiếng thú gào vang lên, đón lấy chính là cực kỳ kinh khủng va chạm. Ầm ầm ầm, trận pháp kết giới kịch liệt rung động, đến cuối cùng từng nét bùa chú óng ánh tới cực điểm, sau đó ầm ầm nổ tung ra. Kết giới phá nát, cái kia chút nguyên bản còn ở cùng đông đảo hồng hoang cự thú đại chiến thủ vệ còn chưa kịp phản ứng, đã bị mở ra bồn máu miệng to hồng hoang cự thú, trực tiếp một khẩu nuốt ăn. Cút đi, còn sót lại mấy tôn thủ vệ thống lĩnh gào thét liên tục, trong ánh mắt tràn đầy vừa kinh vừa sợ vẻ, nhưng cũng đã là nỏ hết đà, bất cứ lúc nào đều có bị hồng hoang cự thú nuốt ăn nguy cơ. Lớn mật, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Hư không còn như sóng nước một loại nhộn nhạo lên, nổi lên một cái thân mặc áo bào đen, khuôn mặt nham hiểm, khí tức sâu không lường được ông lão. Chính là Vân Không Tử. Vân Không Tử giờ khắc này cả người run rẩy, sắc mặt đỏ chót, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận ngập trời cùng sát ý. Trước hắn ở Côn Bằng Đế Thành bên trong bế quan, khi lấy được thủ vệ thống lĩnh tin tức phía sau, bất quá là làm lỡ chốc lát, liền nhanh chóng chạy tới. Dù sao, Huyền Không Sơn bên ngoài trận pháp kết giới, hắn chính là phí đi rất lớn tâm tư, coi như là tuyệt thế đế quân, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể công phá. Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới. Khi hắn chạy tới Huyền Không Sơn phía sau, dĩ nhiên sẽ thấy cảnh tượng như vậy. Giống, 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 cái kia bốn đại hồng hoang cự thú, trong miệng đều là phát sinh to lớn điên cuồng hét lên, giờ khắc này thấy được vạn linh huyết ma thụ phía sau, từng cái con mắt đều là hoàn toàn đỏ lên, lộ ra cực kỳ thần sắc tham lam, nháy mắt hướng về vạn linh huyết ma thụ nhào tới. Đều chết đi cho ta, vạn linh huyết ma thụ là của ta, Vân Không Tử hoàn toàn bạo nộ rồi. Hắn không biết vì sao sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy, tuy rằng bản năng phát hiện đến có gì đó không đúng, nhưng này bốn đầu hồng hoang cự thú đã theo dõi vạn linh huyết ma thụ, để hắn hoàn toàn sốt sáng lên. Ầm ầm, hắn vỗ xuống một trường ấn cương mãnh vô cùng, như một tòa thái cổ núi thần, trong nháy mắt tự chắn bốn đại hồng hoang cự thú trước mặt. Sau đó,
Vân Không Tử thân hình lóe lên, xuất hiện ở vạn linh huyết ma thụ xung quanh, trong lòng bàn tay một tấm hắc sắc chuông nhỏ ngang trời mà lên, trong phút chốc bắt đầu bành trướng lên, đem vạn linh huyết ma thụ bảo vệ ở trung ương. Vân Không Tử lúc này mới hơi hơi yên tâm một điểm. Chỉ cần vạn linh huyết ma thụ không có chuyện gì, coi như là Huyền Không Sơn bị hủy, những thủ vệ kia chết hết hắn cũng không đau lòng. Vạn linh huyết ma thụ mới là hắn căn bản. Tuy rằng hắn phát hiện đến vạn linh huyết ma thụ thiếu hơn trăm cụ người thí luyện thi thể, thế nhưng hắn cũng không có để ý cùng nhiều nghĩ. Bốn đại hồng hoang cự thú đã giết tới. Ầm ầm ầm, cái kia bốn đại hồng hoang cự thú có ngập trời thần lực, nháy mắt tự phá tan rồi Vân Không Tử trưởng ấn, sau đó hung hăng đụng vào vị này màu đen chuông lớn bên trên. Bù, màu đen chuông lớn ong ong rung động, để Vân Không Tử đều là không do được cả người rung mạnh, cả người khí huyết cuồn cuộn, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ khó coi vẻ mặt. Đáng chết, này Sơn Hải đầm lớn bên trong bốn đại bá chủ, làm sao sẽ tới đến Huyền Không Sơn, còn điên cuồng công kích trận pháp kết giới. Chẳng lẽ là có người phá rối? Vân Không Tử cắn răng nghiến lợi nói ra, cảm thấy một luồng âm mưu khí tức. Bốn đại hồng hoang cự thú, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ giận dữ vẻ mặt, con mắt đỏ như máu cực kỳ, nhìn chằm chằm trước mắt Vân Không Tử, tràn đầy sát ý. Vạn linh huyết ma thụ đối với bọn họ tới nói, chính là vô thượng mỹ vị, đặc biệt là mặt trên hơn 1000 viên bản nguyên đạo quả, càng là khiến chúng nó cực kỳ hưng phấn. Nhưng hiện tại, vạn linh huyết ma thụ lại bị Vân Không Tử lấy đi, chúng nó nhất thời tự bạo nộ rồi, đem Vân Không Tử trở thành kẻ địch lớn nhất. Oanh, bốn đại hồng hoang cự thú, mỗi một vị đều như một ngọn núi cao, khí tức khủng bố cuồn cuộn ngất trời, đem Vân Không Tử khóa chặt lên, để Vân Không Tử đều là cả người sợ hãi. Đáng chết, nếu như để ta biết là ai đang giở trò, lão phu nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vân Không Tử giống giận một tiếng nói, nháy mắt nhún người nhảy lên, nghĩ phải rời đi nơi này. Này Sơn Hải đầm lớn bên trong bốn đại hồng hoang cự thú, nếu như gặp phải một cái, có lẽ hắn còn không sợ, nhưng bốn đại hồng hoang cự thú liên thủ, hắn cũng cảm giác được tê cả da đầu. Việc cấp bách là rời khỏi nơi này trước, sau đó đem vạn linh huyết ma thụ sắp xếp đến một chỗ khác. Vô luận như thế nào, cái kia chút bản nguyên đạo quả tuyệt đối không thể ra vấn đề. Ầm ầm ầm, nhưng những hồng hoang kia cự thú, nơi nào sẽ dung cho hắn chạy trốn. Bốn đại hồng hoang cự thú tỏa ra cực kỳ kinh khủng khí tức, nháy mắt đảo loạn hư không, ngăn cản Vân Không Tử na di hư không, sau đó dồn dập hướng về Vân Không Tử đánh tới. Nóng rực hủy diệt thần quang đan dệt, cường đại thiên phú thần thông bao phủ hạ xuống, bốn đại hồng hoang cự thú quyết tâm muốn lưu lại Vân Không Tử. Cứ việc Vân Không Tử gào thét liên tục, nhưng trong lúc nhất thời cũng không cách nào thoát thân. Một hồi cực kỳ kịch liệt đại chiến, nháy mắt tựu ở Huyền Không Sơn bầu trời triển khai. Lăng Tiêu, cái này có phải hay không nhờ có ta xua hổ nuốt sói kế sách? Như không phải ta, ngươi làm sao có thể nghĩ ra dẫn bốn đại hồng hoang cự thú cùng Vân Không Tử đại chiến kế sách, kha kha. Hy vọng bọn họ đánh được vượt kịch liệt càng tốt, tốt nhất đồng quy vu tận. Tiểu tên béo da đen cực kỳ đắc ý quay về Lăng Tiêu cười nói. Hai người bọn họ cũng không có ly khai. Tiểu tên béo da đen triển khai côn bằng không gian thần thông, lại thêm Lăng Tiêu giả thiên bí thuật, hai người trốn ở cách đó không xa giữa hồ, chú ý Huyền Không Sơn trên nhất cử nhất động. Nhìn thấy Vân Không Tử cùng bốn đại hồng hoang cự thú triển khai kịch liệt đại chiến, bọn họ cũng là rốt cục yên tâm. Mục đích đã đạt thành, đồng quy vu tận chỉ sợ là không có khả năng. Bất quá nếu như Vân Không Tử có thể bị trọng thương, đối với chúng ta đón lấy đánh giết Vân Không Tử có nhiều chỗ tốt. Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang lấp lóe, chậm rãi nói ra. Kha kha, ta cảm thấy được Vân Không Tử lần này là chạy trời không khỏi nắng. Lăng Tiêu, Trúc Cửu Âm đã chết ở trong tay ngươi, nếu như ngươi lại giết Vân Không Tử, chỉ sợ ngươi ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên, tự đúng là triệt để nổi danh. Đến thời điểm, tất cả đế thành đều không có ngươi đất dung thân. Tiểu tên béo da đen cực kỳ tự tin nói ra, hắn con ngươi nhất chuyển, ánh mắt rơi ở Lăng Tiêu trên người, lại có chút nhìn có chút hả hê nhếch miệng nở nụ cười. Lăng Tiêu nhất thời cảm giác được trên trán tràn đầy hắc tuyến. Tiểu tên béo da đen cái này miệng xui xẻo, có lẽ còn thật nói đúng. Giết một cái Trúc Cửu Âm, cũng đã để đế thành như vậy cảnh giác, nếu như lại giết Vân Không Tử, chỉ sợ sở hữu đế thành trấn thủ sứ, cũng không thể dung hạ hắn. Đi một bước nhìn một bước đi, Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ sờ lỗ mũi một cái nói. Chương 3178, ác chiến bốn đại hồng hoang cự thú. Ầm ầm ầm, Huyền Không Sơn bên trên, màu đen cá sấu, hoàng kim kiếm ngư. Long Quy cùng cửu đầu xà bốn đại hồng hoang cự thú, đem Vân Không Tử hoàn toàn vây nhốt lại. Không gian bốn phía đều bị rào loạn, sương mù hỗn độn tràn ngập, thần quang bốc lên, lực lượng bản nguyên đan dệt, tạo thành cực kỳ kinh khủng hủy diệt lĩnh vực, cái kia chút phổ thông đế quân nếu như dám tới gần, e sợ nháy mắt tựu sẽ hài cốt không còn.
Vân Không Tử trên người vạn linh huyết ma thụ, đối với bốn đại hồng hoang cự thú tới nói, nhất định chính là cám dỗ khó mà ngăn cản, nơi nào sẽ dễ dàng buông tha Vân Không Tử. Giao ra cây kia, bằng không, chết, màu đen cá sấu hét lớn, ánh mắt lạnh lùng, tản ra u mang. Nó quanh thân vảy màu đen, lập lòe kim loại ánh sáng, sắc bén vô cùng, phô thiên cái địa bao phủ tứ phương hư không, đem Vân Không Tử bao vây lại. Cái kia chút vảy màu đen, tạo thành một mảnh cực kỳ thần bí trận pháp kết giới, không chỉ ẩn chứa cực kỳ cường đại sức phòng ngự, hơn nữa có thể thả ra hủy diệt đao mang, không ngừng hướng về Vân Không Tử chỗ hiểm quanh người mà đi. Hoàng kim kiếm ngư toàn thân kim quang óng ánh, kiếm khí bốc lên, nó ngưng tụ cường đại nhất kiếm bản nguyên, phối hợp cường đại thiên phú kiếm đạo thần thông, có thể bùng nổ ra cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Long quy ngủ đông đại trên hồ, có thể khống chế bốn phía vô tận hồ nước, đồng thời cấu kiến dòng nước kết giới, cột nước như bạch long một loại phóng lên trời, tạo thành một tòa thật to lao tù. Cửu đầu xà càng là hung hãn cuồn cuộn ngất trời, chín cái đầu, phân biệt ẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cùng băng, gió, lôi, hủy diệt chín loại sức mạnh, không ngừng phụt lên trùm sáng, hơn nữa ẩn chứa kịch độc. Bốn đại hồng hoang cự thú, đều là hoàn toàn nổi điên, bạo phát ra cực kỳ kinh khủng công kích. Tuy rằng hồng hoang dị chủng, bởi vì thiên đạo có hạn chế, bản thân linh trí cũng không tính cao, thế nhưng tu vi đến rồi hồng hoang cự thú loại này cấp bậc, đã có không thua gì người bình thường linh trí. Vị trí lấy chúng nó bình thường sẽ không nói lời, là nhân vì chúng nó đem tất cả đều làm sâu kiến cùng con mồi, xem thường ở giao lưu. Trước mắt Vân Không Tử, xem như là bọn họ quen biết đã lâu, trong ngày thường cũng coi như là bình an vô sự, nhưng hôm nay nhưng bởi vì vạn linh huyết ma thụ nguyên nhân, xảy ra kịch liệt đại chiến. Đáng chết, nghĩ muốn vạn linh huyết ma thụ, đừng hòng, Vân Không Tử sắc mặt cực kỳ khó coi, gào thét liên tục. Hắn đỉnh đầu vị này màu đen chuông lớn, tản ra cường đại sóng âm. Hướng về bốn phía tràn ngập ra, có thể phá nát tất cả. Màu đen chuông lớn còn ẩn chứa cực kỳ cường đại lực cắn nuốt, là Vân Không Tử ngăn cản phần lớn công kích. Hắn ra tay nhanh như thiểm điện, trường ấn như thái cổ núi thần giống như vậy, không ngừng đánh ra bầu trời, cùng bốn đại hồng hoang cự thú va chạm, bùng nổ ra hủy thiên diệt địa gợn sóng. Vạn linh huyết ma thụ chính là hắn căn bản, chính là hắn hao tổn tâm cơ, tốt không dễ dàng mới từ một vị đại đế truyền thừa trong mộ lớn lấy được chí bảo. Chính là hắn chứng đạo căn cơ, làm sao có khả năng sẽ giao ra. Coi như là bị bốn đại hồng hoang cự thú vây công, hắn như cũ ở liều mạng chống lại, hơn nữa đang tìm kiếm cơ hội, nghĩ muốn chạy đi. Đại chiến gợn sóng, để tiểu tên béo da đen đều là cảm giác được tê cả da đầu, trong lòng ám đạo may mắn. Như không phải hắn cơ linh, thật sự bị Vân Không Tử để mắt tới lời, hắn tuyệt đối trốn không xuất Vân chỗ chống lòng bàn tay. Là ai đang tính toán lão phu? Lão phu nhất định phải đem ngươi lột da chóc thịt. Đem linh hồn của ngươi lấy cửu u chi hỏa quay nướng ngàn tỷ năm, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Vân Không Tử điên cuồng hét lên không ngớt, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngập trời. Hắn hiện tại hầu như đã xác định, có người mưu hại hắn. Bằng không, vạn linh huyết ma thụ giấu ở trong lòng núi, có trận pháp kết giới bảo vệ, tự liền Huyền Không Sơn thủ vệ đều không biết, người ngoài làm sao biết. Thế nhưng hắn suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra đến, rốt cuộc là ai ở tính toán hắn. Ầm ầm ầm, bốn đại hồng hoang cự thú đều giống như nổi điên giống như vậy, không ngừng đánh mạnh Vân Không Tử, các loại sát chiêu không ngừng hướng về Vân Không Tử trên người bắt chuyện. Vân Không Tử hầu như nháy mắt tự rơi vào rồi hạ phong, đỡ trái hở phải, chỉ có thể bị động phòng thủ, mà không có cách nào phát động tiến công. Có màu đen cá sấu cùng long quy mạnh mẽ cầm cố thần thông, hắn nghĩ muốn chạy trốn đều là vô cùng khó khăn. Phốc, cửu đầu xà nhìn đúng thời cơ, một đạo hủy diệt chùm sáng, xuyên thủng hư không mà đến. Trực tiếp xuyên thủng Vân Không Tử lồng ngực, để cho ho ra máu rút lui, sắc mặt càng phát khó coi. Hoàng kim kiếm ngư kiếm khí, tung hoành khắp nơi, kim quang óng ánh lóa mắt, phảng phất có thể hủy diệt tất cả, cũng cho Vân Không Tử trên người để lại không ít vết thương. Kinh khủng nhất vẫn là màu đen cá sấu cùng long quy, này hai vị hồng hoang cự thú, cũng có khó có thể địch nổi thần lực, thân thể cường hãn tuyệt luân, không phải Vân Không Tử có thể chống lại. Vân Không Tử tuy rằng có màu đen chuông lớn, hơn nữa xem ra như là một kiện cường đại cực đạo đế binh, không ngừng thả ra cường đại đế uy, chống đối hai đại hồng hoang cự thú va chạm. Nhưng này cố cường đại lực phản chấn, vẫn là để Vân Không Tử cả người rung mạnh, thậm chí xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rạn nứt, phảng phất thân thể bất cứ lúc nào đều có thể phá nát ra. Đánh, đánh chết lão già này. Màu đen kia lớn trung chân là đồ tốt a, nhất định là ta côn bằng bộ tộc chí bảo, rơi ở lão già này trong tay, nhất định chính là Minh Châu bị long đong. Chỉ có rơi ở trong tay ta, mới sẽ tỏa hào quang rực rỡ. Xa xa tiểu tên béo da đen, một bên trong miệng hùng hùng hổ hổ, vừa nhìn chằm chằm màu đen chuông lớn chảy dòng nước bọt.
Màu đen chuông lớn xem ra cổ điển mà thần bí, có thể thả ra cường đại lực cắn nuốt, sóng âm càng là có thể hủy diệt tất cả, uy lực vô cùng. Thứ chí bảo này, nhất định chính là tiểu tên béo da đen tha thiết ước mơ thần khí. Hắn hiện tại ngoại trừ nghĩ muốn làm thịt Vân Không Tử, càng là nhiều một ý nghĩ, đó chính là đem Vân Không Tử vũ khí cũng đoạt tới. Vân Không Tử sắp không chịu nổi. Lăng Tiêu trong con người tinh mang lấp lóe, chậm rãi nói ra. Ầm ầm ầm, tiếng nói của hắn vừa ra, bốn đại hồng hoang cự thú đều là đồng thời phát khởi công kích, nóng rực chùm sáng tung hoành hư không, không ngừng hướng về Vân Không Tử phóng tới, hủy diệt sức mạnh, phá hủy bốn phía hồ nước cùng núi cao, đem trong vòng ngàn dặm nơi đều rời vì bình địa. Vân Không Tử trong miệng không ngừng ho ra máu, bị trọng thương, trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng vẻ. Súc sinh, các ngươi muốn chết? Nghĩ muốn đoạt ta vạn linh huyết ma thụ, đều đi chết đi. Vân Không Tử giống giận một tiếng nói. Oanh, quanh người hắn khí huyết bốc lên, sức mạnh kinh khủng để tứ phương hư không cũng bắt đầu phá nát lên, hắn khí tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt, quanh thân tỏa ra một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm gợn sóng. Vân Không Tử há mồm phun một cái, nháy mắt xuất hiện một viên tràn ngập màu máu cùng lôi đình quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng kia vừa ra hiện, bốn phía hư không đều đang kịch liệt rung động, hỗn độn ánh sáng điên cuồng vọt tới. Để quả cầu ánh sáng bắt đầu bành trướng, bạo phát ra cực kỳ nguy hiểm gợn sóng. Bốn đại hồng hoang cự thú trong con ngươi, cũng đều là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt, phảng phất cảm thấy nguy hiểm, nghĩ muốn hướng về xa xa tản ra. Thế nhưng, đã muộn, vèo, Vân Không Tử trong ánh mắt tràn đầy vẻ nhức nhối, trong tay quả cầu ánh sáng nháy mắt bay ra, trong phút chốc phảng phất một mảnh huyết quang cùng lôi đình đan vào lĩnh vực hiện ra, nháy mắt liền đem bốn đại hồng hoang cự thú bao phủ lại. Chương 3179, Đại đế trái tim. Đó là, một viên đại đế trái tim. Tiểu tên béo da đen kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh hãi. Huyết quang cùng lôi đình đan vào quả cầu ánh sáng, trong đó chính có một viên trái tim. Cái kia viên trái tim còn đang kịch liệt nhảy lên, phun trào khỏi cực kỳ kinh khủng đế uy, trong mơ hồ phảng phất có một đạo cực kỳ người thần bí ảnh nổi lên. Cái kia một bóng người tản ra quét ngang chư thiên, vô địch vạn giới uy áp. Khủng bố tới cực điểm. Cách rất xa, Lăng Tiêu cùng tiểu tên béo da đen đều là cảm giác được vô cùng khiếp đảm. Đại đế trái tim, này Vân Không Tử thật lớn cơ duyên, từ nơi nào có được đại đế trái tim? Cái kia bốn đại hồng hoang cự thú không nhất định sẽ chết, nhưng Vân Không Tử đón lấy e sợ muốn chạy trốn. Lăng Tiêu chậm rãi nói ra, trong con ngươi lộ ra một tia sắc bén phong mang. Vân Không Tử trong tay, dĩ nhiên có một viên đại đế trái tim, này để hắn chính là không nghĩ tới. Đại đế đại diện cho vô địch, đại diện cho tuyệt thế, đại diện cho trấn áp hết thảy sức mạnh. Chỉ cần cùng đại đế dính líu quan hệ, coi như là lại bình thường đồ vật, đều sẽ biến đến không tầm thường. Một viên đại đế trái tim, đủ để trấn áp này bốn đại hồng hoang cự thú. Có lẽ chưa chắc có thể giết được chúng nó, nhưng cũng đủ để cho Vân Không Tử sáng tạo cơ hội, để Vân Không Tử ly khai. Vân Không Tử nghĩ muốn trốn. Lăng Tiêu, muôn ngàn lần không thể để hắn chạy trốn, nhất định muốn làm thịt lão già này. Đem ta chuông lớn đoạt lại. Tiểu tên béo da đen hung hãn nói. Lăng Tiêu lườm một cái nói, cũng còn tốt Vân Không Tử giờ khắc này bị buộc sử dụng đại đế trái tim, bằng không nếu như ở chúng ta đuổi giết hắn thời điểm lấy ra đến, cái kia việc vui nhưng lớn rồi, đừng nói chuông lớn, ngươi e sợ đều phải bị treo ở vạn linh huyết ma thụ bên trên. Nghe được Lăng Tiêu phía sau, tiểu tên béo da đen sững sờ, cũng là lộ ra có chút thần sắc sợ hãi, ngươi nói không sai, cái này Vân Không Tử quá âm hiểm. Bất quá đại đế trái tim có thể là đồ tốt ra, hắn dĩ nhiên xá được lấy ra đến. Như không phải là bị dồn đến tuyệt cảnh, ngươi cho là hắn sẽ lấy ra đại đế trái tim sao? Hắn giờ khắc này nhất định là đã bị trọng thương. Bất quá để ta tò mò là, hắn chỉ là một cái chấn thủ sứ, muốn vạn linh huyết ma thụ đến thai nghén nhiều như vậy viên mãn đạo quả, đến cùng là vì cái gì? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Tại sao? Đương nhiên bởi vì hắn là kiếp đạo giả. Ta đã sớm đoán được thân phận của hắn. Chúng ta làm thịt hắn, cũng coi như là thay trời hành đạo. Tiểu tên béo da đen rào rạt đắc ý nói, thay trời hành đạo sao? Lăng Tiêu cười nhạt, bao hàm thâm ý nhìn vòm trời nhất nhãn. Ầm ầm ầm, giờ khắc này, viên kia đại đế trái tim hoàn toàn bạo phát. Vân Không Tử thiêu đốt tự thân lực lượng bản nguyên, rót vào đến rồi đại đế trên trái tim, hoàn toàn dẫn bạo đại đế trái tim, đem bốn đại hồng hoang cự thú đều bao phủ lại. Vì vạn linh huyết ma thụ, tình nguyện bỏ qua đại đế trái tim. Có thể thấy được vạn linh huyết ma thụ ở Vân Không Tử trong lòng địa vị trọng yếu. Nóng rực thần quang tàn phá, trong phút chốc bao phủ trong vòng ngàn dặm nơi, kinh khủng sức mạnh hủy diệt, còn như bão táp một loại bao phủ ra, để này một mảnh khu vực như ban ngày. Trung ương nhất,
truyền đến bốn đại hồng hoang cự thú gào thét cùng tiếng hét thảm, bốn đại hồng hoang cự thú khí tức, cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến đến hư nhược rồi lên. Vân Không Tử ngược lại cũng đúng là vô cùng dứt khoát, căn bản không có chờ cái kia bốn đại hồng hoang cự thú là chết vẫn là trọng thương, nháy mắt tế lên màu đen chuông lớn, đem chính mình bảo vệ, hướng về xa xa lao đi. Đi, đuổi tới, Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang lóe lên, tiểu tên béo da đen nhất thời gật gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn vẻ mặt, triển khai qua lại hư không thần thông, lặng yên không tiếng động hướng về Vân Không Tử đuổi theo. Vân Không Tử chạy trốn phương hướng, chính là Côn Bằng Đế Thành. Hắn là Côn Bằng Đế Thành trấn thủ sứ, chỉ cần trở về Côn Bằng Đế Thành bên trong, hắn tự có thể mượn thiên đạo khí vận chữa thương, hơn nữa không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Vân Không Tử đã cảm thấy nồng nặc âm mưu khí tức, hơn nữa cái kia loại âm mưu khí tức đang đến gần, để hắn bất an trong lòng cảm giác càng phát mãnh liệt. Đáng chết, bất kể là ai, lão phu đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vân Không Tử nghiến răng nghiến lợi, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Oanh, nhưng ngay lúc này, vòm trời nháy mắt nứt ra rồi. Một đạo vô cùng quyền ấn, mang theo mênh mông cuồn cuộn hỗn độn ánh sáng, như thái cổ thần sơn giống như vậy, ngang trời chấn đè ép xuống. Cú đấm kia cương mãnh vô cùng, ẩn chứa phá diệt hết thảy sức mạnh, chèn ép bốn phía hư không đều rối rít nổ tung ra, ẩn chứa một loại vô địch ý vị. Giấu đầu lòi đuôi đồ vô lại, cho lão phu lăn ra đây. Vân Không Tử con mắt bỗng nhiên co rụt lại, lập tức tự lộ ra lửa giận ngập trời, giống lớn một tiếng nói. Trong lòng hắn minh bạch, đây là tính toán hắn chính là cái kia người, rốt cục không nhịn được ra tay rồi. Oanh, hắn trực tiếp thôi thúc màu đen chuông lớn tiến lên nghênh tiếp, màu đen chuông lớn ở trong hư không tăng vọt, tản ra cường đại lực cắn nuốt, như một mảnh đại dương màu đen, có thể thôn phệ tất cả. Cong, cú đấm kia đánh vào màu đen chuông lớn bên trên, để màu đen chuông lớn bạo phát ra dường như lôi đình một loại ong ong, cường đại sóng âm hướng về bốn phía càn quét ra, đem mấy tòa hồ nước cùng mấy ngọn núi cao, toàn bộ biến thành bột mịn. Màu đen chuông lớn, dĩ nhiên là bị cú đấm kia trực tiếp đánh trở về, ong ong run rẩy không chỉ. Cái kia cố cường hãn tuyệt luân lực phản chấn, để Vân Không Tử cả người rung mạnh, trong miệng không do được phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy vừa kinh vừa sợ vẻ. Ở trước mắt của hắn, xuất hiện hai bóng người. Một vị toàn thân hắc trắng đan dệt, lưu chuyển âm dương nhị khí, như là một cái màu đen cá lớn, nhưng cũng sinh ra cánh che trời chim lớn ngang trời mà đến, tản ra một loại tuyên cổ hồng hoang khí tức gợn sóng. Cái kia một đôi mắt nhưng hiện ra được 10 phần hèn mọn cùng đắc ý, đặc biệt là nhìn chằm chằm màu đen chuông lớn, tràn đầy nóng rực vẻ. Một đạo khác bóng người, áo trắng như tuyết, tóc đen tung bay, cả người vòng quanh hỗn độn khí, trong con người phảng phất có ba thiên giới thai nghén mà ra, sáng sủa mà trong suốt, để người không dám nhìn gần. Chính là tiểu tên béo da đen cùng Lăng Tiêu, là các ngươi. Vân Không Tử cả người rung mạnh, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ kinh hãi. Hắn nháy mắt tự nhận ra Lăng Tiêu cùng tiểu tên béo da đen. Hơn nữa, hai người này đối với hắn mà nói, đều là ký ức sâu sắc. Lăng Tiêu, cái này kỷ nguyên thiên tuyển chi tử, vừa tiến vào đến Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trong liền được sở hữu trấn thủ sứ quan tâm, càng là ở Trúc Long Đế Thành bên trong chém giết Trúc Cửu Âm, uy trấn Vĩnh Hằng Đế Lộ, thậm chí để Vân Không Tử đều sinh ra lòng kiêng kỵ, không muốn để cho tiến nhập Côn Bằng Đế Thành. Tiểu tên béo da đen, càng là một vị thuần huyết côn bằng thần thú, bị Vân Không Tử phát hiện phía sau, mơ ước huyết mạch cùng bản nguyên đạo quả, nhưng hắn còn chưa kịp động thủ thời điểm, tiểu tên béo da đen tự cực kỳ cảnh giác trốn ra Côn Bằng Đế Thành. Hai người này làm sao sẽ cùng nhau? Nói như vậy, cái kia phát hiện vạn linh huyết ma thụ, đồng thời dẫn cho hắn cùng bốn đại hồng hoang cự thú đại chiến, chính là hai tên khốn kiếp này. Nghĩ đến đây, Vân Không Tử trong lòng chính là lửa giận cuồn cuộn ngất trời, sự thù hận mãnh liệt, hận không thể đem Lăng Tiêu cùng tiểu tên béo da đen chém thành muôn mảnh.